Vốn là một cô nhi, Trần Triệu Dương không nơi nương tựa, không ai yêu thương, cứ đi theo sau một ông chú, được truyền thụ y thuật lẫn võ thuật. Nhìn hắn bên ngoài cứ cả lơ phất phơ, giống lưu manh đầu đường xó chợ, không làm việc đứng đắn, nhưng dưới cái vẻ ngoài hắn ngụy trang kia chính là một người thanh niên tài hoa và trượng nghĩa. Trần Triệu Dương nhận lời bảo vệ và kết hôn cùng Nam Cung Yến theo thỉnh cầu của ân nhân. Là một cô gái có tiếng xinh đẹp và lạnh lùng của thành phố Nam Hải, việc trở thành chồng của cô cũng khiến hắn cảm giác gánh nặng khá lớn. Cũng từ đó anh phát hiện ra những bí ẩn đằng sau nhiệm vụ tưởng chừng như đơn giản này. Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, Trần Triệu Dương. Tập 1. Trần Triệu Dương, cái thằng này ngày nào cũng đến muộn thì chớ, bây giờ còn chui vào chỗ này trốn việc hả? Dương Lệ nổi cơn tam bành xông vào phòng bảo vệ, chỉ vào chàng thanh niên đang nằm trên ghế, tức giận mắng một chặp. Làm đội trưởng đội bảo vệ bao nhiêu lâu nay, cô chưa thấy trường hợp nào cực phẩm như thằng này. Thằng nhóc này đã đi làm muộn thì chớ, ngày nào cũng trốn việc. Chàng thanh niên nằm trên ghế sau khi thức giấc vì tiếng mắng chửi của Dương Lệ thì vươn vai một cái, vừa ngáp vừa nói, đội trưởng Dương, cô như thế là không đúng đâu nha. Tôi mới đi làm muộn có 5 ngày thôi mà. Cô nỡ nói là ngày nào cũng muộn. Cô đang vấy bẩn nhân cách cao thượng của tôi đấy. Này, cậu có biết là cậu mới đi làm được 5 ngày không hả? Dương Lệ tức giận quát ầm lên, dạng người như cậu đúng là lãng phí nguồn lực của công ty, chỉ biết ăn rồi chờ chết. Tôi biết rồi. Nhưng mà, thế thì đã sao nào? Trần Triệu Dương gảy gảy lỗ tai rồi búng móng tay, thờ ơ hỏi lại. Cậu! Dương Lệ suýt chút nữa tức chết thì câu hỏi của Trần Triệu Dương. Thực ra ngay từ ngày đầu tiên Trần Triệu Dương đi làm, Dương Lệ đã muốn đuổi việc anh ta rồi. Nhưng Trần Triệu Dương có quan hệ, cô báo cáo chuyện này với cấp trên chẳng hề để tâm. Nếu là người khác, có lẽ họ cũng bỏ qua, nhưng cô là người không chấp nhận nổi dù chỉ một hạt cát trong mắt mình. Cô lại cắn răng dạy dỗ Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương ngồi trên ghế, những lời nói của Dương Lệ lọt vào tai anh qua tai trái rồi trôi ra ngoài qua tai phải. Lúc này hai mắt của Trần Triệu Dương còn bận quan sát Dương Lệ. Dương Lệ chừng 27, 28 tuổi, cắt tóc ngắn, ngũ quan rất hài hòa, đồng thời còn có khí chất rất khôi ngô, như nữ trung hào kiệt. Điều thu hút ánh mắt người ta nhất chính là thân hình nóng bỏng thướt tha, ngực tấn công mông phòng thủ của cô. Khi cô tức giận, vì quá kích động nên lồ âng ngực không ngừng phập phồng lên xuống, dụ dỗ người ta phạm pháp. Có điều, Trần Triệu Dương không thể hiểu nổi. Dương Lệ có vóc dáng, có nhan sắc, nếu đi làm người mẫu chắc chắn sẽ trở thành người mẫu nổi tiếng, thế mà bây giờ chỉ giúp ở tập đoàn Khuynh Thành quốc tế này làm bảo vệ, đúng là lãng phí của trời. Tiếc quá đi. Khi Dương Lệ đang mải mê lên lớp Trần Triệu Dương thì anh đột nhiên nói một câu như vậy. Tiếc cái gì? Dương Lệ khựng lại trong giây lát, gương mặt hoàn toàn mờ mịt. Đội trưởng Dương, thân hình của cô ngọt nước thế này, không làm người mẫu thì uổng phí quá. Trần Triệu Dương sờ cầm rồi nói, nếu cô tham gia vào đội hình Victoria's Secret, mặc những bộ đồ đó bước trên sàn catwalk, chắc chắn đàn ông khắp thế giới này sẽ phát điên lên vì cô. Khi Trần Triệu Dương nói như thế, Dương Lệ mới phát hiện ra ánh mắt của anh luôn hướng về chỗ nào đó của mình, đồng thời khóe miệng anh còn nhếch lên thành một nụ cười gian tà. Khốn nạn, cậu có nghe tôi nói gì không thế hả? Trong ánh mắt của Dương Lệ lập tức lộ ra vài phần sát khí. Không hề, Trần Triệu Dương cười, vóc dáng của đội trưởng Dương đẹp thế này, làm tôi không thể nào tập trung lắng nghe được. Nghe Trần Triệu Dương nói thế, mặt mũi Dương Lệ như chảy dài ra, chẳng lẽ lỗi nằm ở cô à? Trần Triệu Dương, tôi yêu cầu cậu ra ngoài làm việc ngay bây giờ. Dương Lệ nghiến răng nghiến lợi nói. Làm việc, tôi không thể nào làm việc được, cả đời này không thể nào làm việc được, Trần Triệu Dương nói với vẻ rất hùng hồn. Dương Lệ nhìn dáng vẻ của Trần Triệu Dương mà thực sự tức giận không hề nhẹ. Tôi muốn đuổi việc cậu, bất luận thế nào, hôm nay tôi sẽ đuổi việc cậu. Dương Lệ cũng không khống chế nổi cơn giận của mình nữa. Đội trưởng Dương, cô sẽ không làm vậy đâu, mà tôi có lý do khiến cô không làm vậy. Dương Lệ vừa quay người đi, giọng nói đắc ý của Trần Triệu Dương đã vang lên. Cậu có lý do? Lý do vô cùng chính đáng. Vậy được. Cậu cho tôi một lý do để tôi không đuổi việc cậu, Dương Lệ khẽ hừ một tiếng. Lúc này, gương mặt Trần Triệu Dương bỗng lộ ra vài phần chân thành, theo quan sát của tôi, bình thường trong đội trưởng Dương có vẻ không gần gũi người ta, thực chất là một người ngoài lạnh trong nóng, lòng dạ phóng khoáng.
Dương Lệ cười gằn một tiếng, Trần Triệu Dương, cậu đừng tưởng rằng nịnh bợ tôi là được. Tôi không trúng chiêu này đâu. Đội trưởng Dương, tôi nghiêm túc đấy, với cả tôi đã nhìn ra từ lâu rồi, Trần Triệu Dương vô cùng nghiêm nghị. Cậu nhìn ra được. Trần Triệu Dương sờ cằm, mỉm cười và nói, theo quan sát của tôi trong 5 ngày qua, ngày nào đội trưởng Dương cũng thích mặc đồ lót màu đỏ, đồng thời còn là màu đỏ thẫm. Theo phân tích tâm lý học dựa trên màu sắc, người thích màu đỏ chắc chắn là người có nội tâm nóng ấm, lòng dạ khoáng đạt. Tôi nghĩ đội trưởng Dương chính là người như vậy. Dương Lệ nghe Trần Triệu Dương nói vậy cũng sững người trong thoáng chốc, sau đó cô ôm Lồ Ân ngực, mặt mũi biến sắc, làm sao cậu biết được. Tôi nhìn thấy mà, hôm nay còn có cả hoa nữa nhé. Trần Triệu Dương mỉm cười đắc ý, đội trưởng Dương, tôi nói không sai chứ. Cái tên lưu manh này. Lúc này Dương Lệ đã hoàn toàn mất kiềm chế, cô sải bước về phía trước, giơ chân đá Trần Triệu Dương. May mà động tác của Trần Triệu Dương cũng không dễ dà, nhanh chóng né sang một bên. Đùng! Cái ghế mà Trần Triệu Dương vừa ngồi lập tức rụng rời. Đội trưởng Dương, tuy rằng tôi cảm thấy màu đen sẽ gợi cảm hơn, nhưng mặc màu đỏ cũng không có gì mà. Cô không cần phải vậy đâu. Trần Triệu Dương tỏ ra nghẹn lời. Cậu, cậu! Dương Lệ bị Trần Triệu Dương chọc tức, cô chỉ vào anh ta mà quát ầm lên. Trần Triệu Dương, chỗ này, ngày hôm nay, có cậu không có tôi. Bất kể thế nào, tôi cũng phải đuổi việc tên lưu manh như cậu. Dương Lệ bỏ lại một câu nói rồi rời khỏi phòng bảo vệ với vẻ mặt tối sầm. Khi rời khỏi phòng bảo vệ, trong lòng Dương Lệ vẫn vô cùng ngạc nhiên, làm sao Trần Triệu Dương biết được nhỉ? Chẳng lẽ anh ta nhìn trộm lúc cô thay quần áo? Chắc chắn là như vậy rồi. Nhìn Dương Lệ bỏ đi, Trần Triệu Dương sờ mũi mình mà cười, hà tất phải như vậy chứ? Anh Dương, anh không bị đội trưởng Dương tặng cho cái chết nhân đạo à? Dương Lệ rời khỏi đó chưa được bao lâu, một cái đầu đã dè dặt thò vào trong và hỏi. Tôi đẹp trai ngời ngời thế này, đội trưởng Dương không nỡ giết tôi đâu. Trần Triệu Dương nở nụ cười rất vô liêm sỉ. Anh Dương, em thật lòng bái phục anh, dám ghẹo cả đội trưởng Dương, đã vậy còn mặt dày vô liêm sỉ như thế, đúng là bái phục, bái phục. Hồ Đại Quân bước vào phòng bảo vệ với biểu cảm có phần sùng bái. Ánh mắt sùng bái của Hồ Đại Quân rất chân thành, dù sao thì Dương Lệ cũng là nữ vương nổi tiếng khắp công ty, Trần Triệu Dương dám ghẹo cô ấy mà vẫn còn sống sót, Hồ Đại Quân cảm thấy anh ta quá đỉnh. Nhưng mà anh Dương, anh không sợ bị đuổi việc thật à, Hồ Đại Quân lại hỏi. Sợ gì chứ? Trần Triệu Dương vênh váo trả lời, anh có quan hệ mà, làm sao bị đuổi việc dễ thế được? Anh Dương, tuy rằng anh có quan hệ. Nhưng em nghe bảo quan hệ của đội trưởng Dương với Tổng Giám Đốc Nam Cung khá tốt đấy, lỡ như cô ấy báo cáo vượt cấp, đến lúc đó chỉ sợ chống lưng của anh cũng không giữ nổi anh, Hồ Đại Quân thì thầm nói. Tổng Giám Đốc Nam Cung. Trần Triệu Dương nghe được cái tên lập tức bật cười, cậu đang nói tới người phụ nữ tên là Nam Cung Yến suốt ngày lạnh lùng như thể cả thế giới này nợ cô ấy 5 triệu tệ ấy hả? Xuyệt, xuyệt. Hồ Đại Quân sợ hết hồn vì câu nói của Trần Triệu Dương, anh ta đè thấp giọng, anh Dương. Anh đừng nói lung tung, nếu để người ta nghe được thì anh toi đời. Trần Triệu Dương vỗ vỗ vai Hồ Đại Quân, sợ cái gì? Cô ấy như thế, vừa nhìn đã biết là bị rối loạn nội tiết tố, chắc chắn vì thiếu hơi đàn ông nên mới vậy. Dạng phụ nữ như thế, tặng tôi thì tôi còn chẳng thèm. Họ Trần kia, anh bảo ai rối loạn nội tiết tố? Nhưng đúng vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng xen lẫn vẻ phẫn nộ đột ngột vang lên tại cửa phòng bảo vệ. Hồ Đại Quân nghe được giọng nói này, sắc mặt lập tức xám ngoét như cho. Lúc này đây, một cô gái trẻ tuổi với dung mạo xinh đẹp như tiên nhưng gương mặt lạnh lùng và đôi mắt tràn đầy sát khí đang đứng trước cửa phòng bảo vệ. Người phụ nữ này chính là Nam Cung Yến Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Khuynh Thành Quốc tế, nữ thần trong lòng đàn ông khắp tập đoàn, được xưng tụng là Mỹ nhân lạnh lùng Nam Hải. Tổng Giám Đốc Nam Cung, tôi phải đi làm việc đây, tôi không thân thiết gì với anh ta đâu. Thấy khí chất mạnh mẽ của Nam Cung Yến, Hồ Đại Quân lập tức co giò chuồn thẳng. Khi rời khỏi phòng bảo vệ, anh ta còn nhìn Trần Triệu Dương bằng ánh mắt vĩnh biệt. Từ biểu cảm của Nam Cung Yến, không khó để nhìn ra, cô ấy đã nghe thấy hết những lời Trần Triệu Dương vừa nói. Trần Triệu Dương dám bảo cô ấy bị rối loạn nội tiết tố, thiếu hơi đàn ông. Đúng là tự tìm chỗ chết. Tổng Giám Đốc Nam Cung, cô cũng nhìn thấy rồi đấy. Dạng bảo vệ không coi cấp trên ra gì như cậu ta đáng ra nên đuổi ra ngoài, đồng thời tôi đề nghị, đuổi việc luôn cả người sắp xếp cậu ta vào đây. Dương Lệ đứng bên cạnh Nam Cung Yến tức giận nói.
thực ra trong lòng cô ấy đang rất vui khi anh ta gặp họa. Dương Lệ cho rằng Trần Triệu Dương dám nói Nam Cung Yến như thế chắc chắn sẽ bị đuổi việc. Nghĩ tới việc sắp không phải nhìn thấy tên lưu manh phiền phức này, cô chỉ muốn cười thật to. Trần Triệu Dương cảm thấy Dương Lệ đúng là mưu đồ thâm độc, cô ấy thậm chí muốn đuổi việc cả người đã sắp xếp anh vào đây, đúng là quá độc ác luôn. Nhưng Trần Triệu Dương cảm thấy cô ấy không làm được đâu. Bởi vì người đã sắp xếp anh ta vào đây, không thể nào bị đuổi việc được. Đội trưởng Dương, tôi cảm thấy Tổng Giám Đốc Nam Cung sẽ không đuổi việc nhân viên xuất sắc như chúng tôi đâu, Trần Triệu Dương mỉm cười nói. Xí, cậu mà đòi làm nhân viên xuất sắc, cậu có cần thể diện nữa không hả, Dương Lệ sầm mặt mắng chửi. Đội trưởng Dương, tôi biết cô vẫn luôn ghen ghét những nhân viên xuất sắc và có năng lực như tôi. Cô sợ tôi sẽ thay thế cô, nhưng cô yên tâm đi, tôi không dự định ngồi vào vị trí của cô, sau này cô cũng không cần ghen ghét hay bôi nhỏ tôi nữa. Ai ghen ghét cậu, ai bôi nhỏ cậu? Dương Lệ nói xong có phần kích động, cô bước tới trước, giận dữ nói, họ Trần kia, cậu có tin tôi giết cậu luôn không? Đội trưởng Dương, xem ra cô vô cùng đố kỵ với năng lực của tôi, còn muốn giết người diệt khẩu nữa. Cậu, cái đồ khốn kiếp này. Dương Lệ tức đến mức muốn ra tay luôn. Đủ rồi. Đúng lúc này, Nam Cung Yến nghiến răng nói. Sau đó, cô lườm Trần Triệu Dương một cái, chỉ vào anh ta, lạnh lùng nói, anh, đi theo tôi. Nói xong cô quay người sải bước rời khỏi đó. Trần Triệu Dương sải bước ngay sau lưng Nam Cung Yến, khi đi ngang qua Dương Lệ, anh ta không quên mỉm cười. Đội trưởng Dương, cô nhìn thấy chưa, Tổng Giám Đốc Nam Cung có con mắt tinh đời lắm, có việc cần tôi làm nè. Cậu, Dương Lệ tức tới mức cạn lời. Tổng Giám Đốc Nam Cung, cô bảo tôi đi theo cô, có phải chuẩn bị nhờ tôi theo cô đi làm việc không? Làm việc công, hay làm việc tư vậy? Nhưng phải nói trước nha, dạng đàn ông tốt đẹp tuyệt vời như tôi tuyệt đối không chấp nhận quy tắc ngầm hay làm việc riêng tư đâu nhé. Làm việc công, Nam Cung Yến quăng lại một câu rồi bỏ đi nhanh hơn. Dương Lệ nhìn thấy Trần Triệu Dương bỏ đi mà nghiến răng kèn kẹt. Tổng Giám Đốc Nam Cung chắc chắn dẫn thằng cha làm người ta tức xì khói này đi giết người diệt khẩu rồi, chắc chắn là vậy rồi. Vợ ơi, em dẫn anh đi đâu thế? Có phải em nghĩ thông suốt rồi, chuẩn bị đi đăng ký kết hôn cùng anh không? Ra tới bãi đỗ xe, Trần Triệu Dương cười ha hả và hỏi. Nam Cung Yến dừng chân ngay trước một chiếc BMW, trong ánh mắt cô cuồn cuộn lửa giận, họ Trần kia, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, không được gọi tôi như thế. Anh còn gọi tôi như thế nữa, tôi chém chết anh. Vâng thưa vợ. Trần Triệu Dương mỉm cười. Á, Nam Cung Yến nhìn thấy dáng vẻ cợt nhả của người nào đó mà hét ầm lên một tiếng, sau đó như người phát cuồng vậy, ông nội ơi, rốt cuộc ông bị làm sao mà cứ bắt cháu phải kết hôn với dạng người này vậy? Trời ơi! Nam Cung Yến nhìn người đàn ông cà lơ phất phơ mặc bộ đồ bảo vệ lỏng lẻo trước mặt mình mà vô cùng muốn nổi khùng. Dạng đàn ông này, bình thường cô còn chẳng thèm nhìn thẳng. Thế mà ông nội của cô lại bắt cô phải kết hôn cùng anh ta. Vợ ơi, em chấp nhận số phận đi, Trần Triệu Dương mỉm cười và nói, hay. Ai bảo ông nội em ưng bụng với tài hoa của anh, cứ cầu xin anh, muốn anh lấy em, sau cùng ông cụ khẩn khoản cầu xin quá, anh chỉ có thể đồng ý thôi. Nam Cung Yến nhìn dáng vẻ thở ngắn than dài của Trần Triệu Dương mà thấy cơ mặt mình co giật. Cô muốn chết rồi đây. Thực ra anh cũng không cam tâm tình nguyện lắm, nhưng không còn cách nào khác, Trần Triệu Dương tỏ ra bất đắc dĩ. Vẻ bất đắc dĩ của Trần Triệu Dương là thật, vốn dĩ anh không muốn nhận nhiệm vụ bảo vệ Nam Cung Yến đâu, chỉ là anh nợ ông già nào đó quá nhiều, sau cùng đành phải đồng ý. Đương nhiên để tiếp cận người phụ nữ mà không động vật sống nào dám lại gần như Nam Cung Yến, Trần Triệu Dương cũng chỉ có thể dùng đến cách thức hơi khác thường một chút. Họ Trần kia, có phải anh thực sự muốn kết hôn cùng tôi không? Nam Cung Yến nhìn chằm chằm vào Trần Triệu Dương rồi hỏi. Trần Triệu Dương gật đầu rất nghiêm túc, mặc dù em lạnh như cục băng vậy, nhưng được cái xinh đẹp. Kết hôn với em, anh vẫn miễn cưỡng chấp nhận được. Nghe thấy câu này, Nam Cung Yến sắp nổ tung luôn, nhưng may mà cô cố nén được lửa giận. Được, hôm nay anh theo tôi làm một việc, nếu làm tốt, tôi sẽ đăng ký kết hôn với anh. Nam Cung Yến cắn đôi môi đỏ mọng như anh đào, nếu làm không tốt. Sau này anh phải biến mất khỏi tầm mắt của tôi mãi mãi. Thế nào hả? Không thành vấn đề, Trần Triệu Dương đồng ý rất hào sảng, vợ đã dặn, chắc chắn anh sẽ làm thỏa đáng. Lên xe đi. Nam Cung Yến không nói nhiều, cô mở cửa xe. Vợ ơi, em bảo anh đi làm chuyện gì vậy?
Trần Triệu Dương vừa ngồi lên xe đã hỏi ngay. Theo tôi đi thu hồi một khoản nợ. Nếu đòi được về, tôi sẽ đăng ký kết hôn với anh, Nam Cung Yến nói. Nói xong, Nam Cung Yến khởi động xe, lái tới mục tiêu của mình. Nửa tiếng đồng hồ sau, Nam Cung Yến dẫn theo Trần Triệu Dương xuất hiện trước cửa một phòng karaoke. Bây giờ đang là giữa trưa, phòng karaoke này chưa mở cửa kinh doanh. Nam Cung Yến cũng không cần quan tâm nhiều, cô đẩy cánh cửa khép hờ, dẫn Trần Triệu Dương đi vào bên trong. Này, hai người làm cái gì vậy hả? Chúng tôi vẫn chưa mở cửa mà. Nam Cung Yến và Trần Triệu Dương vừa bước vào sảnh lớn của quán karaoke này đã có một giọng nói thô lỗ vang lên ngay bên cạnh. Nam Cung Yến nhìn về phía phát ra âm thanh, cô nhìn thấy mười mấy người đàn ông lực lưỡng vừa hút thuốc vừa chơi đấu địa chủ, mà người gọi họ chính là một người đàn ông xăm hình đầu hổ trên cánh tay. Người đàn ông đầu hổ hô lên một tiếng, mười mấy người đàn ông kia cũng dừng hết động tác trên tay, đứng dậy nhìn về phía này. Nhìn thấy tình huống này, sắc mặt Nam Cung Yến thoáng thay đổi, nhưng cô vẫn giữ được vẻ trấn tĩnh, tôi đến tìm Hồ Tuấn Kiệt, tôi có hẹn trước. Ồ, đi theo tôi. Người đàn ông xăm đầu hổ kia nói với Nam Cung Yến. Sau đó hắn ta dẫn Nam Cung Yến và Trần Triệu Dương đi lên tầng. Khi hai người đi lên tầng, mười mấy gã đàn ông lực lưỡng trong sảnh cũng bỏ hết đồ đạc trên tay, đi theo phía sau. Vợ ơi, mấy người này hung thần ác sát khê, hình như không phải dạng hiền lành gì. Trần Triệu Dương thì thầm hỏi. Nam Cung Yến nghiến răng đáp lại, tôi cũng không ngại nói với anh cả của họ là một nhân vật đáng gờm, chính gã nợ tiền của công ty chúng ta, lát nữa phải đòi tiền gã. Nếu anh sợ thì có thể nhận thua ngay bây giờ, chúng ta lập tức quay đầu bỏ đi. Kha kha, Trần Triệu Dương bỗng bật cười, không phải chỉ là đòi nợ thôi mà, anh còn tưởng là chuyện to tát cỡ nào. Chuyện này còn không đơn giản quá sao? Vợ ơi, em chuẩn bị sẵn sổ hộ khẩu đi đăng ký kết hôn với anh thôi. Anh chắc chắn là chuyện này rất đơn giản, Nam Cung Yến nhắc nhở thêm lần nữa. Đơn giản mà, Trần Triệu Dương đáp. Hừ, anh không chém gió thì chết được chắc. Sau cùng Nam Cung Yến chỉ hừ một tiếng. Cô biết đối phương là dạng người gì, chuyện này tuyệt đối không đơn giản được đâu. Cũng chính vì không đơn giản nên Nam Cung Yến mới bảo Trần Triệu Dương làm, cô muốn để Trần Triệu Dương biết khó mà tự rút lui. Hắn nợ công ty bao nhiêu tiền, Trần Triệu Dương hỏi. 20 triệu. Nợ bao lâu rồi? Cũng hơn nửa năm rồi. Tính ra, cộng thêm cả tiền lãi cũng tầm 25 triệu nhỉ, Trần Triệu Dương vô cùng tự tin nói, vợ à, em yên tâm đi, hôm nay anh sẽ cho hắn nhả hết cả gốc lẫn lãi. Nam Cung Yến nhìn thấy bộ dạng dương dương tự đắc của anh xong cũng không biết nói gì thêm. Trong mắt Nam Cung Yến, đó là chuyện không thể xảy ra. Em không tin anh sao? Trần Triệu Dương nhìn Nam Cung Yến và hỏi. Nam Cung Yến gật đầu đáp, có thể đòi lại được một nửa đã khá lắm rồi. Được, vậy chúng ta đánh cược thêm ván nữa đi, Trần Triệu Dương vô cùng tự tin nói, nếu như anh đòi được cả gốc lẫn lãi, chúng ta không chỉ đi đăng ký kết hôn thôi mà còn vào động phòng nữa, thế nào? Nghe thấy vậy, sắc mặt Nam Cung Yến tối sầm lại, lạnh lùng nói, đồ lưu manh. Anh đừng có mơ. Khi hai người vẫn đang nói chuyện, người đàn ông vạm vỡ đi phía trước bỗng dừng bước. Đẩy cánh cửa phòng làm việc ra và nói, đến nơi rồi, cậu chủ Hồ đang ở trong đó, hai người vào trong đi. Người đàn ông vạm vỡ dứt lời, Nam Cung Yến dẫn Trần Triệu Dương đi vào bên trong. Bên trong phòng làm việc nghi ngút khói thuốc, có mấy người đang ngồi một bên vừa hút thuốc vừa đánh bài, đến lúc bực lên, bọn họ còn mở miệng chửi tục vài câu. Cậu chủ Hồ, có người đến tìm cậu. Lúc này, người đàn ông vạm vỡ theo vào cùng lớn tiếng gọi. Hắn ta vừa dứt lời. Một người mặc áo ba lỗ, quần đùi, đầu nhuộm vàng, trông có vẻ lưu manh quay đầu lại nhìn. Hắn liếc nhìn Nam Cung Yến, trong ánh mắt bỗng lộ ra chút ý cười dung tục. Lúc này, hắn quẳng đống bài trên tay xuống rồi nói, không chơi nữa, đón tiếp khách trước đã. Nói rồi, hắn dựa người vào lưng ghế sofa, vắt chéo hai chân giống như ông lớn, nở nụ cười nhìn Nam Cung Yến, tổng giám đốc Nam Cung, qua đây ngồi đi, tôi đợi cô lâu lắm rồi. Lúc Hồ Tuấn Kiệt vẫy gọi Nam Cung Yến, đám đàn em cũng lần lượt đứng ra đằng sau lưng hắn, tên nào tên nấy trông vô cùng dữ tợn. Nam Cung Yến nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cô bắt đầu căng thẳng. Cô cảm thấy, có lẽ đây là một quyết định sai lầm. Xem ra, Hồ Tuấn Kiệt không phải dạng người dễ chọc vào, nếu không, mỗi lần công ty cử người tới đòi tiền sẽ chẳng bị đánh đến mức nhập viện quay về. Lát nữa để tôi tới nói chuyện, anh đừng có làm bừa.
Nam Cung Yến nhẹ giọng nhắc nhở Trần Triệu Dương rồi đi đến chỗ Hồ Tuấn Kiệt. Nam Cung Yến tìm một chỗ ngồi ở trước mặt Hồ Tuấn Kiệt, Trần Triệu Dương ngồi bên cạnh cô. Lúc Trần Triệu Dương ngồi xuống, anh nép sát vào người cô, Nam Cung Yến nghĩ rằng anh bị cảnh tượng này dọa cho sợ chết khiếp, trong lòng cô thầm mắng một câu, đồ nhát gan. Đợi Nam Cung Yến ổn định chỗ ngồi, đôi mắt híp của Hồ Tuấn Kiệt bắt đầu nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi nhanh chóng nhếch mép nở một nụ cười nhạt. Nam Cung Yến trông thấy ánh mắt ấy của Hồ Tuấn Kiệt, cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô ngồi thẳng lưng, giọng nói dõng dạc, cậu chủ Hồ, đích thân tôi tới đây là để nói chuyện, anh nợ công ty chúng tôi một khoản tiền, bao giờ anh mới định trả? Trước đây, người của công ty chúng tôi tới mấy lần nhưng vẫn không có được câu trả lời rõ ràng. Tôi mong rằng hôm nay, cậu chủ Hồ sẽ cho tôi một đáp án chắc chắn. Trả tiền. Hồ Tuấn Kiệt nghe thấy hai chữ này thì để lộ ra nụ cười có chút khinh nhờn. Sau đó hắn ngồi ngay người lại, nhìn thẳng Nam Cung Yến đáp, hình như có chuyện này thật. Cậu chủ Hồ vẫn nhớ có chuyện này là được rồi, Nam Cung Yến đáp, không biết bao giờ cậu chủ Hồ mới rảnh để trả lại số tiền còn con này đây. Ha ha! Ngay khi Nam Cung Yến cất lời, đám người đứng sau Hồ Tuấn Kiệt nở nụ cười khinh bỉ. Trong mắt bọn chúng, trả tiền là chuyện không bao giờ xảy ra. Chúng mày cười cái quái gì? Nợ phải trả là chuyện rất bình thường. Hồ Tuấn Kiệt mắng mấy tay đàn em đứng đằng sau. Sau đó, Hồ Tuấn Kiệt quay đầu nhìn Nam Cung Yến, Tổng Giám Đốc Nam Cung, thật ra muốn tôi trả tiền cho cô cũng được thôi nhưng tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Nam Cung Yến thấy Hồ Tuấn Kiệt chịu trả tiền thì trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Hồ Tuấn Kiệt nhoài người về phía trước một chút, hắn nhìn Nam Cung Yến, ánh mắt để lộ vẻ dâm dê và nói, chỉ cần Tổng Giám Đốc Nam Cung chịu đặt phòng để phục vụ tôi một đêm thì chuyện trả tiền chẳng là cái gì cả. Khi Hồ Tuấn Kiệt nói vậy, mấy tay đàn em đứng đằng sau cười đầy dung tục. Trong mắt bọn chúng, chỉ cần ngủ với Nam Cung Yến một đêm thì gì cũng đáng. Cậu chủ Hồ, ý hay đấy. Nếu như vậy, có tổn thọ 10 năm cũng đáng chứ đừng nói chuyện trả tiền. Đám đàn em đều bật cười đầy thô lỗ. Sắc mặt Nam Cung Yến tối sầm lại, lúc này cô đứng bật người dậy, muốn rời đi. Cô cảm thấy không còn cách nào nói chuyện với Hồ Tuấn Kiệt được nữa. Tổng Giám Đốc Nam Cung, đừng vội đi thế, tôi nợ công ty cô bao nhiêu tiền nhỉ? Hồ Tuấn Kiệt cười cợt hỏi. Tổng cộng 20 triệu, Nam Cung Yến cắn môi nói, nếu cậu chủ Hồ thật lòng muốn trả tiền, tôi có thể nể tình mà giảm bớt đi đôi chút. Vốn dĩ là 20 triệu, có điều vì anh kéo dài lâu như vậy, bây giờ số tiền phải trả là 25 triệu, không được thiếu đồng nào. Ngay lúc này, giọng nói của Trần Triệu Dương bỗng vang lên. Đột nhiên giọng nói của Trần Triệu Dương vang lên bên tai khiến Nam Cung Yến giật nảy mình. Rõ ràng đối phương không hề có ý trả tiền, Trần Triệu Dương lại còn ra giá. Anh không sợ rước họa vào thân sao? Mày là cái thá gì? Lúc này Hồ Tuấn Kiệt mới để ý tới Trần Triệu Dương đang ngồi bên cạnh Nam Cung Yến. Cậu chủ Hồ, anh ta chỉ là bảo vệ của công ty chúng tôi mà thôi, Nam Cung Yến vội vã giải thích. Hồ Tuấn Kiệt nhìn một lượt Trần Triệu Dương. Hắn nở nụ cười đầy khinh bỉ rồi nói, thì ra là một thằng bảo vệ quen. Lời mày nói, ông đây chỉ coi như cái rắm của con chó mà thôi. Ha ha! Đám đàn em đứng đằng sau Hồ Tuấn Kiệt nhìn Trần Triệu Dương rồi cũng bật cười tỏ vẻ khinh thường. Lời của tôi chính là lời của Tổng Giám Đốc Nam Cung, Trần Triệu Dương nhìn chằm chằm Hồ Tuấn Kiệt và nói, tôi hỏi anh lần nữa, hôm nay anh có trả tiền hay không? Ai ra, một thằng bảo vệ quen cũng dám lớn tiếng ở địa bàn của ông đây cơ à? Hồ Tuấn Kiệt hừ nhẹ một tiếng, hôm nay ông đây không trả tiền đấy, mày làm gì được tao? Bọn tao không trả tiền nữa. Lẽ nào mày còn muốn đánh nhau? Hai, tao có cho mày thêm 100 lá gan thì mày cũng không dám ra tay ở đây. Mấy tay đàn em đứng đằng sau Hồ Tuấn Kiệt vừa quát nạt, vừa vây lấy Trần Triệu Dương. Nam Cung Yến thấy cảnh tượng này thì muốn khuyên nhủ Trần Triệu Dương bớt nói vài câu nhưng khi cô định cất tiếng thì mọi chuyện đã quá muộn rồi. Nam Cung Yến cảm thấy người đứng cạnh mình vừa nhúc nhích chút. Bịch! Ngay sau đó, Trần Triệu Dương đã xuất hiện ngay trước mặt Hồ Tuấn Kiệt. Sau đó, anh tóm lấy đầu của Hồ Tuấn Kiệt rồi đập mạnh xuống chiếc bàn làm bằng đá ở trước mặt. Hồ Tuấn Kiệt bị đập cho chảy đầy máu trên đầu, còn Trần Triệu Dương nhìn đám người vây xung quanh một lượt, lòng kiên nhẫn của tao có hạn, không trả tiền thì tao đánh gãy hết chân tay của chúng mày. Trần Triệu Dương đột ngột ra tay, thực sự khiến Nam Cung Yến giật nảy mình. Cô nhìn Trần Triệu Dương, ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin đây là sự thật. Lúc này,
Khuôn mặt Trần Triệu Dương tràn đầy bá khí, khác một trời một vực với người đàn ông cười cợt nhăn nhở lúc trước. Đương nhiên, lúc này, trong lòng Nam Cung Yến cũng thầm gào thét, thảm rồi, thảm rồi. Đối phương đông người, Trần Triệu Dương chỉ có một mình. Bịch! Khi mọi người vẫn còn đang ngơ ngác, Trần Triệu Dương lại nắm tóc Hồ Tuấn Kiệt, đập mạnh xuống bàn thêm lần nữa. Tao hỏi mày, có trả tiền không? Trần Triệu Dương ngông cuồng hỏi. Cái đệt! Xử nó! Đám đàn em của Hồ Tuấn Kiệt đến lúc này mới tỉnh táo lại, bọn chúng không phí lời, liên tục vớ lấy mấy thứ cạnh người rồi xông về phía Trần Triệu Dương. Cẩn thận! Nam Cung Yến thấy một đám người vây đánh Trần Triệu Dương, cô sợ đến mức mặt tái nhợt, hét lớn. Bịch! Nam Cung Yến vừa mới dứt lời, bỗng vang lên một tiếng động rất lớn. Nam Cung Yến nhìn qua, trông thấy người đàn ông vạm vỡ dẫn đầu bị Trần Triệu Dương đạp bay ra xa. Lúc này, Trần Triệu Dương cầm chiếc gạt tàn thuốc lá, đập lên bàn tay Hồ Tuấn Kiệt. Á! Hồ Tuấn Kiệt hét lên một tiếng như lợn bị chọc tiết. Không muốn hắn chết, chúng mày đừng có tới đây. Trần Triệu Dương lạnh lùng lên tiếng nhưng giọng nói lại tràn đầy sự uy hiếp. Lúc này, Trần Triệu Dương cầm chiếc gạt tàn để lên trên đầu Hồ Tuấn Kiệt. Đừng qua đây, mẹ nó! Đừng đứa nào qua đây! Lúc này, Hồ Tuấn Kiệt đau đến mức gào lên. Vậy nên đám đàn em của hắn cũng chỉ đành đứng được tại chỗ. Bọn chúng không dám tiến về phía trước, ai nấy đều sợ hãi. Trần Triệu Dương mà đập chiếc gạt tàn kia xuống, liệu đầu của Hồ Tuấn Kiệt có bị vỡ tan tành không? Dù sao, bọn chúng đều nhìn ra, Trần Triệu Dương là người có thể làm ra cái chuyện ấy. Tổng Giám Đốc Nam Cung, đến chỗ tôi. Lúc này, Trần Triệu Dương gọi Nam Cung Yến. Nam Cung Yến hốt hoảng đi đến bên cạnh Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương, sao anh nói đánh là đánh thật vậy? Chúng ta phải làm sao đây? Nam Cung Yến bối rối hỏi. Trần Triệu Dương nở một nụ cười nhạt, còn làm sao được nữa, đương nhiên là bảo hắn móc tiền ra rồi. Còn lấy tiền hả? Nam Cung Yến không dám tin vào tai mình, lúc này, không phải chúng ta nên nghĩ cách rời khỏi đây sao? Đến cũng đến rồi, đương nhiên phải lấy tiền chứ, nếu không sao mà đăng ký kết hôn với em được. Nam Cung Yến cạn lời. Đến lúc này rồi mà tên này vẫn còn nghĩ đến chuyện đó. Theo Nam Cung Yến thấy, chuyện này càng ngày càng trở nên phức tạp rồi, hoàn toàn không có cách thu dọn hậu quả. Trần Triệu Dương tóm lấy đầu Hồ Tuấn Kiệt rồi nói, bây giờ, lập tức bảo đàn em của mày cầm tiền đưa cho tao, 25 triệu, không được thiếu một xu. Nếu không thì mày tự gánh hậu quả. Ha ha! Lúc này, Hồ Tuấn Kiệt bỗng bật cười. Mày cười cái rắm, Trần Triệu Dương giơ tay. Giáng một cái tát lên mặt Hồ Tuấn Kiệt. Hồ Tuấn Kiệt ăn cái bạt tai của Trần Triệu Dương xong, hắn bực mình hét lớn, đánh ông hả, mày dám ra tay với ông đây, còn tát vào mặt ông nữa. Mày có biết bố tao là ai không? Nói cho mày biết, bố tao là Lục Gia Nam Hải. Mày dám đánh tao, đến khi ấy, ông già nhà tao sẽ băm mày thành 18 khúc, cứ đợi đấy đi. Khi Hồ Tuấn Kiệt đột nhiên nhắc đến cái tên Lục Gia Nam Hải, Nam Cung Yến bỗng không thể nào bình tĩnh được nữa. Cô cẩn trọng hỏi, anh nói Lục Gia Nam Hải, là Lục Gia có 6 ngón tay nổi tiếng trong giới xã hội đen sao? Đúng vậy, bố tao chính là ông ấy, Hồ Tuấn Kiệt cắn răng nói. Nam Cung Yến vội ngăn Trần Triệu Dương lại, Trần Triệu Dương, chúng ta mau đi thôi. Lục Gia Nam Hải là một người rất hung ác trong giới xã hội đen ở Nam Hải, không động vào được đâu. Người hung ác như Lục Gia Nam Hải, Nam Cung Yến từng nghe nói qua. Hơn nữa cô còn biết người này còn là một nhân vật rất bề thế trong giới xã hội đen. Bây giờ, Trần Triệu Dương đánh con ông ta bị thương, đến lúc ấy, nhất định sẽ phải nhận hậu quả rất lớn. Lập tức thả người, nếu không đừng trách Lục Gia không khách sáo. Dám đánh thương cậu Hồ, Lục Gia nhất định sẽ khiến cho mấy người què chân què tay. Đám đàn em của Hồ Tuấn Kiệt lập tức quát lớn, vừa mới nhắc tới Lục Gia Nam Hải, vẻ mặt của bọn chúng tỏ ra vô cùng đắc ý. Hồ Tuấn Kiệt cố nhịn đau, tỏ ra đắc ý nói, bây giờ biết hối hận rồi hả? Tao nói cho chúng mày biết, chúng mày phải bồi thường cho tao 20 triệu, hơn nữa cô còn phải ngủ với tôi một đêm thì tôi mới suy xét tha cho mấy người. Nếu không thì... Con! Lúc này, Trần Triệu Dương nắm lấy đầu Hồ Tuấn Kiệt, dùng lực đập thật mạnh mấy cái. Tao hỏi lại lần nữa, mày cần tiền hay cần mạng? Trần Triệu Dương dừng tay lại, giọng nói pha chút ý cười, hỏi. Cần mạng, Hồ Tuấn Kiệt hét lớn, lấy tiền, chúng mày mau đi lấy tiền.
Đàn em của Hồ Tuấn Kiệt nhìn thấy cảnh tượng này thì ngơ ngác không hiểu gì. Bọn chúng chưa từng nghĩ đến chuyện Trần Triệu Dương là người cần tiền chứ không cần mạng. Anh làm vậy thực không sợ Lục gia trả thù sao? Có điều, bọn chúng sợ đến hoảng loạn lên rồi. Lúc này, cả đám người chạy đến két bảo hiểm, lôi hết tiền mặt ra. Cậu Hồ, không có nhiều tiền như thế. Có người hét lớn. Hồ Tuấn Kiệt gào lên yếu ớt, đại ca, giờ chúng tôi không có nhiều tiền như thế, có thể để lần sau đưa được không? Lần sau, Trần Triệu Dương cười nhạt, bố mày không phải Lục gia Nam Hải sao? Chắc ông ta có tiền chứ, gọi điện cho ông ta, bảo ông ta mang tiền tới. Hả? Nghe thấy Trần Triệu Dương nói như thế. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Trần Triệu Dương, anh điên rồi sao? Nam Cung Yến hét lên, còn gọi điện thoại thông báo cho Lục gia nữa. Sợ gì chứ, Trần Triệu Dương thản nhiên nói. Anh quay đầu nói với đàn em của Hồ Tuấn Kiệt, gọi điện đi. Ờ, được. Đám đàn em lập tức đồng ý. Bọn chúng còn đang sợ không thông báo được cho Lục gia biết, ai ngờ Trần Triệu Dương lại chủ động bảo bọn chúng gọi điện. Theo bọn chúng thấy, Trần Triệu Dương là một tên điên. Là một tên điên làm việc không suy nghĩ đến hậu quả. Trần Triệu Dương, anh có biết nếu Lục gia tới đây, chúng ta chết là cái chắc không? Nam Cung Yến bực mình nói. Trần Triệu Dương bình thản cười, thế chẳng phải tốt sao? Dù sao em cũng không chịu kết hôn với anh, vậy chúng ta cùng nhau chết, làm đôi uyên ương bạc mệnh là được rồi. Nam Cung Yến nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, cô lập tức giận đến cạn lời. Ai muốn làm đôi uyên ương bạc mệnh với anh làm tôi tức chết được, Nam Cung Yến nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay, tôi bị anh hại chết rồi, anh có biết không hả? Nam Cung Yến thực không ngờ rằng mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Cô cũng không ngờ được Trần Triệu Dương lại nổi điên như vậy. Anh tẩn Hồ Tuấn Kiệt một trận thì thôi đi, bây giờ còn bảo người ta thông báo cho Lục gia đến đây nữa, đây đúng là chuyện mà chỉ một thằng điên mới làm ra thôi. Tôi gọi điện thoại rồi, Lục gia nói sẽ tới ngay. Lúc này, một tên đàn em nói. Tốt, Trần Triệu Dương nói rồi thả Hồ Tuấn Kiệt ra. Hồ Tuấn Kiệt đau đến mức ngã ra một bên. Cậu Hồ, cậu không sao chứ? Cậu Hồ, đám đàn em của Hồ Tuấn Kiệt vội vã chạy tới đỡ hắn, sau khi đỡ hắn dậy, bọn chúng lóng ngóng cầm máu cho hắn. Trần Triệu Dương, anh điên rồi sao? Anh còn thả cả hắn ra. Nam Cung Yến lại ngẩn người lần nữa. Thả Hồ Tuấn Kiệt rồi, lát nữa Lục gia tới, bọn họ còn chẳng có cửa để đàm phán nữa. Không có hắn, chúng ta đàm phán với Lục gia kiểu gì? Trần Triệu Dương ngồi xuống. Châm cho mình một điếu thuốc, sau khi nhả một làn khói thuốc, anh nở nụ cười vô cùng bình thản, dù sao bố hắn cũng mang tiền tới, lo cái gì. Khi nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, ai nấy đều nhìn anh như nhìn thằng đần. Nam Cung Yến bất lực lắc đầu, cô cảm thấy cái tên này hết thuốc chữa rồi. Bịch! Một lát sau, cửa phòng làm việc bật mở. Sau đó, bên ngoài truyền tới giọng nói sang sảng, đứa nào dám động vào con trai ông? Nghe thấy giọng nói này, tất cả mọi người đều biết rằng Lục gia tới rồi. Lục gia đến tìm người tính sổ rồi. Âm thanh đầy uy lực vang lên, mọi người nhìn về phía cổng ra vào. Lúc này có một người đàn ông mặc đồ thời đường, dáng không cao nhưng hết sức uy nghiêm đang đứng đó. Người này chính là Hồ Lục Chỉ, bố của Hồ Tuấn Kiệt, rất có tiếng ở phố Nam Hải, có danh xưng là Lục gia. Hồ Lục Chỉ cũng là nhân vật làm mưa làm gió trên phố Nam Hải, nghe nói năm xưa ông ta có thể lấy một chọi 10. Cũng là hào kiệt một phương ở Nam Hải. Chỉ cần là ở Nam Hải thì ai cũng phải nể mặt ông ta ba phần. Hôm nay ông ta lại hay tin có người dám ra tay với con trai mình, ông ta không nghĩ ngợi gì nhiều, đích thân dẫn người sang. Nam Cung Yến trông thấy Hồ Lục Chỉ uy phong, mặt hơi tái đi. Bố, cuối cùng bố cũng đến rồi. Hồ Tuấn Kiệt thấy Hồ Lục Chỉ đến, hắn bèn ôm đầu đi đến mếu máo nói, bố ơi, bố mà không đến thì con sẽ bị người ta đánh chết mất. Hồ Lục Chỉ thấy đầu Hồ Tuấn Kiệt toàn máu tươi, ông ta nghiến răng tức giận nói, thằng khốn nào đánh mày thành thế này hả? Bố, chính là nó. Hồ Tuấn Kiệt chỉ về hướng Trần Triệu Dương. Lúc này Trần Triệu Dương đang ngồi quay lưng về phía bọn họ, còn chẳng thèm quay đầu lại. Nhưng Nam Cung Yến có thấy, cô bất giác dịch lại gần Trần Triệu Dương hơn, chân hơi nhũn ra. Dù gì thì Hồ Lục Chỉ cũng dẫn theo không ít người đến, lại thêm bộ dạng uy phong của ông ta thành ra rất có sức uy hiếp. Thực ra, lúc này trái tim cô đã chìm hẳn xuống đáy vực rồi. Bố,
Con đã nói tên bố ra rồi mà nó vẫn ra tay với con, nó còn bảo là bố có đến thì nó cũng không sợ. Lúc này Hồ Tuấn Kiệt lại nói tiếp. Hừ, Hồ Lục chỉ càng cáu hơn, ông ta nghiến răng, mắt lộ vài phần sát khí, dám gây chuyện ở địa bàn của tao, hôm nay tao sẽ đánh cho nó phải bỏ ra ngoài. Hồ Lục chỉ vừa nói vừa đi về phía Trần Triệu Dương. Hồ Tuấn Kiệt cũng đi theo sau lưng Hồ Lục chỉ, lúc này hắn cứ nhìn Trần Triệu Dương rồi cười thầm, cho mày vênh này, lát nữa xem mày còn dám vênh váo nữa không. Còn đám đàn em khác, thấy Hồ Lục chỉ tức giận như vậy, chúng cũng biết sắp có kịch hay để xem rồi. Hồ Lục chỉ đi đến, Nam Cung Yến nghiến răng nói, Lục gia, chuyện hôm nay là hiểu lầm, tôi có thể bồi thường bằng tiền. Nam Cung Yến còn chưa nói xong, Hồ Lục chỉ đã lừ mắt nhìn cô một cái, cô bèn nuốt hết những lời còn lại vào bụng. Bụp! Hồ Tuấn Kiệt đi ra trước mặt Trần Triệu Dương trước, hắn giơ chân đạp vào bên cạnh Trần Triệu Dương rồi đắc ý nói, danh con, tao nói cho mày biết, bây giờ quỳ xuống xin tha có khi vẫn còn kịp, nếu không thì... Nhưng Hồ Tuấn Kiệt còn chưa nói xong, Hồ Lục chỉ đang tức giận nhìn rõ mặt Trần Triệu Dương rồi, ông ta quát ngay Hồ Tuấn Kiệt, mày câm mồm cho tao. Ơ! Hồ Lục chỉ gầm lên với Hồ Tuấn Kiệt, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Bố, chính là thằng chó này. Hồ Tuấn Kiệt chỉ vào Trần Triệu Dương, nói tiếp. Bốp! Hồ Lục chỉ vung tay tát vào mặt hắn. Tao đã bảo là mày câm mồm vào cho tao cơ mà. Hồ Lục chỉ nghiến răng sừng sộ. Chuyến này đám Hồ Tuấn Kiệt đều thộn hết cả ra. Bọn họ vẫn chưa hiểu ra làm sao. Hồ Lục chỉ không hề dạy dỗ Trần Triệu Dương mà lại ra tay với Hồ Tuấn Kiệt trước. Bọn họ đang đần người ra thì Hồ Lục chỉ xoa tay, cười với Trần Triệu Dương vẻ nịnh nọt. Cậu Trần, xin lỗi nhé, tôi không biết là cậu. Hả? Hồ Lục chỉ gọi Trần Triệu Dương là cậu Dương, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đến cả Nam Cung Yến cũng tỏ vẻ không dám tin. Bởi vì họ nghĩ rằng Hồ Lục chỉ xuất hiện và trông thấy Trần Triệu Dương rồi, chắc chắn sẽ xử gọn Trần Triệu Dương ngay tại trận. Nhưng ai mà ngờ được, Hồ Lục chỉ gặp Trần Triệu Dương lại đổi phát thái độ, đã thế giọng điệu ông ta còn có vẻ cung kính nữa. Họ không dám tin vào mắt mình. Đây không phải Lục gia nổi tiếng ở Nam Hải sao? Sao lại cung kính với một cậu thanh niên thế kia? Bố, thế này là sao? Hồ Tuấn Kiệt tức tối hỏi, là nó đánh con thành thế này đấy. Cậu Trần đánh mày là đáng đời mày, mày câm mồm vào cho tao. Hồ Lục chỉ lừ mắt nhìn Hồ Tuấn Kiệt, tức giận. Hồ Tuấn Kiệt nhìn sắc mặt Hồ Lục chỉ, hắn không dám nói gì nữa. Tiểu Lục, anh ta là con ông à? Trần Triệu Dương bình thản hỏi. Tiểu Lục, lúc này những người có mặt đều càng kinh ngạc hơn. Trần Triệu Dương gọi thẳng Hồ Lục chỉ là Tiểu Lục. Trong mắt họ, cả cái Nam Hải này chẳng có ai dám có gan như thế cả. Nhưng Trần Triệu Dương đã làm như thế. Quan trọng nhất là Hồ Lục chỉ không hề có ý tức giận, ông ta gật đầu lia lịa rồi cúi mình đáp, cậu Trần, vâng, cậu Trần, chẳng hay thằng mất dạy này nhà tôi đã đắc tội gì với cậu rồi. Anh ta không đắc tội với tôi, chỉ là anh ta nợ tiền công ty tôi mà mãi chẳng trả, hôm nay tôi đến tìm anh ta đòi tiền mà thôi. Trần Triệu Dương bình thản nói, ông là bố anh ta, ông trả hộ đi. Vâng vâng, Hồ Lục chỉ vâng dạ đáp. Cậu Trần, thằng mất dạy này nợ công ty cậu bao nhiêu tiền? Ban đầu là 20 triệu, nhưng nợ hơn nửa năm rồi, tôi tính sơ sơ thì cả vốn lẫn lãi chừng 25 triệu. Trần Triệu Dương nói, làm gì mà nhiều thế, mày cho vay nặng lãi lại còn gian lận. Hồ Tuấn Kiệt kích động cãi lại ngay. Nhưng hắn còn đang định nói tiếp thì đã bị Hồ Lục chỉ lườm. Lúc này Hồ Tuấn Kiệt thực sự vô cùng thắc mắc. Rõ ràng người bị thương là mình. Nhưng ông bố của mình lại không giúp mình. Mà lại đi cung kính hạ mình với một thằng trẻ danh, nó nói gì đều nghe răm rắp. Cậu Trần, 25 triệu hơi nhiều quá, cậu cho tôi thêm ít thời gian thì tôi mới gom đủ được. Hồ Lục chỉ nói tiếp. Trong 3 ngày phải đưa đến công ty tôi, thế được chứ? Trần Triệu Dương hỏi. Được à, Hồ Lục chỉ đáp. Ừ, thế thì không làm phiền nữa. Trần Triệu Dương đứng dậy vỗ vai Hồ Lục chỉ rồi cười bảo. Tôi đi trước đây. Cậu Trần đi thong thả. Hồ Lục chỉ cung kính đáp. Tổng Giám đốc Nam Cung. Trần Triệu Dương gọi Nam Cung Yến một tiếng. Hả? Nam Cung Yến tỉnh ra, chuyện gì? Đi thôi. Trần Triệu Dương cười đáp. Ừ. Giờ Nam Cung Yến mới bước nhanh theo Trần Triệu Dương. Hồ Lục chỉ đích thân tiễn Trần Triệu Dương đến bãi để xe. Chờ Trần Triệu Dương lên xe rồi,
Hồ Lục chỉ lập tức đi đến bên cạnh cửa sổ xe, nói nhỏ, cậu Dương, chị Hồng không gặp cậu mấy ngày rồi, tâm trạng không ổn lắm, khi nào rảnh cậu sang thăm chị ấy đi. Ừ, biết rồi. Trần Triệu Dương đáp. Cậu Trần, mọi người đi thong thả. Hồ Lục chỉ vẫy tay nói. Nam Cung Yến khởi động xe, lái đi. Hồ Lục chỉ nhìn theo xe của Trần Triệu Dương đi hẳn rồi mới thở phào một hơi. Bố, sao bố lại khách sáo với nó thế, nó đánh con thành thế này rồi. Hồ Tuấn Kiệt vẫn nói vẻ không cam tâm. Tuấn Kiệt, mày có biết cậu ấy là ai không? Suýt nữa là mày gây họa lớn rồi đấy. Hồ Lục chỉ nói, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nó là ai thế ạ? Hồ Tuấn Kiệt không hiểu lắm. Người đàn ông của chị Hồng. Hồ Lục chỉ đè giọng xuống đáp, chị Hồng có được địa vị như hôm nay, nghe nói là do một tay cậu ấy gây dựng nên đấy. Vậy à, Hồ Tuấn Kiệt hít mạnh một hơi, hỏi, chắc không phải là thật chứ? Hờ, nói chung là tao không làm gì nổi cậu ấy cả, mày nói xem. Hồ Lục chỉ đáp. Hồ Tuấn Kiệt nghe vậy thì càng không dám tin, hắn run rẩy nói, bố, không, không thể thế được chứ. Nam Cung Yến đỗ xe dưới tòa nhà công ty. Cô dừng xe hẳn lại rồi nhìn chằm chằm vào Trần Triệu Dương, đến tận lúc này rồi mà cô vẫn cảm giác như đang nằm mơ. Cô vẫn không dám tin hẳn. Vợ à, có phải giờ em đã nhận ra là hơi hơi thích anh rồi không? Trần Triệu Dương ngồi cạnh cười đắc ý, nói, thực ra thì em thích anh cũng rất là bình thường, kiểu đàn ông hoàn hảo như anh có khác gì đom đóm trong đêm đen đâu, đến đâu thì cũng sẽ phát sáng hết. Nam Cung Yến nhìn ai đó đang cười hớn hở, lửa giận dâng lên trong lòng, cô mắng, hừ, vô liêm sỉ, ai thèm thích anh chứ, tôi có thích một con chó cũng không thèm thích anh. Gâu, gâu. Trần Triệu Dương sủa ngay hai tiếng, bây giờ thích anh rồi chứ. Anh, vô liêm sỉ. Nam Cung Yến chỉ vào người nào đó mà hậm hực, tức chết đi được. Vợ à, em đã nói rồi, chỉ cần đòi được tiền về thì chúng ta sẽ đi đăng ký, chọn ngày đẹp không bằng gặp ngày lành, chỉ bằng hôm nay chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn nha. Có thể bồi đắp tình cảm luôn, đến tối thì chúng ta có thể về nói chuyện cuộc đời rồi. Trần Triệu Dương lộ vẻ đắc ý, cười bảo, em làm tổng giám đốc, chắc không phải kiểu nuốt lời đâu ha. Ai nói tôi nuốt lời hả, tiền vẫn chưa vào thẻ thôi. Không tính, Nam Cung Yến khẽ hừ một tiếng, nói, chờ tiền vào thẻ rồi nói tiếp. Giờ Nam Cung Yến vẫn còn hơi thắc mắc. Ban đầu cô muốn mượn chuyện này để ai đó biết khó mà lui, nhưng cô hoàn toàn không ngờ được rằng anh thực sự đòi được tiền về. Hơn nữa điều khiến cô bất ngờ nhất là, đến người như Hồ Lục Chỉ mà cũng phải nghe lời anh. Tôi hỏi anh, vì sao Hồ Lục Chỉ lại nghe lời anh? Nam Cung Yến vẫn không kìm được tò mò mà hỏi. Em muốn biết à, Trần Triệu Dương vờ cười bí hiểm. Nói thừa. Thế thì em hôn anh một cái trước đi, hôn anh một cái thì anh sẽ nói cho em biết. Đồ bị ổi, không nói thì thôi. Nam Cung Yến nói xong là xuống xe luôn, hậm hực đóng cửa xe lại. Cô đóng cửa xe xong bèn bước nhanh vào công ty. Trần Triệu Dương chờ Nam Cung Yến đi xa rồi cũng xuống xe. Anh nhìn Nam Cung Yến đi hẳn vào trong công ty rồi mới quay đầu đi về phía khác công ty. Hôm nay Trần Triệu Dương không định về công ty nữa, đằng nào thì có về cũng chỉ ngủ, thà tự đi kiếm chỗ nào rồi nghỉ ngơi tử tế còn hơn. Dạ Mị là một quán bar vô cùng nổi tiếng ở Nam Hải, đó cũng là một quán bar rất đặc biệt. Quán bar này trừ trang trí đặc sắc ra, nó còn có một điểm rất đặc biệt khác, bà chủ của nơi này cực kỳ xinh đẹp. Đêm nay, quán bar Dạ Mị cũng như bình thường, khách khứa đã ngồi kín từ lâu. Khách nam ở đây cũng vẫn vậy. Ánh mắt bị một bóng hình xinh đẹp ở một chỗ nào đó của quầy ba thu hút. Bà chủ của quán ba Dạ Mị, Tô Hồng Mị, lúc này đang cầm một chiếc ly chân cao, ngồi ở quầy ba uống rượu một mình. Mái tóc dài gợn xoăn màu đỏ rượu để xóa trông vừa lười nhác vừa ngạo ngược, vẻ mặt cô ta lạnh như băng giá, đôi mày liễu dài mảnh được tô màu tím đậm, lớp phấn mắt sẫm màu dưới hàng mi dài, đôi mắt nâu lấp lánh thứ ánh sáng xa người ngàn dặm, nhưng lại ẩn giấu sự buồn bã khó lòng nhận ra dưới lớp vỏ lạnh lùng. Sống mũi cao mảnh, trông thanh tú vương vẻ lạnh lùng, nhưng cô lại đang uống rượu, khi nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt cô hiện nét cười quyến rũ. Đàn ông bên cạnh nhìn thấy bóng hình này đều bất giác thầm thở dài, sao một người phụ nữ lại có thể hòa hợp nhiều loại phong thái như thế cơ chứ? Hơn nữa chính phong thái khiến người ta chẳng thể nắm bắt được này đã khiến rất nhiều người đàn ông mê mẩn. Nhưng rất nhiều người đàn ông đều thấy rằng, phụ nữ như vậy chỉ có thể đứng xa mà ngắm chứ chẳng thể lại gần.
Lúc này có một cậu nhà giàu mặc toàn hàng hiệu cầm một bó hoa hồng màu xanh lam đi đến trước mặt Tô Hồng Mị. Anh ta mỉm cười lịch lãm rồi nói, Mị nương, bó hồng xanh này dành cho em. Số hoa này được chuyển từ nước ngoài về mới sáng nay thôi, tôi nghĩ chỉ có em mới xứng đáng với chúng. Cậu chàng nói xong bèn đưa bó hoa sang. Lúc này Tô Hồng Mị mới ngước mắt lên, nhìn cậu nhà giàu đẹp trai tuấn tú trước mắt, nhưng cô ta chẳng tỏ thái độ gì. Mị nương, tôi có vinh hạnh được mời em một ly không? Cậu chàng lại vừa cười vừa nói. Cậu chàng biết, mời được Tô Hồng Mị uống một ly rượu thì mình cũng nở mày nở mặt. Không có, Tô Hồng Mị lạnh lùng nhả ra hai chữ. Hự, cậu nhà giàu sững ra. Mị nương à, chỉ cần em đồng ý uống một ly, tôi sẽ bao hết tất cả rượu ở đây đêm nay, cậu chàng vẫn không từ bỏ, cười nói. Cút, Tô Hồng Mị lạnh lùng nói không chút nể nang, biến khỏi mắt tôi ngay lập tức, không thì lát tôi sẽ cho người quảng anh ra ngoài. Tô Hồng Mị nói vậy, sắc mặt cậu nhà giàu sầm xuống, nhưng cuối cùng vẫn ủ rũ bỏ đi. Người thứ 9 trong tối nay rồi. Không ngờ đến cậu đỗ đẹp trai tuấn tú như thế mà cũng không giành được trái tim Mị nương. Xem ra không ai có thể lọt mắt xanh Mị nương rồi. Đám đàn ông bên cạnh nhao nhao nói. Tối nay đã có không ít cậu ấm muốn mời Tô Hồng Mị uống rượu, hơn nữa còn dùng đủ thể loại chiêu trò, nhưng Tô Hồng Mị còn chẳng buồn liếc mắt. Bao nhiêu công tử nhà giàu đều không thể khiến cô động lòng, đám đàn ông kia nghĩ một hồi, cũng chẳng có ai dám dòm ngó đến cô nữa. Nhưng đúng lúc này lại có một bóng người chậm chậm đi về phía Tô Hồng Mị. Người đẹp, bông hoa này tặng chị, tôi nghĩ chỉ có nó mới hợp với chị. Gã đàn ông đi đến bên cạnh Tô Hồng Mị, anh chìa một bông hoa nhỏ màu vàng sắp héo ra. Lại một gã muốn chết. Ôi chao, lại còn mặc đồng phục bảo vệ chứ. Nó tặng hoa gì kia, hoa dại hái ven đường hả? Không biết xấu hổ, cầm một bông hoa dại mà đòi tán Mị nương, chờ bị Mị nương hất cẳng ra ngoài đi. Đám đàn ông ngồi bên cạnh nhìn đều cười khi thấy người khác gặp họa, chợt xem kịch hay. Họ nghĩ đàn ông như vậy chắc chắn sẽ bị Tô Hồng Mị đuổi thẳng ra ngoài. Tối nay tâm trạng Tô Hồng Mị đã không vui sẵn, thấy bông hoa dại trước mắt, mặt cô liền lộ vẻ tức giận. Cô đang định ngẩng đầu lên nổi đóa thì nhìn thấy người đàn ông trước mặt, cô sững ra rồi nở nụ cười rạng rỡ. Cô chìa hai ngón tay ra đón lấy bông hoa dại, sau đó còn đưa lên mũi hít một cái. Thơm quá, Tô Hồng Mị vừa cười vừa khen. Hả? Thấy Tô Hồng Mị vừa cười vừa đón lấy bông hoa dại trong tay cậu bảo vệ, đám người bên cạnh đều lộ vẻ kinh ngạc. Người đẹp, tôi không có tiền, chị không ngại thì mời tôi một ly nhé, cậu bảo vệ vừa cười vừa hỏi. Cậu bảo vệ nói vậy, đám đàn ông bên cạnh lại được mặt ra. Thằng cha này cũng hơi cực phẩm quá đấy. Không có tiền còn muốn học người ta đi tán gái. Đã thế còn đòi người ta mời rượu mình, vô liêm sỉ quá. Lần này chắc chắn Tô Hồng Mị sẽ đuổi gã này ra ngoài. Mọi người lại nghĩ vậy lần nữa. Nào ngờ kết quả lại khiến người ta hơi bất ngờ. Tô Hồng Mị lại cười ngọt ngào, đáp, đương nhiên là được, hay là tôi tự pha cho cậu một ly nhé. Hả, hả, nghe Tô Hồng Mị nói vậy, đám đàn ông bên cạnh thộn hết mặt ra. Không chỉ mời gã này uống rượu mà Tô Hồng Mị còn muốn tự pha cho gã này một ly nữa. Cậu bảo vệ này có bản lĩnh gì mà lại được đối xử như vậy chứ? Không thể không nói, đám đàn ông xung quanh lúc này đều ghen tị chết đi được. Cậu bảo vệ này dĩ nhiên là Trần Triệu Dương rồi. Lúc này, dưới ánh mắt vừa ganh ghét vừa hâm mộ của những người đàn ông xung quanh, anh đang thưởng thức ly cocktail mà Tô Hồng Mị tự tay pha chế. Tô Hồng Mị ngồi đối diện anh, hai tay chống cằm, ánh mắt nhìn Trần Triệu Dương tràn ngập mong chờ. Mấy người đàn ông kế bên nhìn thấy, thầm nghĩ. Nếu Tô Hồng Mị cũng nhìn họ với ánh mắt này, chẳng cần men rượu thì bản thân họ cũng say. Ngon không? Tô Hồng Mị thấy Trần Triệu Dương đặt ly xuống, cô mỉm cười hỏi. Tôi cảm thấy lần này pha cũng tạm, vị của các tầng không rõ lắm. Trần Triệu Dương đáp. Nghe xong câu trả lời của Trần Triệu Dương, mấy người đàn ông gần đó thật muốn xé xác anh ra, chỉ là một tên bảo vệ còn con mà thôi, Tô Hồng Mị người ta chịu mời cậu uống rượu. Đó là vinh hạnh cho cậu rồi, cậu còn dám ngồi đó chê ỏng chê eo. Hơn nữa, loại rượu mà Tô Hồng Mị pha chế, một tên bảo vệ còn con thì có tư cách gì mà bàn tới bàn lui. Giả vờ hiểu biết cái gì, bình thường có uống nổi không? Họ cứ nghĩ theo tính tình của Tô Hồng Mị, hẳn là sẽ đuổi tên nhóc bảo vệ này ra ngoài mới đúng. Nhưng tiếp đó lại xảy ra chuyện làm bọn họ không thể tin vào mắt mình.
Tô Hồng Mỹ nghe xong lời nhận xét của Trần Triệu Dương, cô ta cũng không tức giận mà ngược lại còn thích thú, còn bước ra kéo tay Trần Triệu Dương thân thiết nói, trên phòng tôi còn rất nhiều rượu ngon, đi nào, lên phòng tôi đi, tôi mời cậu nếm thử. Nói xong, Tô Hồng Mỹ cũng không chờ Trần Triệu Dương từ chối, cô liền kéo Trần Triệu Dương đi lên lầu. Hả? Tôi không nhìn nhầm chứ? Trời ạ, nữ thần của tôi lại mời một tên bảo vệ còn con lên phòng uống rượu. Tôi nghĩ cũng chẳng phải đơn giản là thử rượu thôi đâu. Tôi có gì thua tên nhóc bảo vệ kia chứ, vậy mà nữ thần của tôi lại nhìn chúng cậu ta. Đúng là vô lý mà. Mấy người đàn ông trong quán ba thấy hai người Trần Triệu Dương lên lầu, bọn họ cũng phải than một tiếng không cam lòng. Nói thật, bọn họ không cam tâm vì thấy bản thân hơn Trần Triệu Dương gấp trăm lần, thế mà nữ thần lại không thèm đếm xỉa gì tới bọn họ, lại nhìn chúng Trần Triệu Dương. Chị Mị, chị làm thế, mấy gã đàn ông bên ngoài chắc sẽ xem tôi là kẻ thù mất. Sau khi lên phòng với Tô Hồng Mị, Trần Triệu Dương liền nở một nụ cười khổ, nói. Lúc này, Tô Hồng Mị dán sát người vào Trần Triệu Dương, nhanh chóng hỏi, vậy thì sao? Tôi cố ý để cho tất cả mọi người biết, cậu chính là người đàn ông của tôi. Chị Mị, tôi là người đã có vợ rồi. Ngữ điệu của Trần Triệu Dương bất đắc dĩ, anh nhẹ giọng nói. Lúc này Tô Hồng Mị dán người lại hơi gần, Trần Triệu Dương có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt đẹp đẽ kia của cô ta, còn ngửi được mùi hương thoang thoảng trên mái tóc. Trần Triệu Dương cảm thấy dù là bất cứ ai cũng không thể kháng cự được khi ở bên cạnh người phụ nữ này, sẽ mê muội với vẻ đẹp của cô ta chỉ với một ánh nhìn. Tôi cũng chẳng quan tâm, Tô Hồng Mị mỉm cười nói. Tô Hồng Mị nói xong lại càng tiến gần. Hai, cần gì phải thế? Trần Triệu Dương khẽ thở dài. Tô Hồng Mị cười quyến rũ, nói, mạng của người ta cũng là cậu cứu, dĩ nhiên nửa đời sau sẽ theo cậu rồi. Chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, Trần Triệu Dương dừng một chút rồi cười bảo, chữa bệnh cho người khác cũng là một trong những sở thích của tôi mà. Tôi không nói chuyện này, tôi nói chuyện khác cơ. Tô Hồng Mị nói khẽ, nếu không có cậu, tôi đã sớm phơi thây ngoài đường rồi, từ lúc đó trở đi, tôi chỉ biết có cậu mà thôi. Trần Triệu Dương biết chuyện Tô Hồng Mị nói, Trần Triệu Dương quen Tô Hồng Mị chỉ là do tình cờ, lúc ấy Trần Triệu Dương thấy Tô Hồng Mị có bệnh lạ, vì nhiều lý do mà anh muốn chữa bệnh cho Tô Hồng Mị. Vừa khéo đương lúc chữa bệnh, Hồ Lục chỉ dẫn theo người của ông ta ép cô từ chức, lúc ấy Trần Triệu Dương ngứa mắt, anh thẳng tay dạy dỗ đám người Hồ Lục chỉ, làm cho đám người Hồ Lục chỉ từ bỏ luôn ý nghĩ này. Cũng chính vì thế, bây giờ Hồ Lục chỉ mà nhìn thấy Trần Triệu Dương liền khép na khép nép. Trần Triệu Dương, tối nay cậu đến đây có phải đã nghĩ kỹ rồi không, muốn ngủ chung với tôi, ngày mai cùng nhau thức dậy. Tô Hồng Mị thấy Trần Triệu Dương không nói lời nào, cô ta lại cười càng thêm quyến rũ, nói. Trần Triệu Dương hết chịu nổi mấy động tác này của Tô Hồng Mị, anh đẩy Tô Hồng Mị cách xa một chút, cười nói, chị Mị, tối nay tôi đến đây là định châm cứu chữa bệnh cho chị, tôi còn ngây thơ lắm, nhất định không có ý gì khác. Tô Hồng Mị nghe xong bĩu môi thở dài nói, hai, xem ra chị đây già rồi, thua xa Nam Cung Yến còn con gái tươi xanh. Chị Mị, sao chị biết? Trần Triệu Dương hơi bất ngờ, hình như anh chưa kể với Tô Hồng Mị chuyện này bao giờ. Cậu đang mặc đồng phục bảo vệ của Khuynh Thành Quốc tế đấy thôi, Tô Hồng Mị hờn dỗi nói, một người đàn ông như cậu sao có thể chạy đi làm một tên bảo vệ còn con chứ? Mà trong cả Khuynh Thành Quốc tế, tôi thấy chỉ có Nam Cung Yến là đáng cho cậu làm thế thôi nhỉ? Nếu không thì sao mà cậu chịu yên phận làm công việc này được? Thừa nhận đi, cậu làm sao mà lừa được tôi chứ? Tô Hồng Mị quở trách nói, cơ mà tôi lại thấy cô ấy không xứng với cậu. Tại sao lại nói thế? Cô ấy lạnh lùng như vậy, nhất định rất khó sống chung. Với lại người phụ nữ như thế hoàn toàn không biết cách dỗ ngọt cậu đâu. Tô Hồng Mị ném qua một ánh mắt quyến rũ, cười nói, mà tôi. Thì không giống vậy. Cô ta vừa dứt lời, Trần Triệu Dương cũng cạn lời. Người phụ nữ này đúng là ác quỷ, hơn nữa còn là loại ác quỷ đi khắp nơi dụ dỗ người khác phạm tội. Anh vội vã đổi chủ đề, nói, chị Mị, tối nay tôi đến đây để chữa bệnh cho chị qua bên kia nằm xuống đi, để tôi bắt mạch cho chị trước đã, lát nữa sẽ châm cứu cho chị. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Tô Hồng Mị liền tự giác đi đến cạnh giường. Chị Mị, chị làm gì thế? Trần Triệu Dương vội vã hô lên. Châm cứu. Bộ không phải kéo áo xuống một chút sao? Tô Hồng Mị hỏi. Tối nay không cần. Trần Triệu Dương cười nói. Vậy sao lần trước thì cần? Tô Hồng Mị cười híp mắt nói. Tôi biết rồi, lần trước là cậu cố ý, đúng không?
Cậu hư lắm nha, cậu muốn sao cũng được mà, chị đây sẽ thoải mái phối hợp với cậu. Vừa nói, tay Tô Hồng Mị vừa tiếp tục cử động. Chị Mị, thật sự không phải vậy mà. Lần trước là châm cứu toàn thân, tình huống đặc thù thôi. Lần này không giống thế, chỉ cần châm cứu theo vùng là được rồi. Trần Triệu Dương đỏ mặt nói. Tô Hồng Mị thấy Trần Triệu Dương đỏ mặt, cô ta liền mỉm cười quyến rũ, được rồi, người ta nghe theo cậu hết. Trần Triệu Dương thấy ánh mắt bắn điện tứ tung của Tô Hồng Mị, anh lập tức quay sang chỗ khác rồi nói, chị Mị, chị nằm xuống đi, bắt mạch xong tôi sẽ châm cứu cho chị. Được. Tô Hồng Mị khẽ đáp một tiếng. Tình hình cơ thể tốt hơn trước rất nhiều. Trần Triệu Dương bắt mạch rồi nói, tôi sẽ châm thêm một đợt kim cho chị. Vừa nói Trần Triệu Dương vừa lấy ngân châm ra, anh từ từ châm lên người Tô Hồng Mị. Không lâu sau, hơi thở của Tô Hồng Mị phát ra âm thanh khe khẽ. Trần Triệu Dương lau mồ hôi lạnh, chữa bệnh cho kiểu phụ nữ ngon nghẻ như Tô Hồng Mị này, đối với anh mà nói, chẳng khác nào một loại giày vò. Sau khi châm cứu xong, Tô Hồng Mị cảm giác cả người mình không còn chút sức lực nào, ngã nhào người xuống giường. Được rồi. Trần Triệu Dương lau mồ hôi trên trán, thu châm lại. Trong quá trình châm cứu lúc nãy, Trần Triệu Dương cảm thấy Tô Hồng Mị cố ý khiến cho bầu không khí trở nên mập mờ, anh chỉ đang chữa bệnh thôi, không có làm chuyện gì khác cả. Trần Triệu Dương, sao cả đầu cậu toàn mồ hôi thế? Cậu có muốn vào tắm qua một chút không? Tô Hồng Mị vừa lấy lại sức lực liền nhìn Trần Triệu Dương vừa cười vừa nói. Còn không phải là do chị làm hại sao? Trần Triệu Dương cười khổ. Không phải là do kỹ thuật châm cứu của cậu quá tốt sao? Tô Hồng Mị cười đắc ý, lại nói, tôi cũng cho phép cậu làm chút gì đó, tôi sẽ không trách cậu đâu mà. Bỏ đi, Trần Triệu Dương lắc đầu, bệnh của chị còn chưa chữa khỏi đâu. Vậy đợi đến lúc tôi khỏi bệnh, cậu muốn người ta lấy thân báo đáp sao? Tô Hồng Mị nheo mắt, cười, người ta rất là cam tâm tình nguyện đó. Ha ha! Trần Triệu Dương thu châm lại, đợi chút nữa thì chị hãy đi tắm nhé. Tô Hồng Mị nhẹ giọng, rồi lại hỏi tiếp, Trần Triệu Dương, y thuật của cậu là học từ ai thế? Bệnh này của tôi các chuyên gia đều nói là không thể chữa được, mà cậu vừa ra tay thì lại chữa được. Học theo một ông chú. Trần Triệu Dương nhấn mạnh lại một lần nữa, một ông chú vô cùng bủn xỉn. Nói thật là, tự nhiên Tô Hồng Mị nhắc đến lại làm Trần Triệu Dương nhớ đến ông chú kia. Trần Triệu Dương là một cô nhi, từ khi anh biết nhận thức đến nay, đều luôn ở cùng ông chú đó học võ thuật và y thuật. Sau này khi Trần Triệu Dương đi lính, mới rời xa ông chú đó. Đợi đến khi Trần Triệu Dương xuất ngũ ra, ông chú đó liền sắp xếp rất nhiều nhiệm vụ khác nhau cho anh làm, vì thế nên hai người gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Bao gồm cả lần này, do mắt của Trần Triệu Dương gặp phải chút vấn đề nên chuẩn bị quay lại để nghỉ ngơi một chút. Ai ngờ ông chú đó lại sắp xếp cho anh nhiệm vụ bảo vệ Nam Cung Yến, mà cái nhiệm vụ này còn là vô thời hạn chứ. Ông chú đó nhất định phải là một người vô cùng tài năng, vì thế mới có thể dạy cho cậu những kỹ năng thần kỳ như vậy, Tô Hồng Mị nhẹ giọng. Còn cậu nói ông chú đó là một người bủn xỉn, chắc là do cậu hiểu sai về ông ấy rồi. Cái này chắc chắn không phải là hiểu sai, Trần Triệu Dương nói một cách khẳng định, ông lão đó không những bủn xỉn mà lại còn đáng ăn đòn. Nhắc đến đây, Trần Triệu Dương lại thấy đây chính là một câu chuyện đẫm nước mắt khác. Bản thân mình bao nhiêu năm qua đã làm biết bao nhiêu nhiệm vụ thập tử nhất sinh, mỗi một nhiệm vụ đều có giá trên trời, thế mà ông chú kia mỗi lần lại chỉ đưa cho anh có mỗi 200 tệ. Trần Triệu Dương nghĩ nếu không phải do nể tình và đánh không lại ông chú đó thì anh đã sớm tạo phản rồi. Ha ha, thật sao, tôi thực sự rất muốn được gặp ông chú đó một lần đấy. Vẫn là thôi đi, ông ấy vừa nhìn thấy gái đẹp là hai mắt liền phát sáng hết cả lên, Trần Triệu Dương lắc đầu, tôi sợ là sau khi ông ấy nhìn thấy chị sẽ quên mất mình còn có một người đệ tử là tôi đây. Thật sao? Không còn sớm nữa, tôi phải đi đây. Trần Triệu Dương nói chuyện với Tô Hồng Mị một lúc liền nhìn thời gian và nói. Trần Triệu Dương, tôi còn một chuyện muốn nói với cậu. Tô Hồng Mị đột nhiên nhớ ra, liền nắm lấy tay Trần Triệu Dương. Còn chuyện gì nữa sao? Trần Triệu Dương hỏi. Rất nhanh thôi là đến Đại hội Võ thuật Nam Hải rồi, tôi nghe nói là Triệu Ngũ Gia và Lý Tam Đa bên đó lần này đã mời hai cao thủ đến giúp đỡ, đến lúc đó tôi muốn mời cậu giúp một tay. Tô Hồng Mị nhìn Trần Triệu Dương với một ánh mắt mong đợi. Tôi đã sắp xếp hết những cao thủ bên tôi rồi, đến lúc đó chưa chắc cậu đã phải ra tay, chỉ là nếu mà có cậu ở bên cạnh thì tôi sẽ cảm giác an toàn hơn. Trần Triệu Dương cũng biết một chút về đại hội võ thuật mà Tô Hồng Mị nhắc đến.
Đó chính là ba thế lực lớn ở Nam Hải, để giải quyết những mâu thuẫn của ba thế lực trong việc tranh giành lãnh thổ nên họ đã quy định với nhau, cứ 3 năm một lần, các bên sẽ mời các cao thủ đến và đấu 3 trận trên võ đài, người thắng cuối cùng sẽ là người được quyết định mọi việc trong 3 năm tiếp theo. Vì thế ba thế lực này đều vô cùng coi trọng đại hội võ thuật này, Tô Hồng Mị tất nhiên cũng không ngoại lệ. Đến lúc đó mà tôi có thời gian thì lại bàn. Trần Triệu Dương không muốn nhúng tay vào chuyện này quá nhiều. Đi đây. Tối nay có thể đừng đi hay không? Tô Hồng Mị nắm chặt tay Trần Triệu Dương, hỏi. Không thể. Trần Triệu Dương trả lời. Nếu không chúng ta đặt cược đi, nếu cậu thua thì tối nay không được đi nữa, Tô Hồng Mị nháy mắt. Cược gì? Quy tắc cũ, Tô Hồng Mị cười. Tô Hồng Mị nói như thế, Trần Triệu Dương nghiêm túc đánh giá cô, sau đó cười xấu xa nói, màu tím. Tô Hồng Mị nghe đến đây thì sững người, sao cậu lại biết được? Nhìn thấy. Nói xong, Trần Triệu Dương quay người đi ra ngoài. Cậu cái tên xấu xa này, thực sự là nhìn thấu được sao? Tô Hồng Mị oán giận, nếu không thì sao có thể lần nào cũng đoán đúng được. Trần Triệu Dương nghe được lời Tô Hồng Mị nói, liền cười và rời đi. Anh thực sự có khả năng nhìn thấu, sau khi đôi mắt bị thương vào lúc làm nhiệm vụ lần trước hồi phục lại, Trần Triệu Dương phát hiện ra bản thân mình có khả năng nhìn xuyên thấu, còn tại sao lại như thế thì tất nhiên là Trần Triệu Dương không thể giải thích được. Thái độ của Trần Triệu Dương chính là việc gì đến cũng đã đến, cứ bình tĩnh mà đối mặt với nó. Sau khi Trần Triệu Dương ra khỏi quán bar, anh lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị tìm thuê một chiếc xe đạp công cộng để đi ra ngoài. Theo bản đồ trên điện thoại, Trần Triệu Dương đi đến phía sau con hẻm của quán bar mới nhìn thấy một chiếc xe đạp công cộng. Trần Triệu Dương quét mã trên điện thoại để mở khóa. Mấy tên lưu manh các người muốn làm gì? Tôi cảnh cáo các người không được lại đây. Trong lúc Trần Triệu Dương đang lái xe chuẩn bị rời khỏi đây thì từ phía trong con ngõ truyền đến một giọng nói rất quen thuộc. Nghe thấy giọng nói này, Trần Triệu Dương liền đạp xe vào sâu trong ngõ. Sau khi đi một vòng, Trần Triệu Dương mới nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Ngay ở phía trước, Dương Lệ mặc một bộ quần áo bó sát đang bị mấy tên lưu manh vây ở giữa. Dương Lệ lúc này đã hơi say, cô thất tha thất thiểu chỉ vào mấy tên lưu manh xung quanh, các người đừng tới đây. Nếu các người còn tới nữa, đừng trách tôi ra tay. Mấy tên lưu manh nhìn thấy bộ dạng thất tha thất thiểu của Dương Lệ lúc này, liền cười phá lên. Này em gái xinh đẹp, em định ra tay thế nào với các anh đây? Định dùng nắm đấm nhỏ kia đấm vào ngực anh sao? Nếu em muốn ra tay, thì đến đây, anh rất sẵn sàng cho em một cơ hội. Ha ha, đến đây, đến đây. Mấy tên lưu manh vừa cười, vừa sán gần lại Dương Lệ. Dương Lệ nhìn thấy bọn họ sán lại gần, liền trực tiếp ra tay. Nhưng do uống quá say rồi, cô muốn tiến lên phía trước nhưng cơ thể lại ngã ra sau. Ngay lập tức cô liền bị dồn vào góc tường. Lúc này mấy tên lưu manh lại càng hưng phấn hơn. Ê! Đúng vào lúc này, Trần Triệu Dương người không để chuyện này vào mắt lại kêu lên một tiếng. Trần Triệu Dương kêu lên như thế khiến cho tất cả sự chú ý của mọi người đều dồn cả vào anh. Dương Lệ nhìn thấy Trần Triệu Dương thì sững người, là cậu sao? Ừ, là tôi. Trần Triệu Dương lái xe lại gần chút nữa, cười, đội trưởng Dương, cần tôi giúp gì không? Dương Lệ nhìn thấy Trần Triệu Dương xuất hiện, liền cảm thấy có hy vọng, cô tự biết bản thân mình đã uống không ít nên căn bản là không thể giải quyết được mấy tên lưu manh này. Nào ngờ cô vẫn chưa lên tiếng thì Trần Triệu Dương đã nói tiếp, đội trưởng Dương, cô muốn tôi giúp cũng được thôi, nhưng mà cô phải đồng ý với tôi. Sau này ở công ty không được làm khó tôi nữa, sau này không được nhắc đến chuyện khai trừ tôi nữa. Nghe được lời nói của Trần Triệu Dương, Dương Lệ tức đến ói máu, tên nhãi này thật là không biết xấu hổ, giây phút này rồi mà vẫn còn bàn điều kiện nữa. Trần Triệu Dương thực sự cũng là bị ép không còn cách nào nữa, anh không muốn ngày nào đi làm cũng bị Dương Lệ gây rối. Hơn nữa đây cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, anh tin là Dương Lệ nhất định sẽ đồng ý. Cậu cút cho tôi. Tôi không cần cậu giúp. Dương Lệ tức giận, đàn ông các người không có ai tốt đẹp cả. Ê, nghe rõ chưa, cô ấy bảo mày cút đi. Đừng làm ảnh hưởng đến nhã hứng của các anh đây, nếu không đến mày cũng sẽ bị ăn đánh đấy. Cút đi. Mấy tên lưu manh không còn chút kiên nhẫn nào nói với Trần Triệu Dương. Nói xong bọn họ lại quay lại nhìn chằm chằm Dương Lệ, trên mặt là nụ cười dung tục xấu xa. Em gái xinh đẹp, có cá tính đấy. Anh trai thích nhất là mấy em gái có cá tính. Ha ha, hắn không giúp em thì để anh giúp.
mấy tên lưu manh áp sát lại gần Dương Lệ. Dương Lệ nhìn thấy bọn hắn áp sát lại, bước chân loạng choạng muốn phản kích. Nhưng mà một động tác còn chưa làm xong đã bị mấy tên lưu manh giữ chặt, lúc này cô thực sự là bị ép đến góc tường. Các người cút đi, đàn ông đúng là thứ không đáng tin cậy, cút hết cả cho bà. Dương Lệ hét to. Cút. Ha ha, gọi đi, có gọi đến khản cổ cũng không có người đến cứu đâu. Mấy tên lưu manh cười càng to. Cút, Dương Lệ vẫn còn muốn thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Nhưng mà cô vừa mới hành động thì tay chân đã bị bọn họ giữ chặt khiến cho cô không thể cựa quậy được nữa. Lúc này Trần Triệu Dương lại cất tiếng, đội trưởng Dương, cô mau ra quyết định đi, chỉ cần cô bảo đảm, sau này khi đi làm không tìm tôi gây rối nữa, tôi lập tức giúp cô giải quyết bọn họ. Đến bước này rồi mà tên này vẫn còn không biết xấu hổ thừa nước đục thả câu, Dương Lệ thực sự là tức muốn điên lên rồi. Nhưng hình như, lúc này cô cũng không còn lựa chọn nào khác nữa. Cô chỉ có thể cắn chặt răng mà hét to, tôi đồng ý với cậu. Nghe được lời này của Dương Lệ, Trần Triệu Dương thở phào nhẹ nhõm. Anh ném chiếc xe đạp qua một bên, sau đó liền chỉ vào mấy tên lưu manh, hét, ê, các người. Bọn họ dừng lại và quay lại nhìn anh. Làm gì thế? Muốn chết sao? Mấy tên lưu manh hỏi anh. Cút ngay lập tức, bỏ tay khỏi người đội trưởng Dương thân yêu của tao ngay, nếu không đừng trách tao không khách khí. Trần Triệu Dương tức giận nói. Bọn họ đánh giá Trần Triệu Dương một lúc, rất nhanh sau đó liền lộ ra một nụ cười châm biếm. Nói thật thì, họ không hề để Trần Triệu Dương vào mắt, lúc nãy như thế, bây giờ cũng vậy. Giải quyết tên nhãi không hiểu chuyện này trước đi. Đúng đấy, giải quyết nó xong rồi chơi sau. Chó má, tên nhãi này, thiên đường có lối người không đi, lại cứ muốn đến chọc giận bọn này, đã thế rồi thì đừng trách bọn này. Để tao lên. Lúc này một tên lưu manh khỏe mạnh nhất trong đám Vân Vê nắm đấm từng bước một đi về phía Trần Triệu Dương. Đi chết đi. Đợi đến lúc đi gần đến phía Trần Triệu Dương, hắn vừa hét vừa vung nắm đấm vào anh. Trần Triệu Dương nhìn thấy nắm đấm của hắn liền giơ tay lên vững vàng mà bắt lấy nắm đấm của đối phương. Tên lưu manh không ngờ đến, nắm đấm của mình lại bị bắt được một cách dễ dàng như thế. Chỉ là Trần Triệu Dương cũng không cho hắn thêm một cơ hội nào nữa. Anh tiến lên nửa bước, đạp một phát vào đầu gối hắn ta. Bịch, tên lưu manh đập mạnh vào tường, đợi đến lúc hắn trượt từ trên tường xuống thì đã ngất xỉu rồi. Bọn mày thì sao, muốn cút hay là muốn tiếp tục nào? Trần Triệu Dương dừng lại, nhìn mấy tên lưu manh mà cười. Mấy tên lưu manh nhìn nhau rồi lập tức buông Dương Lệ ra và chạy. Sau khi đám lưu manh bỏ chạy, Trần Triệu Dương đi đến bên cạnh Dương Lệ, lúc này cô ấy đã mê man rồi. Đội trưởng Dương, đội trưởng Dương. Trần Triệu Dương vừa vỗ vào mặt Dương Lệ vừa gọi. Cô đừng có ngủ, cô ở đâu, nói cho tôi biết, tôi đưa cô về. Tiếc là Dương Lệ uống quá nhiều, thực sự là không có một tí phản ứng nào. Xem ra chỉ có thể đưa cô đi thuê phòng thôi. Trần Triệu Dương bất đắc dĩ mà nói xong liền vác Dương Lệ lên vai đi ra khỏi con hẻm. Rất nhanh sau Trần Triệu Dương đã dẫn Dương Lệ đi thuê một căn phòng ở trong một khách sạn gần đó. Sau khi ném Dương Lệ lên giường, Trần Triệu Dương chuẩn bị rời đi. Anh đừng đi, anh đừng đi. Không đợi Trần Triệu Dương quay người đi, Dương Lệ đã giơ tay túm lấy quần anh. Đội trưởng Dương, tôi không đi không được, nếu còn không đi tôi sợ sẽ không khống chế được mình. Anh nhìn Dương Lệ nằm trên giường, nói liên thanh. Khi nãy ở chỗ Tô Hồng Mị đã quá là dằn vặt rồi, bây giờ lại nhìn thấy thân hình ma quỷ của Dương Lệ, anh lại cảm thấy càng khó chịu hơn. Tôi khát. Tôi muốn uống nước. Lúc này Dương Lệ lại kêu lên. Tôi lấy nước cho cô. Trần Triệu Dương mang đến một chai nước khoáng. Sau khi vặn nắp, anh liền đút cho Dương Lệ uống. Dương Lệ thật sự rất khát vì thế liền mở miệng uống một ngụm lớn. Trần Triệu Dương muốn rót chậm một chút, nhưng cô cứ giữ chặt tay không cho anh cử động. Cô uống chậm một chút. Trần Triệu Dương có lòng tốt nhắc nhở. Khụ, khụ. Trần Triệu Dương vừa nói xong thì Dương Lệ đã bị sặc đến mức ho khan. Cô sặc nước làm cho quần áo phía trước ướt một mảng. Trần Triệu Dương nhìn đến mức đờ đẫn, đừng có như vậy chứ. Tôi khát. Dương Lệ li 3 mét môi nói nhỏ. Không uống nữa, nghỉ ngơi sớm chút đi. Trần Triệu Dương thực sự sợ mình không khống chế được, anh kéo chăn đắp cho Dương Lệ, sau khi đắp chăn cho Dương Lệ xong liền quyết định vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại. Cảnh tượng này có sức hấp dẫn với anh quá rồi.
anh không biết tiếp nhận kiểu gì nữa. Sau khi Trần Triệu Dương rửa mặt xong đi ra đã thấy Dương Lệ bò ra khỏi chăn rồi. Chắc là do uống rượu, quần áo lại bị ướt, lúc này Dương Lệ cảm thấy rất khó chịu vì thế đang cố gắng cởi bỏ quần áo của mình. Đội trưởng Dương, cô muốn làm gì thế? Trần Triệu Dương lập tức đi đến chặn lại. Tôi nóng. Dương Lệ vẫn muốn tiếp tục cởi bỏ quần áo. Không nóng, không nóng. Trần Triệu Dương nói, tôi mở điều hòa cho cô. Trần Triệu Dương giữ chặt lấy Dương Lệ rồi tìm điều khiển điều hòa hạ thấp nhiệt độ xuống một chút. Sau khi điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, Trần Triệu Dương đưa Dương Lệ trở lại giường. Đội trưởng Dương, nhiệt độ thích hợp rồi, cô nghỉ ngơi sớm đi. Trần Triệu Dương nói xong chuẩn bị giúp cô đắp lại chăn. Nhưng khi Trần Triệu Dương cúi người đắp chăn cho cô, Dương Lệ bất ngờ ôm chặt lấy anh, trước khi Trần Triệu Dương phản ứng lại, Dương Lệ đã hôn anh. Đầu óc Trần Triệu Dương đột nhiên ngừng hoạt động. Đây là tình huống gì thế? Đây là do cô quyến rũ tôi, nếu mà có chuyện gì xảy ra thật, thì nhất định không được trách tôi đâu đó. Trần Triệu Dương không bao giờ nghĩ mình là chính nhân quân tử, nhưng anh vẫn có nguyên tắc, anh không bao giờ làm chuyện cháy nhà hôi của. Chỉ có điều tình hình hiện giờ thì hơi khác. Không phải anh muốn cháy nhà hôi của, mà là anh sắp bị người ta hôi của nhân lúc cháy nhà. Reng, reng. Nhưng khi nhiệt độ không khí giữa hai người sắp tăng cao, điện thoại của Trần Triệu Dương bỗng vang chuông. Trần Triệu Dương nghe thấy tiếng chuông điện thoại, tỉnh táo lại ngay lập tức. Anh bèn ấn Dương Lệ xuống. Đội trưởng Dương, tôi có việc quan trọng phải làm, không thể ở đây tiếp cô nữa. Trần Triệu Dương vừa nói vừa lấy một cây châm bạc ra, châm lên người Dương Lệ, chờ Dương Lệ ngủ say rồi, Trần Triệu Dương mới ra khỏi phòng. Chừng nửa tiếng đồng hồ sau, Trần Triệu Dương xuất hiện ở mỏm núi đối diện một căn biệt thự. Đứng trên mỏm núi hứng gió đêm, Trần Triệu Dương tỉnh táo hơn hẳn. Lúc này đèn trong biệt thự đã sáng lên, Trần Triệu Dương lầm bầm, may là đến kịp. Tòa biệt thự đối diện chính là nơi Nam Cung Yến ở. Hàng ngày Nam Cung Yến đều về nhà vào tầm giờ này, cô về nhà rồi sẽ cho vệ sĩ đi hết, cũng cho cả bảo vệ biệt thự về nhà. Trần Triệu Dương biết nếu có người ra tay với cô vào giờ này thì sẽ rất dễ dàng, sau khi nhận nhiệm vụ bảo vệ cô, tối nào Trần Triệu Dương cũng sẽ xuất hiện ở đây đúng giờ. Cũng chính vì thế nên ban ngày về đến công ty là Trần Triệu Dương sẽ đi ngủ, cũng chính vì nguyên nhân này khiến Trần Triệu Dương muốn sớm đăng ký kết hôn với Nam Cung Yến, sau đó tiện kiếm cớ ở chung. Chỉ cần vào được biệt thự là sẽ tiện bảo vệ cô hơn. Trần Triệu Dương trông một lúc, ánh đèn trong biệt thự tối đi, chắc là Nam Cung Yến chuẩn bị đi ngủ rồi. Nam Cung Yến tắt đèn đi nghỉ, Trần Triệu Dương cũng tìm được chỗ, chuẩn bị lặng lẽ luyện công. Đúng vào lúc này, điện thoại của Trần Triệu Dương rung lên. Trần Triệu Dương lấy điện thoại ra liếc nhìn màn hình, một dãy số lạ đang gọi cho anh. Nhìn thấy dãy số này, Trần Triệu Dương có thể đoán được đại khái là ai đang gọi. Alo, chuyện gì, tôi đã bảo mấy người đừng tìm tôi nữa rồi cơ mà. Trần Triệu Dương vừa bắt máy đã hỏi luôn. Anh Dương, thực sự là anh ạ, anh về Hoa Hạ rồi à, người bên kia nghe thấy tiếng Trần Triệu Dương, lập tức hỏi bằng giọng kích động. Phải, Trần Triệu Dương đáp, cậu tử, tôi bảo cậu rồi mà nhỉ. Đừng gọi cho tôi. Anh Dương, không phải em không nghe anh biết em cũng bị ép mà, cậu tử dầu dĩ nói, mọi người đều lo cho anh lắm. Cậu tử nói vậy, Trần Triệu Dương như chìm vào hồi ức, các anh em trong đội đều từng đồng sinh cộng tử với nhau, họ lo cho mình cũng là chuyện bình thường. Tôi không sao, tôi sống ở Hoa Hạ tốt lắm, Trần Triệu Dương trầm giọng đáp. Không sao là tốt, anh Dương, mọi người bảo em hỏi anh là bao giờ anh về. Không về nữa, Trần Triệu Dương đáp. Hả, cậu tử lập tức nói đấy kích động, anh Dương, anh không về là không được đâu, tổ chức không có anh sắp loạn cào cào cả lên rồi. Chưa biết chừng lại giải tán bất cứ lúc nào đấy, anh Dương, anh mau về đi. Không về nữa, tổ chức giải tán thì kệ cho giải tán đi, Trần Triệu Dương đáp. Nhưng anh ơi, tổ chức chúng ta mạnh nhất thế giới đấy. Cứ giải tán như thế thì tiếc lắm mà, cậu tử nói vẻ không cam tâm. Có gì mà tiếc, Trần Triệu Dương trầm giọng. Thế anh Dương này, bọn em có thể đến Hoa Hạ tìm anh không? Cậu tử im lặng một lúc rồi hỏi tiếp. Không được, Trần Triệu Dương đáp chắc nịch. Tôi đã rời đội rồi, các cậu đừng đến tìm tôi nữa, đừng ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, ai mà đến là tôi đánh gãy chân. Trần Triệu Dương không muốn loanh quanh mãi chuyện này nữa, anh cúp điện thoại luôn, cúp xong bèn thuận tay tắt luôn nguồn. Cúp điện thoại xong, Trần Triệu Dương châm cho mình một điếu thuốc.
Trần Triệu Dương thở ra một vòng khói thuốc rồi chìm vào suy nghĩ. Anh chấp hành nhiệm vụ bên ngoài rất nhiều lần, anh đã lôi kéo không ít cao thủ trên thế giới, hợp thành một tổ chức tên là Huyết Lang. Từ sau khi thành lập, tổ chức Huyết Lang chưa bao giờ thất bại một nhiệm vụ nào, đồng thời cũng là tổ chức ngầm trên toàn thế giới, được công nhận là tổ chức mạnh nhất, Trần Triệu Dương là con dê đầu đàn của Huyết Lang, khiến không ít người nghe thôi đã sợ. Đương nhiên những chuyện đó đều đã là quá khứ với Trần Triệu Dương rồi. Trong thời gian dưỡng thương này, Trần Triệu Dương nhận ra mình thích cuộc sống bình yên thế này hơn, anh đã chán ngấy cuộc sống ngày trước rồi. Trần Triệu Dương hút hết điếu rồi dập tắt tàn thuốc, sau đó anh vừa cười vừa nói, cuộc sống bình yên vẫn tốt hơn, chuyện ngày xưa cứ để tất cả trôi theo gió là được. Trần Triệu Dương không nghĩ về chuyện ngày xưa nữa. Anh lúc này đang ngồi khoanh chân, bắt đầu luyện công. Từ khi bắt đầu ghi nhớ được, Trần Triệu Dương đã luyện bộ công pháp không tên này rồi. Bộ công pháp không tên này có rất nhiều chỗ thần kỳ, Trần Triệu Dương có thể trở nên mạnh như thế này đều là do nó cả. Nói theo lời ông già thì là mình đã đạt đến giai đoạn sau của hậu thiên võ giả, nếu vượt qua được cấp này thì có thể đạt đến cảnh giới tiên thiên võ giả rồi. Trần Triệu Dương lẩm bẩm nói, chỉ là, mình đã dừng ở cấp này gần 2 năm rồi, lúc nào mới có thể vượt lên đến cảnh giới tiên thiên võ giả nhỉ? Trần Triệu Dương nói xong, anh bắt đầu vận công tu luyện. Rạng sáng. Khi ánh nắng đầu tiên rọi lên người Trần Triệu Dương, người anh tỏa ra chút khói tím lờ mờ. Lúc này Trần Triệu Dương đang trong giai đoạn thu công, cảm nhận được hơi ấm của ánh nắng, anh bất giác thấy mừng. Trần Triệu Dương lúc này cảm nhận được nhiệt lượng của ánh nắng đang xối lên người anh. Chẳng lẽ đây chính là khói tím đằng đông trong truyền thuyết? Trần Triệu Dương thầm nghĩ. Lúc này toàn thân anh đang không ngừng hấp thụ năng lượng đó, Trần Triệu Dương cũng không dám dừng lại, một lần nữa vận khí luyện công. Chẳng bao lâu sau, khói tím trên người Trần Triệu Dương từ từ bị hút sạch. Khói tím tan rồi, Trần Triệu Dương bật dậy, lúc này anh cảm thấy cơ thể vô cùng khoan khoái, như đang tràn trề luồng sức mạnh vô tận. Hơn nữa Trần Triệu Dương còn có cảm giác như đang hòa chung thành một thể với thế giới. Trần Triệu Dương vung vài nắm đấm, anh cảm thấy mình tràn trề sinh lực. Đây chính là cảnh giới của tiên thiên võ giả à? Trần Triệu Dương phấn khích nói. Trần Triệu Dương vừa nói vừa không nhịn được mà lao vọt lên. Đối diện khu biệt thự là một ngọn núi, anh hớn hở chạy qua chạy lại trong rừng cây, chừng nửa tiếng đồng hồ sau, Trần Triệu Dương hớn hở quá mức mới dừng lại. Thực sự không ngờ được mình lại vượt lên cảnh giới tiên thiên võ giả như thế này. Khi Trần Triệu Dương xuống núi, anh vẫn không nhịn được mà phấn khích nói, xem ra ông già đó nói đúng, cơ duyên mà đến thì mình sẽ vượt qua được ngay. Trần Triệu Dương cảm giác toàn thân tràn đầy sức mạnh, chẳng mấy chốc đã đến công viên dưới chân núi. Xuống núi rồi, anh tìm một nơi ngồi nghỉ chân. Ngồi chưa được bao lâu, anh chú ý vào ông cụ đang luyện võ ở một phía trong công viên. Cách chỗ Trần Triệu Dương nghỉ ngơi không xa, có một ông cụ mặc đồ thời đường đang luyện quyền pháp. Quyền pháp của ông cụ đầy sức mạnh, có thể nhìn ra là đã luyện được đến một cảnh giới nhất định. Nhưng khi Trần Triệu Dương nhìn, anh lại cau mày. Theo Trần Triệu Dương thấy, bộ quyền pháp mà ông cụ luyện có tác hại rất lớn, theo lý mà nói, nếu ông luyện bộ quyền pháp này thì không thể sống được đến bây giờ. Là người hiểu y thuật, Trần Triệu Dương cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Anh là ai, có phải đang học trộm võ công không? Trần Triệu Dương đang suy nghĩ vấn đề này, bên tai anh bỗng vang lên một giọng nói lạnh lùng. Trần Triệu Dương nghe thấy tiếng nói, anh bèn quay đầu lại nhìn. Anh vừa ngoái lại thì trông thấy một người đàn ông cao lớn đã vung nắm đấm tấn công về phía mình rồi. Lúc này, nắm đấm của đối phương đã rất gần Trần Triệu Dương. Trong lúc cấp bách, Trần Triệu Dương chỉ có thể dùng cơ thể gắng gượng đỡ đòn. Bây giờ Trần Triệu Dương là tiên thiên võ giả, thực lực hơn hẳn ngày trước. Anh chặn như vậy không hề bị đẩy lùi, gã đàn ông tấn công anh lại lùi lại 2 bước. Gã trai cao lớn nhìn mình bị đẩy bật lại, ánh mắt anh ta lộ vẻ không dám tin. Rốt cuộc thì anh là ai, anh ta lại nhìn chòng chọc vào Trần Triệu Dương, lạnh giọng hỏi. Tôi chỉ đi ngang qua thôi, Trần Triệu Dương cười bình thản. Đi ngang qua lại ngồi đây nhìn trộm à, tôi thấy anh có ý đồ xấu thì có, tốt nhất là anh khai thật ra, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo. Đối phương nhìn chòng chọc vào Trần Triệu Dương mà nói. Tôi chỉ đi ngang qua thôi, anh tin hay không thì tùy. Trần Triệu Dương lười để ý đến đối phương. Anh quay đầu định bỏ đi. Anh không nói cho rõ thì đừng hòng đi được. Gã trai cao lớn không hề có ý định bỏ qua cho Trần Triệu Dương.
anh ta sải chân, chìa tay túm lấy vai Trần Triệu Dương. Nhưng anh ta vừa túm được thì vai Trần Triệu Dương nghiêng đi, tránh thoát. Võ công của anh được đấy, xem ra anh muốn hại Cố lão phải không? Gã trai cao lớn nghiến răng nói, sau đó hai nắm đấm của anh ta vung ra cùng lúc. Trần Triệu Dương lại xuất chiêu ra đỡ, đẩy lùi gã trai cao lớn lại mấy bước. Này, anh bị dở à? Tôi đã bảo là tôi chỉ đi ngang qua thôi cơ mà, Cố lão cái gì chứ? Tôi có quen đâu, anh mà còn động tay động chân nữa thì đừng trách tôi không khách sáo đấy. Trần Triệu Dương bị đối phương bám giết, anh hơi bực mình. Còn giả vờ, tôi xem anh còn muốn giả vờ đến bao giờ. Gã trai cao lớn lại ra đòn. Trần Triệu Dương thấy đối phương khí thế bức người, hơi tức giận, mắt lấp lánh nét lạnh, sau đó anh vung nắm đấm. Bốp! Lần này thì gã trai cao lớn thiệt thấy rõ, anh ta khẽ rên một tiếng, bị đẩy lùi hẳn mấy bước. Trần Triệu Dương bước nhanh theo, chuẩn bị cho anh ta thêm một cú nữa. Nhưng khi nắm đấm của Trần Triệu Dương sắp chạm vào người đối phương, bỗng có một đôi tay xuất hiện, bắt lấy nắm đấm của Trần Triệu Dương. Đối phương có thực lực không yếu, khi gánh chịu sức đấm của Trần Triệu Dương, ông cụ còn dùng quyền hóa quyền, nắm đấm hai người va vào nhau. Trần Triệu Dương lùi lại nửa bước. Còn ông cụ vừa đấu quyền với Trần Triệu Dương cũng lùi lại nửa bước. Trần Triệu Dương nhìn ông cụ mặc đồ thời Đường trước mặt, anh lộ vài phần kinh ngạc. Trần Triệu Dương kinh ngạc vì ông cụ đã luyện quyền pháp đến mức này rồi mà vẫn có thể sống được, thực sự vượt quá tưởng tượng của Trần Triệu Dương. Thấy Trần Triệu Dương bị đẩy lùi, gã trai cao lớn muốn ra tay lần nữa. A hổ, dừng lại. Ông cụ mặc đồ thời Đường nói. Ông cụ vừa gọi, A hổ dừng ngay lại. Cố lão, anh ta. A hổ chỉ vào Trần Triệu Dương, tỏ vẻ không cam tâm. Tôi biết rồi, ông cụ gật đầu. Ông cụ mặc đồ thời Đường chắp tay nói với Trần Triệu Dương, thực sự rất xin lỗi cậu bé, đàn em của tôi lỗ em mờ áng rồi, tôi xin lỗi cậu thay nó, mong cậu bỏ qua cho. Ông cụ mặc đồ thời Đường chắp tay nói vậy, Trần Triệu Dương lại thấy có thiện cảm với ông nhiều hơn. Trần Triệu Dương cũng nhận ra, mình là người có lỗi trước trong chuyện này. Người ta đang luyện võ, mình lại ngồi cạnh nhìn, đúng là có thể nghi là học trộm thật, nếu là thời cổ đại thì đó là đại kỵ. Ông à! Ban nãy là tôi không đúng, tôi không nên nhìn ông luyện võ. Trần Triệu Dương cũng chắp tay đáp. Ông cụ mặc đồ thời Đường thấy thái độ của Trần Triệu Dương như vậy, ông vừa vuốt râu vừa cười bảo, chàng trai trẻ, nếu cậu có hứng thú với quyền pháp của tôi thì lần sau không cần phải đứng cạnh xem, cậu sang đây, tôi chỉ cho cậu là được rồi. Cố lão. A hổ nghe cố lão nói vậy, anh ta kinh ngạc, tỏ vẻ không dám tin. A hổ biết, bộ quyền pháp này không thể dễ dàng truyền cho người khác được. Ít nhất thì mình theo ông cụ bao nhiêu năm rồi nhưng vẫn không được ông cụ dạy cho. Ông cụ xua tay ngắt lời A hổ. Trần Triệu Dương nghe ông cụ nói vậy thì hơi bất ngờ. Nhưng anh vẫn chắp tay cười đáp, cố lão, không cần đâu. Này, nhóc con đừng có không biết điều, anh có biết có bao nhiêu người muốn theo học cố lão mà không có cơ hội không? Bây giờ cố lão cho anh cơ hội mà anh lại không biết quý trọng thế à? A hổ cáu bẩn nói. Cố lão cũng gật đầu. Lộ sắc mặt tự hào, nói, chàng trai trẻ, tôi cũng thấy cậu có tố chất không tồi nên mới có ý truyền thụ cho cậu. Bộ quyền pháp này của tôi có nhiều người muốn học lắm, nhưng tôi không hề đồng ý, giờ cậu chắc chắn là không cần cơ hội này chứ. Không cần. Trần Triệu Dương đáp. Ồ, ông cụ mặc đồ thời Đường vẫn hơi thắc mắc. Vì bộ quyền pháp này của ông có một khuyết điểm rất lớn, tôi học rồi cũng chẳng có chút ích lợi nào với tôi, có khi còn hại cho tôi. Trần Triệu Dương nói. Ông cụ mặc đồ thời Đường đối nhân xử thế tốt, có lẽ anh nên cho ông cụ biết. Anh nói điêu, anh có tư cách gì mà đánh giá quyền pháp của cố lão? A hổ kích động chửi. Cố lão có vẻ cũng có phần bất mãn với lời Trần Triệu Dương nói, ông trầm giọng nói, chàng trai trẻ, tôi muốn thỉnh giáo một chút, bộ quyền pháp này của tôi có khuyết điểm gì? A hổ cũng nhìn chằm chằm vào Trần Triệu Dương mà nói, tôi cũng muốn xem anh có thể nói ra được cái gì. Trần Triệu Dương không trả lời câu hỏi của cố lão ngay, anh chỉ khẽ cười rồi hỏi, cố lão, tôi có thể hỏi ông vài câu hỏi không? Cậu hỏi đi. Cố lão đáp. Tôi muốn hỏi là, người luyện bộ quyền pháp này có phải có rất nhiều người mất sớm không? Đặc biệt là người càng giỏi thì mất càng sớm. Trần Triệu Dương hỏi. Hả? Cố lão nghe Trần Triệu Dương hỏi vậy, ông thoáng biến sắc. Cố lão không trả lời, Trần Triệu Dương lại nói tiếp, mỗi lần ông luyện bộ quyền pháp này xong. Có phải sau khi về đều sẽ cảm thấy ngực nặng trịch,
một tháng hoặc ít nhất nửa tháng đều cảm thấy ngực đau, nếu nghiêm trọng còn có khả năng ho ra máu không. Lần này Trần Triệu Dương vừa nói xong, sắc mặt A Hổ và Cố Lão đều thay đổi hoàn toàn. Hai người thực sự rất kinh ngạc, tất cả những gì Trần Triệu Dương nói đều không lệch một ly. Sao anh biết? A Hổ ngạc nhiên hỏi. Có phải vậy không? Trần Triệu Dương hỏi. Đúng là như vậy, Cố Lão chắp tay hỏi, vẻ muốn thỉnh giáo, chàng trai trẻ, cậu nói xem cái bệnh này có phải là do bộ quyền pháp gia truyền này của tôi gây ra không? Có thể coi là vậy. Trần Triệu Dương gật đầu đáp. Chàng trai trẻ, xin được chỉ giáo, Cố Lão chắp tay kính cẩn nói. Chia tay ra, tôi giúp ông bắt mạch trước. Trần Triệu Dương nói. Cậu trai này, cậu còn hiểu biết về y thuật sao? Cố Lão ban đầu rất ngạc nhiên, rồi sau đó nói với anh, chỉ có người có y thuật cao siêu mới có thể nhìn ra tình trạng cơ thể của tôi. Vừa nói Cố Lão vừa đưa tay ra. Trần Triệu Dương giữ chặt tay vào tĩnh mạch của Cố Lão để giúp ông bắt mạch. Anh bắt mạch có chút lâu, đợi đến khi anh buông tay ra, A Hổ nóng lòng hỏi, thân thể của Cố Lão thế nào? Giống với suy nghĩ của tôi. Trần Triệu Dương nhíu mày nói, nội thương của ông là do quyền pháp của ông tạo thành. Cậu trai, mau nói cho tôi biết, quyền pháp này của tôi có vấn đề gì sao? Cố Lão hỏi một cách gấp gáp. Trần Triệu Dương trầm ngâm suy nghĩ một chút, nói, vừa rồi tôi thấy ông tập quyền, phát hiện cách tập quyền của ông quá mạnh mẽ. Nhưng chính kiểu mạnh mẽ này lại làm ông tổn thương. Cách đánh quyền tốt nhất nên là nhu cương kết hợp, mà cách đánh quyền của ông quá mạnh mẽ nên dẫn đến thân thể không chịu nổi, cuối cùng sẽ dần dần trở thành nội thương tích tụ trong lồ âm ngực, nhẹ thì nôn ra máu, nặng thì dẫn đến tử vong. Nếu tôi đoán không sai, quyền pháp gia truyền này của ông có lẽ là chưa được hoàn chỉnh. Không thể nào, A Hổ lắc đầu nói. Nét mặt Cố Lão lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó trầm giọng nói, cậu trai, cậu nói đúng. Đúng là có một vài thủ pháp trong môn quyền pháp này đã bị thất truyền. Thế thì đúng rồi, xác nhận suy đoán của mình là đúng, Trần Triệu Dương gật gật đầu, một bộ quyền pháp hoàn chỉnh không thể nào có sơ hở được, chỉ là có một chuyện tôi không hiểu. Cậu trai, cậu cứ nói đi. Theo lý mà nói, ông luyện quyền pháp đến trình độ này, đáng lẽ ra phải bị nội thương không thể chữa được nữa, nhưng nội thương của ông bây giờ đã khống chế rất tốt, Trần Triệu Dương nhăn mi nói, điều này thật là kỳ lạ. Cậu trai à, thực không dám giấu, tôi có thể giữ được tính mạng này, cũng là do từ rất lâu về trước tôi đã gặp được một vị thần y, ông ấy kê cho tôi một bài thuốc, tôi vẫn luôn uống theo bài thuốc đó cho nên mới có thể sống đến bây giờ. Cố Lão thở dài một tiếng, rồi lại nói tiếp, chỉ là bây giờ khi tôi uống theo bài thuốc của vị thần y đó, cảm thấy không còn hiệu quả mấy, tôi chỉ sợ mình không còn sống được lâu nữa. Hai, cũng chính vì thế. Nên khi nãy tôi nhìn ra tên nhóc cậu tư chất không tồi mới có ý muốn ra tay để thu nhận làm đệ tử, bây giờ nói ra lại thấy xấu hổ, tôi suýt nữa đã làm hại cậu rồi. Cố Lão, vị thần y đó chắc cũng có khuyên ông, không nên tiếp tục luyện võ nữa đúng không? Trần Triệu Dương nói, có nói rồi, nhưng tôi không nỡ để bộ quyền pháp gia truyền này bị thất truyền, hơn nữa lão thần y đó cũng không tìm ra nguyên nhân dẫn đến bệnh của tôi, cho nên tôi cũng không nghĩ theo hướng đó. Cố Lão lắc đầu, nói. Bây giờ xem ra, tôi vẫn nên để bộ quyền pháp này trôi vào lãng quên để không làm hại đến những thế hệ tiếp theo. Cố Lão nói xong lại thở dài một cái. Cố Lão, nếu ông không chê, tôi có thể học, A Hổ đứng bên cạnh nói. Cố Lão lắc đầu, nói, bỏ đi, không thể để nó làm hại người khác nữa, hơn nữa cũng không còn kịp rồi. Cố Lão, thực ra ông cũng đừng bi quan quá, ngay lúc này, Trần Triệu Dương cất tiếng nói, tôi có cách chữa trị vết thương này cho ông. Cái gì? Khi nghe Trần Triệu Dương nói đến đó, Cố Lão và A Hổ đều lộ ra vẻ ngạc nhiên không thể tin được. Cậu nói có thể chữa khỏi bệnh của Cố Lão, A Hổ hỏi. Đúng thế, Trần Triệu Dương gật đầu một cách khẳng định, không chỉ có thể chữa khỏi bệnh cho Cố Lão, cho tôi thêm một chút thời gian nữa, nói không chừng tôi có thể giúp các người hoàn thiện bộ quyền pháp đó. A, à, lần này thì cả hai người đều ngạc nhiên quá đỗi. Cậu trai à, cậu nói thật sao? Cố Lão không thể nào giữ được bình tĩnh nữa. A Hổ cũng không dám tin. Đừng nói là bệnh của Cố Lão khó chữa thế nào, chỉ riêng việc có thể hoàn thiện được bộ quyền pháp sợ cũng là một chuyện khó hơn lên trời rồi. Nhưng mà Trần Triệu Dương lại nói là hai chuyện này anh đều có thể làm được. Trần Triệu Dương gật đầu. Cố Lão, chúng ta phải cẩn thận, anh ta có thể là một tên lừa gạt. A Hổ nhắc nhở Cố Lão. A Hổ, cậu im mồm, Cố Lão trách mắng. Cố Lão chắp tay nói, cậu trai trẻ,
không dám giấu, Cố Kiến chúng tôi ở cái đất Nam Hải này cũng có chút quyền lực, nếu cậu có thể chữa khỏi bệnh cho tôi hoặc là có thể hoàn thành bộ quyền pháp này, sau này nếu có yêu cầu nào, chỉ cần tôi có thể làm thì tôi nhất định sẽ đáp ứng cậu. A Hổ nghe được lời nói của Cố lão thì rất ngạc nhiên, anh biết lời hứa này có trọng lượng như thế nào. Trần Triệu Dương nghe được câu nói của Cố lão thì lặng im một lúc rồi nói, Cố lão, chữa khỏi bệnh cho ông cũng không phải là chuyện khó khăn gì, còn chuyện hoàn thiện bộ quyền pháp này lại có chút hóc búa, nhưng hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây cũng coi như là có duyên phận. Cố Kiến Trung nghe thấy Trần Triệu Dương đồng ý thì cười rộ lên, nói như thế thì chúng ta thực sự có duyên, chỉ là không biết lúc nào thì cậu có thể chữa bệnh cho tôi được. Bây giờ, Trần Triệu Dương nói, bây giờ, Cố Kiến Trung giật mình. Đúng thế. Trần Triệu Dương vừa dứt lời thì đột nhiên giơ tay đấm về phía Cố Kiến Trung. Cố Kiến Trung nhìn thấy Trần Triệu Dương ra tay liền vô thức đưa tay lên đỡ. Chỉ là vẫn chậm nửa giây. Nắm đấm của Trần Triệu Dương trực tiếp đánh vào ngực ông. Bịch. Cố Kiến Trung chịu một đấm của Trần Triệu Dương liền phun ra một ngụm máu. Anh dám ra tay đánh Cố lão, đúng là tìm chết mà. A Hổ nhìn thấy vậy liền hét lên một tiếng, giơ tay đấm về phía anh. A Hổ, dừng lại. Đúng lúc này giọng của Cố lão vang lên. Cố lão, anh ta làm ông bị thương, A Hổ ngừng lại, hướng về phía Cố lão nói. Cậu ấy không làm tôi bị thương, khụ, cậu ấy đang giúp tôi chữa bệnh, Cố lão nói với A Hổ. Chữa bệnh? A Hổ không thể hiểu được. Cố lão không trả lời câu hỏi của A Hổ, ông đi về phía Trần Triệu Dương, giọng nói lại càng kính cẩn hơn, cậu trai trẻ này, thật sự vô cùng cảm ơn cậu. Một đấm của cậu vừa rồi là muốn giúp tôi loại bỏ hết những ứ máu đã tích tụ theo năm tháng ra ngoài đúng không? Bây giờ tôi ho ra nên đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều rồi. Cố Kiến Quốc nói như vậy, A Hổ phát hiện ngụm máu mà ông vừa ho ra trên mặt đất đều có màu đen, mà hình như còn có mùi tanh hôi nữa. Cố lão, ông nói không sai, Trần Triệu Dương gật đầu nói, nhưng mà đây chỉ là bước đầu để chữa bệnh thôi, qua mấy hôm nữa, đợi ông hồi phục lại rồi. Chúng ta tiếp tục tiến hành bước tiếp theo, đến lúc đó tôi sẽ liên lạc lại với ông. Được thôi, đây là danh thiếp của tôi, Cố Kiến Trung lập tức lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Trần Triệu Dương, nếu cậu chuẩn bị xong rồi thì liên lạc với tôi sẽ bảo A Hổ đến đón cậu. Anh nhận lấy tấm danh thiếp. Đúng rồi, còn chưa hỏi tên của cậu, Cố Kiến Trung bây giờ mới nhớ đến vấn đề này. Tôi là Trần Triệu Dương. Anh nói, tôi phải đi làm rồi. Đến lúc đó liên lạc với ông sau. Cậu Trần, đi thong thả. Cố lão dõi mắt theo hướng Trần Triệu Dương rời đi. Đợi sau khi anh đi rồi, A Hổ đứng bên cạnh cất tiếng nói, Cố lão, ông nói xem anh ta có phải kẻ lừa gạt không? Cố Kiến Trung lắc đầu, A Hổ, cậu ấy không cần phải lừa người. Tại sao, A Hổ không hiểu. Bởi vì cậu ấy là một thiên tài võ giả, dựa vào thực lực của cậu ấy thì cậu ấy không cần phải lừa tôi làm gì. Cố Kiến Trung nói một cách khẳng định. A Hổ thay đổi sắc mặt, Cố lão, ông nói anh ta. Anh ta là thiên tài võ giả sao? Ừ, Cố Kiến Trung gật đầu nói, không thể nào sai được. A Hổ lúc này thực sự là kinh ngạc đến phát ngốc rồi. Cậu không thể tưởng tượng được một người trẻ tuổi như thế lại là một thiên tài võ giả. Theo những gì mà A Hổ biết, ở đất Hoa Hạ này, số lượng thiên tài võ giả chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sau khi từ biệt Cố Kiến Trung, Trần Triệu Dương quay lại căn phòng thuê của mình. Việc đầu tiên sau khi về đến nơi là đi tắm, sau đó đi ăn bữa sáng, rồi anh mới chậm rãi quay lại công ty. Trần Triệu Dương hôm nay có thể nói là có chỗ dựa nên không sợ gì cả, bởi vì anh và Dương Lệ đã hứa với nhau là nước sông không phạm nước giếng rồi. Hồ Đại Quân đứng trước cửa phòng bảo vệ nhìn thấy Trần Triệu Dương xuất hiện thì hét to như là nhìn thấy quỷ vậy, anh là người hay là quỷ? Tôi tất nhiên là người rồi, Trần Triệu Dương nhìn Hồ Đại Quân nói. Cậu còn nghĩ tôi là quỷ sao? Hồ Đại Quân đánh giá anh từ trên xuống dưới, đột nhiên lộ ra vẻ khó tin, hỏi liên thanh, anh Triệu Dương, anh không sao chứ? Tôi thì có chuyện gì được chứ, Trần Triệu Dương vừa cười vừa nói. Hôm qua anh dám nói như vậy với Tổng Giám Đốc Nam Cung, lại còn trêu ghẹo đội trưởng Dương, anh không bị đưa đi hành hình đến chết sao? Hồ Đại Quân không dám tin hỏi. Trong suy nghĩ của Hồ Đại Quân, anh ta nghĩ là cả đời này mình không có cơ hội nhìn thấy Trần Triệu Dương ở công ty nữa. Nhưng điều mà anh ta không ngờ đến là, kỳ tích lại xảy ra. Trần Triệu Dương thế mà lại bình yên vô sự quay lại. Trần Triệu Dương bước vào phòng bảo vệ, kéo một chiếc ghế ngồi xuống, sau đó châm một điếu thuốc cho mình,
Trai mặt cười nói, tôi không ngại nói cho cậu biết, tôi đẹp trai như vậy, bọn họ sẵn sàng hành hình tôi đến chết sao? Đó là chuyện không thể nào. Dương Lệ mắng tôi đều là vì yêu tôi, đánh là thương mắng là yêu, câu không hiểu sao. Anh Triệu Dương, lời này của anh, thực sự là không biết xấu hổ, Hồ Đại Quân không nhịn được mở miệng mắng. Cậu không tin. Trần Triệu Dương cười một cách đắc ý, tôi không ngại nói cho cậu biết, đội trưởng Dương đã bị tôi chinh phục rồi, sau này cô ấy không dám đến gây rối tôi nữa đâu. Thật sao, Hồ Đại Quân lắc đầu, không thể nào. Có gì mà không thể chứ, Trần Triệu Dương cười, cậu xem thử mà xem, sau này đội trưởng Dương thấy tôi sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời. Trần Triệu Dương vừa dứt lời, ngay lúc đó từ ngoài cửa phòng bảo vệ truyền đến một thanh âm lạnh lùng. Hồ Đại Quân nghe thấy giọng nói lạnh lùng này, cả người đơ cứng lại, lỗ chân lông trên người nở hết cả ra, anh ta quay đầu nhìn hình bóng phía sau run rẩy, nói, đội trưởng Dương, tôi không quen biết gì anh ta, tôi có việc phải đi trước đây. Hồ Đại Quân nhìn thấy ánh mắt giết người của Dương Lệ, anh ta liền biết là hôm nay Dương Lệ thực sự muốn ra tay rồi. Hồ Đại Quân, cậu cũng đừng có đi, bây giờ hai người theo tôi đi lên trên, hôm nay đội bảo vệ có bài thi sát hạch. Dương Lệ cắn răng nói. Sau đó cô lạnh lùng nhìn vào người nào đó, nói, nếu không qua sát hạch thì tất cả đều cút hết cho tôi. Tôi lên ngay đây. Hồ Đại Quân cả người run rẩy rời đi. Anh ta biết lần sát hạch này có lẽ là nhằm vào Trần Triệu Dương, anh ta cũng chỉ bị liên lụy mà thôi. Sau khi Hồ Đại Quân rời đi, Dương Lệ thấy Trần Triệu Dương không có phản ứng gì liền nhẹ giọng hỏi, sao cậu còn chưa đi? Trần Triệu Dương đứng lên, cười nói, đội trưởng Dương, tôi thấy là tôi không cần tham gia sát hạch đâu. Ai nói thế? Dương Lệ hỏi một cách lạnh lùng. Trần Triệu Dương cười, đội trưởng Dương, cô quên rồi sao? Tối hôm qua khi cô bị mấy tên lưu manh ức hiếp cô đã đồng ý với tôi rồi, chỉ cần tôi cứu cô, chúng ta sau này nước sông không phạm nước giếng. Trần Triệu Dương nhắc đến chuyện này, vẻ mặt Dương Lệ lại càng tức giận hơn. Cô cắn chặt răng nói, tôi tất nhiên là không quên rồi. Đội trưởng Dương, cô không quên là tốt rồi. Trần Triệu Dương nằm dài trên ghế, thư giãn nói, như thế, chuyện này không liên quan gì đến tôi cả. Trần Triệu Dương vừa nói xong, Dương Lệ đã tiến nhanh về phía trước, đạp một phát vào chân anh. Bịch! Giống hệt tối hôm qua, Trần Triệu Dương nhìn thấy Dương Lệ tấn công liền tránh ngay lập tức nhưng mà chỉ khổ cho cái ghế này, một phát tanh bành. Đội trưởng Dương, ý của cô là gì? Trần Triệu Dương bực bội nói. Không phải đã nói là nước sông không phạm nước giếng sao? Cậu còn hỏi tôi có ý gì? Vậy tôi hỏi cậu, cậu đây là có ý gì? Dương Lệ nghiến răng lấy ra một tờ giấy ném tới trước mặt Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương nhặt lấy tờ giấy Dương Lệ ném qua rồi bật cười và nói, hóa ra là như vậy. Dương Lệ cầm lấy tờ giấy, hỏi, tên họ Trần kia, cậu có ý gì? Ý trên mặt chữ rồi đó, đội trưởng Dương. Cô không biết đọc chữ sao, Trần Triệu Dương vừa cười vừa hỏi. Dương Lệ tức điên người, tôi hỏi cậu, cậu viết ở trên này tôi chỉ thích màu đen, là có ý gì? Ha ha, đội trưởng Dương, cô biết mà, tôi từng nói với cô rồi, tôi thích sự gợi cảm của màu đen. Trần Triệu Dương xoa xoa tay, cười nói, đội trưởng Dương, đừng nhìn tôi chằm chằm như thế. Đây chỉ là một cái cớ mà thôi. Cô thử nghĩ mà xem, tối hôm qua, trong hoàn cảnh đó. Đối mặt với người như cô mà tôi rời đi không làm gì, vậy người ta sẽ chê cười tôi không phải đàn ông đó. Vì thế tôi phải tìm một cái cớ, cô nói có đúng không? Đội trưởng Dương, cô đừng có lườm tôi, nếu không thế này đi, tối nay chúng ta hẹn nhau, bất kể là cô mặc màu gì tôi đều thích, cô thấy sao? Đồ khốn nạn, tôi muốn giết chết cậu. Dương Lệ hét lên một cách tức giận, chuẩn bị ra tay với Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương không nói hai lời. Trực tiếp đi thẳng ra khỏi cửa phòng bảo vệ, khi anh đi đến phía bên ngoài cửa còn hét lên, không phải chỉ là không ngủ với cô thôi sao? Có cần phải kích động như thế không? Tên họ Trần kia, cậu muốn đi đâu? Bây giờ tôi lập tức đi tham gia sát hạch. Dương Lệ nhìn thấy Trần Triệu Dương đi một mạch như thế, dậm chân thầm mắng. Vốn dĩ tối hôm qua Dương Lệ bị đá cho nên tâm trạng rất tồi tệ, lúc sau lại được cứu và đưa vào phòng khách sạn đó, cô càng không thể nào tin được. Trần Triệu Dương lại trực tiếp từ chối cô và lựa chọn rời đi, trước khi đi lại còn để lại một tờ giấy. Việc Trần Triệu Dương chỉ để lại một mảnh giấy rồi rời đi thế này đúng thật là một đòn chí mạng đối với cô. Tưởng tượng tới một người đàn ông như Trần Triệu Dương, Dương Lệ bình thường không thèm để vào mắt,
thế mà một người như vậy lại coi thường cô, điều đó thực đúng là một sự đả kích lớn đối với cô. Hơn nữa chuyện mất mặt như thế này, Dương Lệ lại càng không dám đối mặt với Trần Triệu Dương, hơn nữa theo cô thấy, bằng cách nào thì cũng phải tống cổ anh ta đi, không được để anh ta xuất hiện nữa. Ở trong tập đoàn Khuynh Thành Quốc tế, có một phòng gym chuyên dụng. Bình thường ngoại trừ các nhân viên của tập đoàn Khuynh Thành Quốc tế thì những bảo vệ của tập đoàn cũng thường đến đây tập luyện. Nói gì thì nói phòng gym này cũng lớn thật, ngoài các thiết bị mà phòng tập thường có, còn có một võ đài boxing. Khi Trần Triệu Dương đến phòng gym thì thấy một nhóm người đang la hét xung quanh sàn đấu. Trên võ đài lúc này, có mấy người đang đánh nhau. Trần Triệu Dương nhìn lướt qua thì thấy trên võ đài là Hồ Đại Quân, bên cạnh còn có vài nhân viên bảo vệ cùng bộ phận. Lúc này họ đang quay xung quanh một người đàn ông mặt đen vóc người vạm vỡ. Người đàn ông mặt đen vóc người vạm vỡ nhìn thấy bọn họ quay người lại liền nở một nụ cười khinh thường, mấy tên rác rưởi các người cùng nhau lên hết đi. Lên đây. Người đàn ông mặt đen trông vạm vỡ như con gấu xám ngoắc ngoắc tay tỏ vẻ khiêu khích với mấy người bảo vệ. Mấy người bảo vệ vây quanh hắn không chịu nổi nữa, sau khi nhìn nhau một cái, bọn họ nghiến răng xông về phía người đàn ông bị vây chính giữa. Bịch, bịch, bịch. Nắm đấm của mấy người bảo vệ đều đấm lên người gấu xám hiên ngang nhận tất cả đòn đánh. Vừa mặc kệ cho bọn họ đấm, gấu xám vừa bất mãn nói, đám rác rưởi chúng mày chưa ăn cơm sao? Chẳng có sức gì cả. Giọng điệu và thái độ của hắn vô cùng kiêu ngạo. Đám người Hồ Đại Quân không chịu được cái kiểu khinh khỉnh của hắn, bọn họ còn muốn tấn công thêm vài lần mạnh hơn nữa. Vậy nhưng lúc này gấu xám đã bắt đầu ra tay, hắn quét chân một vòng. Bụp, bụp. Sau khi gấu xám tung ra cú đá, đám người Hồ Đại Quân ngã như ngả dạ. Anh Võ, giỏi quá. Anh Võ, mạnh quá, vô địch. Mấy người ở dưới sàn đấu đều lũ lượt hét lớn. Mấy tên vô dụng, cút. Gấu xám quát đám người Hồ Đại Quân. Mấy người Hồ Đại Quân mặt mày xám xịt rời khỏi sàn đấu. Hồ Đại Quân đi xuống dưới, tiến về phía Trần Triệu Dương. Con mẹ nó. Suốt ngày mắng bọn tao là rác rưởi. Có ngày tao sẽ đánh bại mày. Bỏ đi, cả đời này chúng ta không thể đánh bại được hắn đâu. Nếu như đánh gục được hắn, chúng ta đã chẳng phải làm bảo vệ rồi. Lúc đám người Hồ Đại Quân đi xuống, vẻ mặt vô cùng bực tức, mắng chửi liên hồi. Đại Quân, hắn là ai vậy? Trần Triệu Dương hứng thú hỏi Hồ Đại Quân. Đường Võ, nhìn Đường Võ đang đứng trên sàn đấu bày ra bộ dạng của kẻ thắng trận, Hồ Đại Quân nghiến răng nói. Là đội trưởng đội vệ sĩ của Tổng Giám Đốc Nam Cung, bình thường một mình hắn có thể đánh 10 người, có điều tối ngày hắn chỉ biết ức hiếp bọn tôi. Hồ Đại Quân mắng nhiếc, những người bảo vệ khác cũng hùa mắng theo. Ai chẳng biết hắn muốn tán đội trưởng Dương nên mới đem chúng tôi ra làm trò đùa để thu hút sự chú ý của đội trưởng Dương chứ. Cái dáng vẻ như con gấu của hắn còn muốn tán đội trưởng Dương của chúng ta, hai, rõ ràng là nằm mơ giữa ban ngày mà. Khi mấy người Hồ Đại Quân đang chửi rủa. Ánh mắt của Đường Võ quét qua một lượt, cả đám lập tức im lặng. Hồ Đại Quân vỗ vai Trần Triệu Dương nói, anh Dương, hôm nay anh thảm rồi. Liên quan gì đến tôi? Hôm nay, đội trưởng Dương đặc biệt mời Đường Võ ra tay, chẳng lẽ anh không nhìn ra sao? Mục đích cuối cùng của đội trưởng Dương chính là anh đấy. Hồ Đại Quân vỗ vai Trần Triệu Dương, theo tôi thấy, lát nữa nếu anh lên sàn đấu thì lập tức quỳ xuống đi, không sẽ rất thảm đó. Nói đúng lắm. Cứ quỳ xuống luôn cho lành. Không thể thắng được Đường Võ đâu. Ai kêu anh chọc đội trưởng Dương làm gì, hết cách rồi, số trời đã định. Mấy người bảo vệ còn lại đều nhìn Trần Triệu Dương bằng ánh mắt thương hại. Trần Triệu Dương cười trừ. Cũng chính lúc này, Dương Lệ xuất hiện trong phòng tập gym. Đường Võ nhìn thấy Dương Lệ xuất hiện, hắn lập tức nhảy khỏi sàn đấu rồi đi tới. Lệ Lệ, tôi giúp cô kiểm tra rồi, cấp dưới của cô toàn một lũ rác rưởi. Chẳng có ai đạt tiêu chuẩn cả. Một mình tôi đánh với 5 người bọn họ nhưng chẳng ai có sức đánh trả cả. Đường Võ Dương tự đắc cười với Dương Lệ. Lúc nói chuyện, hắn còn không quên co giãn cơ bắp của mình, tỏ ra vô cùng kiêu căng. Dương Lệ liếc nhìn Đường Võ một cái, trong lòng cô ấy cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu như chỉ là vì huấn luyện thì cô cũng lười nói chuyện với Đường Võ. Theo Dương Lệ, Đường Võ chỉ là một tên hống hách mà thôi. Vậy nhưng Đường Võ hống hách thì đã sao, dù gì người ta cũng có thực lực. Dương Lệ cảm thấy, để Đường Võ nghiền nát Trần Triệu Dương chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Đường Võ, tôi muốn nhờ anh kiểm tra nhưng không phải kiểm tra bọn họ,
Dương Lệ bình thản nói. Lệ Lệ, vậy cô muốn tôi kiểm tra ai? Đường Võ siết chặt nắm đấm nói, chỉ cần cô nói một câu, tôi lập tức giúp cô kiểm tra. Cậu ta! Dương Lệ chỉ Trần Triệu Dương đang đứng chung với nhóm người Hồ Đại Quân. Đường Võ nhìn theo ngón tay của Dương Lệ. Đám người Hồ Đại Quân trông thấy Đường Võ đi tới thì lập tức né qua một bên. Lúc này, chỉ còn mỗi Trần Triệu Dương đứng yên một chỗ. Cậu ta! Đường Võ nhìn lướt một lượt Trần Triệu Dương, hắn nở nụ cười đầy khinh bỉ, Lệ Lệ, cô đang đùa tôi hả? Đội trưởng Dương, chị nói đội trưởng Đường của chúng tôi kiểm tra cậu ta. Chị không sợ đội trưởng Đường đánh cậu ta tàn phế luôn sao? Người này còn cần đội trưởng Đường của chúng tôi ra tay sao? Có khi tôi chỉ dùng một tay cũng đủ đánh bại cậu ta. Ha ha, giết gà đâu cần dùng dao mổ trâu. Mấy người đứng bên cạnh Đường Võ nhìn thấy Trần Triệu Dương thì bắt đầu châm chọc. Cơ thể Trần Triệu Dương trông vô cùng mảnh khảnh, hơn nữa, bộ đồng phục bảo vệ của anh còn to hơn một size. Nhìn nó rộng thùng thình khiến người ta càng cảm thấy Trần Triệu Dương mong manh yếu đuối hơn. Trần Triệu Dương, lại đây. Dương Lệ biết rằng chuyện này khá là tàn nhẫn với Trần Triệu Dương nhưng để sau này khỏi phải gặp mặt anh, cô ấy chỉ đành làm vậy mà thôi. Nghe thấy Dương Lệ gọi, Trần Triệu Dương bèn đi tới. Vừa bước đến cạnh Dương Lệ, Trần Triệu Dương đã lên tiếng, Lệ Lệ, tôi đồng ý với cô là được chứ gì? Chẳng phải chỉ đặt phòng cùng cô thôi sao? Tôi đồng ý. Cô không cần tìm một tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển tới để ép tôi chứ. Đặt phòng, tối nay chúng ta đi đặt phòng là được chứ gì. Hả? Nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, mọi người đứng xung quanh đều ngẩn ngơ. Cậu nói ai muốn đặt phòng với cậu cơ? Dương Lệ tức giận nghiến răng. Không phải tối qua cô đặt phòng với tôi rồi sao? Chỉ là tôi không ngủ với cô thôi mà, cô không cần phải làm như này để ép tôi đâu. Trần Triệu Dương tỏ vẻ bất lực nói. Tôi biết mình rất đẹp trai, cô ép trai nhà lành như vậy có gì hay ho không? Cậu! Cuối cùng Dương Lệ xây sầm mặt mày mắng, nói năng lung tung. Làm gì có chuyện đó? Lệ Lệ, cô lại không thừa nhận rồi, chúng ta có hóa đơn đặt phòng đó, Trần Triệu Dương cười nói. Dương Lệ lòng nóng như lửa đốt, Trần Triệu Dương cảm thấy không thể để cho cô ấy sống dễ dàng vậy được. Đồ cặn bã! Dương Lệ nghiến răng nghiến lợi mắng một câu. Về chuyện này, cô không có cách nào phản bác được. Quả thực tối hôm qua, cô đã đặt phòng với ai kia? Đường Võ trông thấy vẻ mặt ấy của Dương Lệ, hắn không khỏi nổi giận đùng đùng. Xem ra chuyện này là thật rồi, người phụ nữ mình theo đuổi bao lâu lại đi đặt phòng khách sạn với một tên bảo vệ quen. Đường Võ chỉ vào mặt Trần Triệu Dương, tức giận quát, mày nói ai là đầu óc ngu si tứ chi phát triển hả? Hôm nay ông đây sẽ dạy cho mày một bài học, lên sàn đấu với tao. Tao phải đánh cho mày tàn phế mới thôi. Đường Võ lớn tiếng hét. Đám người Hồ Đại Quân sợ đến run cả người. Bọn họ nhìn thấy vẻ mặt nổi giận bừng bừng của Đường Võ, ai nấy đều khiếp đảm. Cứ tiếp tục như vậy, Trần Triệu Dương sẽ bị hắn đánh cho tàn phế mất, chưa biết chừng còn chết người như chơi. Ha, người phụ nữ của anh Võ mà cũng dám tơ tưởng, tên này chán sống rồi. Nhãi danh, hôm nay mày chết chắc rồi. Đám người đứng quanh Đường Võ bắt đầu cười cợt. Vì đám người này làm vệ sĩ cho Nam Cung Yến nên luôn cảm thấy mình cao cấp hơn người khác, do đó bọn chúng cho rằng có đánh tàn phế một tên bảo vệ quèn như Trần Triệu Dương cũng chẳng vấn đề gì. Dương Lệ nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Đường Võ thì mừng thầm trong lòng. Là Trần Triệu Dương tự tìm đường chết, cô ấy cũng không có ý định ngăn cản Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương, chỉ cần cậu đánh một trận với Đường Võ, cho dù kết quả như nào. Sau này chúng ta đều nước sông không phạm nước giếng. Dương Lệ nhìn Trần Triệu Dương và nói, đương nhiên, nếu bây giờ cậu nhận thua, đi khỏi công ty ngay lập tức, sau này biến mất hoàn toàn trước mắt tôi thì cũng không vấn đề gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền. 2. Phụ nữ đúng là nhẫn tâm, không đặt được phòng ngủ với tôi, giờ lại còn muốn tôi bỏ việc, sau này muốn nuôi tôi rồi buộc tôi phải nghe lời cô sao? Trần Triệu Dương bất lực thở dài một hơi, sau đó anh ưỡn ngực tỏ vẻ nghiêm chỉnh nói, thôi thì cô đừng tơ tưởng đến nữa, mặc dù cô có khuôn mặt đáng yêu nhưng không thể làm một người đáng yêu được đâu. Hả? Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, mấy người đứng cạnh bỗng toát mồ hôi chán. Bọn họ thật không nhìn ra được Dương Lệ đáng yêu ở chỗ nào. Dương Lệ cũng nổi giận bừng bừng, nghiến răng nghiến lợi nói, cậu lên sàn đấu, đánh thắng được Đường Võ rồi nói tiếp, đừng có ở đây ăn nói hàm hồ. Nhãi danh, mau mặc đồ bảo hộ rồi cút lên sàn đấu nhận chết đi.
Đường Võ chỉ vào mặt Trần Triệu Dương và quát. Đường Võ hận không thể xé xác Trần Triệu Dương, anh dám nói như vậy với nữ thần của hắn. Khỏi cần mặc đồ bảo hộ, bắt đầu luôn đi. Dứt lời, Trần Triệu Dương đi lên sàn đấu. Leo lên trên sàn đấu, Trần Triệu Dương bình thản nhìn Đường Võ, cười nói, mau lên đi, đừng làm lãng phí thời gian của mọi người. Đám người Hồ Đại Quân trông thấy thái độ này của Trần Triệu Dương thì ai nấy đều ngơ ngác tại chỗ. Cậu ta không mặc đồ bảo vệ luôn sao? Chắc là cậu ta từ bỏ luôn rồi. Hồ Đại Quân thở dài nói, anh Dương, lên đường bình an. Amen. Thấy Hồ Đại Quân nói vậy, đám bảo vệ đứng quanh cũng cúi đầu mặc niệm cho Trần Triệu Dương. Theo bọn họ thấy, hành vi này của Trần Triệu Dương đúng là đâm đầu vào chỗ chết. Đường Võ là người đã về hưu của đội đặc chủng binh, sức chiến đấu vô cùng mạnh. Bình thường một mình hắn đánh 5 người cũng chẳng thấm vào đâu, bây giờ Trần Triệu Dương còn không thèm mặc đồ bảo hộ lên sàn đấu, hơn nữa anh còn khiêu khích Đường Võ. Trong mắt bọn họ, chỉ có người thích tự ngược mới làm ra cái trò này. Đường Võ bẻ cổ, siết chặt nắm đấm rồi đi lên. Sau khi lên sàn đấu, hắn còn đanh giọng nói với Trần Triệu Dương, mày tự đâm đầu vào chỗ chết nên đừng có trách tao đấy. Anh Võ, không cần khách sáo với nó. Một đấm đánh chết nó đi. Còn không thèm mặc đồ bảo hộ, lát nữa cho mày đẹp mặt. Đám người của Đường Võ nháo nhào gào thét. Dương Lệ đứng dưới sàn đấu nhìn lên hai người có thân hình khác nhau một trời một vực trên sàn đấu, trong lòng cô thầm nghĩ. Họ Trần kia, đây là do cậu tự chuốc lấy, đừng có trách tôi. Dương Lệ có thể tưởng tượng được bộ dạng thảm hại của Trần Triệu Dương khi bị Đường Võ tẩn cho một trận. Không chỉ mình Dương Lệ, tất cả mọi người đều cảm thấy, Trần Triệu Dương không mặc đồ bảo hộ sẽ chẳng chịu nổi một đòn. Bên trên sàn đấu, Đường Võ nhìn chằm chằm Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương cũng nhìn hắn, anh bất ngờ nở nụ cười rồi rút một điếu thuốc ra đốt, sau đó tỏ ra vô cùng thong thả. Thái độ của Trần Triệu Dương đúng là không coi Đường Võ ra gì. Mày! Đường Võ bừng bừng khí thế, chỉ vào mặt Trần Triệu Dương và quát, bây giờ mày quỳ xuống, sau đó cút khỏi sàn đấu, có thể tao sẽ tha cho mày. Ha ha! Trần Triệu Dương nhả ra một làn khói thuốc, sau đó anh động đậy đôi tai, nói, nhanh lên, đừng lề mề như đàn bà thế, tôi còn phải quay về ngủ bù nữa, đừng làm ảnh hưởng đến thời gian ngủ khi đi làm của tôi. Con mẹ nó, còn ngạo mạn hơn anh Võ nữa. Anh Võ, tẩn chết nó đi. Đám người của Đường Võ khó chịu hét lên. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, là tự mày đâm đầu vào chỗ chết đấy. Đường Võ quát lớn, sau đó hắn sải bước thật nhanh, giáng một cú đấm rất mạnh về phía Trần Triệu Dương. Qua! Nhìn thấy Đường Võ tung nắm đấm, người dưới sàn đấu đều thốt lên đầy kinh ngạc. Từ ngoài nhìn vào, nắm đấm này vô cùng uy lực, không thể nào đỡ được. Dương Lệ lắc đầu bất lực. Đám người Hồ Đại Quân tiếp tục mặc niệm cho Trần Triệu Dương. Đám người của Đường Võ thì hả hê. Nắm đấm của Đường Võ đánh mạnh vào người Trần Triệu Dương. Tất cả mọi người đều nghe thấy một tiếng động nặng nề. Bịch! Sau khi tiếng động vang lên, có người ngã quỵ. Hả? Chỉ có điều, khi tất cả đưa mắt nhìn người đang quỳ trên sàn đấu, ai nấy đều trợn tròn mắt, há hốc mồm như muốn rơi quai hàm. Người ngã quỵ không phải Trần Triệu Dương mà là Đường Võ. Kết quả này thực sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Tất cả vốn cho rằng Đường Võ chỉ cần một đấm là đủ để Trần Triệu Dương ngã quỵ. Nhưng ai ngờ Trần Triệu Dương lại chẳng hề hấn gì còn Đường Võ lại gục. Mọi người chứng kiến đều mắt chữ A mồm chữ O, không tin được chuyện này là thật, bởi vì bọn họ không nhìn thấy Trần Triệu Dương ra tay như thế nào mà khiến Đường Võ quỳ gục. Đặc biệt là Dương Lệ. Đôi mắt của cô ấy tràn ngập sự bất ngờ, kinh ngạc, không dám tin. Đường Võ quỳ gối. Trần Triệu Dương vỗ vỗ ngực, nhả một làn khói thuốc, cười nói, anh nhường tôi rồi, lần sau tung nắm đấm thì dùng sức một chút. Dứt lời, Trần Triệu Dương bước xuống sàn đấu, thong thả biến mất khỏi ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Đây không phải sự thật đúng không? Hồ Đại Quân tỉnh táo lại, anh ta hít một hơi thật sâu. Đường Võ bị đánh bại rồi. Sao có thể chứ? Mãi đến khi Trần Triệu Dương rời khỏi, mọi người vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này. Anh Võ! Người của Đường Võ lũ lượt leo lên sàn đấu, định dìu hắn dậy. Đừng động vào, vẫn còn đau. Đường Võ toát hết mồ hôi lạnh, hắn đau đến nghiến răng nghiến lợi. Nhìn thấy bộ dạng này của Đường Võ, ai nấy đều chắc chắn rằng, Đường Võ bị Trần Triệu Dương KO rồi. Anh Võ, anh không sao chứ?
Người của Đường Võ hỏi một cách quan tâm. Không sao, tôi nghỉ ngơi chút là khỏe, mấy người đừng động vào tôi. Đường Võ đáp. Anh Võ, anh đau ở đâu? Người đứng cạnh tò mò hỏi. Nắm đấm đau, Đường Võ trả lời. Hả? Nghe Đường Võ nói vậy, mọi người lại lần nữa thốt lên kinh ngạc. Cũng có nghĩa là, nắm đấm của Đường Võ đánh trúng người Trần Triệu Dương nhưng Trần Triệu Dương chẳng hề hấn gì còn nắm đấm của Đường Võ bị thương. Mọi người xung quanh ngỡ ngàng, Đường Võ cũng không dám tin đây là sự thật. Hắn cảm thấy như kiểu mình vừa đấm phải một khối sắt lớn vậy. Sao có thể chứ, gặp quỷ rồi. Mặt Dương Lệ vẫn ngơ ngác không thể tin được đây là sự thật. Cô hừ nhẹ một tiếng, tên họ Trần kia lợi hại vậy sao? Nhưng dù thế nào đi nữa, trong lòng Dương Lệ vẫn cảm thấy khó chịu. Theo lời hứa với ai kia, sau khi anh giải quyết Đường Võ xong, cô ấy không được gây rắc rối cho anh nữa. Đội trưởng Dương, người đàn ông của cô lợi hại thật. Cuối cùng tôi cũng biết tại sao đội trưởng Dương lại nhìn chúng anh Dương rồi, thì ra là anh ấy giấu nghề. Nếu tôi mà là con gái tôi cũng yêu anh Dương. Mấy người bảo vệ đứng xung quanh bàn tán xôn xao. Bọn họ trông thấy bộ dạng của Đường Võ thì đều cảm thấy hả giận, đồng thời bắt đầu tôn sùng Trần Triệu Dương. Người có thể một chiêu đánh gục được Đường Võ chắc chắn không hề tầm thường. Tôi thấy, đội trưởng Dương đã gai mắt với Đường Võ từ lâu nên mới cố ý để người đàn ông của cô ấy dạy dỗ Đường Võ một trận. Sau này có anh Dương rồi, tôi xem tên Đường Võ kia còn dám ngạo mạn nữa không. Đám người Hồ Đại Quân hả hê nói. Dương Lệ nghe thấy vậy thì đanh mặt lại, quát mắng đám người Hồ Đại Quân một trận, không muốn đi làm nữa hả? Cút hết về chỗ làm việc cho tôi. Dương Lệ vừa dứt lời, đám người Hồ Đại Quân đã ba chân bốn cẳng chạy tán loạn. Đợi đám người Hồ Đại Quân đi khỏi, Dương Lệ liếc nhìn Đường Võ rồi lắc đầu rời đi. Chỉ cần nghĩ đến việc sau này không còn cách nào đuổi được Trần Triệu Dương đi, Dương Lệ liền cảm thấy đau đầu. Anh Dương! Anh với đội trưởng Dương thật sự có gì đó với nhau à? Hồ Đại Quân, sao cậu lại nói thế, là đội trưởng Dương muốn có gì đó với anh Dương, nhưng mà anh Dương không muốn mà thôi. Anh Dương, tại sao đội trưởng Dương lại chịu thuần phục dưới đúng QUN anh thế? Đúng đó, nhanh nói cho em biết với. Vào buổi trưa, sau khi no bụng mọi người tập hợp trong phòng bảo vệ. Lúc này, đám Hồ Đại Quân đang đứng bên cạnh bóp vai đấm chân cho Trần Triệu Dương. Mấy cậu muốn biết à? Trần Triệu Dương ngậm một điếu thuốc, nhìn đám Hồ Đại Quân hỏi. Bọn người Hồ Đại Quân gật đầu lia lịa. Vậy thì nghe cho kỹ đây. Trần Triệu Dương nở một nụ cười bí hiểm, nói, về chuyện này, mấy cậu cũng không được đi nói lung tung đó. Đám Hồ Đại Quân vội vã gật đầu. Trần Triệu Dương ngoắc tay với bọn họ, để cả đám xúm lại gần chút. Khi đám người Hồ Đại Quân đến gần, Trần Triệu Dương liền cười nói, bởi vì anh đây đẹp trai. Đội trưởng Dương của mấy cậu kìm lòng không đặng nên yêu tôi điên cuồng. Hở! Cả đám Hồ Đại Quân ngớ người ra. Sau đó làm vẻ mặt không thèm tin. Mấy cậu không tin à? Trần Triệu Dương hỏi. Đám Hồ Đại Quân gật đầu. Không tin thì thôi, Trần Triệu Dương nhàn nhạt cười nói. Nhưng mà mấy cậu nhất định không được đi nói lung tung đâu đó. Nếu để mấy người đẹp công ty biết, suốt ngày chạy tới quấy rầy tôi, vậy thì không hay lắm. Thấy Trần Triệu Dương ra vẻ ta đây. Đám Hồ Đại Quân mắng thầm trong bụng, đúng là đồ mặt dày. Dè, dè, dè. Các anh em, tình huống khẩn cấp, cảnh báo cấp 1, cảnh báo cấp 1. Ngay lúc này, trong bộ đàm vang lên tiếng của bảo vệ đứng gác bên ngoài. Mẹ kiếp, lại nữa. Nhanh lên nào. Đám Hồ Đại Quân nghe xong, bọn họ lập tức hành động. Lúc này có người cầm bộ đàm trả lời, lập tức đến. Lập tức đến. Sau khi nói xong, bọn họ vội vàng trang bị đầy đủ, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Đại quân, có chuyện gì vậy? Có người tới phá đám sao? Trần Triệu Dương vừa đi phía sau Hồ Đại Quân vừa hỏi. Anh Dương, anh nhanh chóng đổi trang bị đi. Chờ xuất phát rồi, tôi sẽ giải thích với anh. Nếu như không giải quyết xong, tháng này chúng ta đừng mong có tiền thưởng. Hồ Đại Quân nói xong, anh ta bực bội mắng, còn mấy ngày nữa hết tháng rồi, mấy tên khốn kia lại chạy tới quậy. Ông đây hận không thể bóp CS3T hắn ta. Tôi cũng muốn đập chết hắn, nhưng mãi vẫn chưa có dịp. Tôi còn tưởng sẽ yên ổn được hết tháng này. Nếu tiền thưởng tháng này đi tong, ông đây nhất định sẽ về vẽ vòng phép nguyền rủa hắn. Mấy người bảo vệ đi trước cũng liên mồm chửi rủa. Trần Triệu Dương nghe thấy các nhân viên bảo vệ mắng chửi,
anh lại có chút tò mò, ngay cả trang bị còn không đổi, đuổi theo đám người Hồ Đại Quân từng bước nói, có chuyện gì thế? Anh Dương, anh chờ một lát rồi biết. Hồ Đại Quân nói, thấy rồi kể tiếp cho anh hiểu. Hồ Đại Quân nói xong, anh ta lại tăng tốc bước nhanh hơn. Rất nhanh sau đó, Trần Triệu Dương đã theo đám Hồ Đại Quân đi tới trước cửa công ty. Lúc này, Trần Triệu Dương nghe loáng thoáng có tiếng nhạc ở phía trước. Còn đám bảo vệ Hồ Đại Quân thì đang bày trận nghênh địch, vẻ mặt tràn đầy căng thẳng. Trần Triệu Dương chen lên trước vài bước, trước cửa công ty, anh thấy có một chiếc siêu xe dáng thể thao bản Limited đang chặn ngang, không cho mọi người ra vào. Mà ở phía trước xe thể thao, có một cậu ấm mặc vest trắng hàng hiệu đang đứng. Lúc này, hắn đang đánh đàn ukulele, trước mặt hắn còn có hình trái tim được xếp bằng hoa tươi. Lúc này, hắn giống như không coi ai ra gì, vừa đánh đàn vừa hát bài Yêu Em 10.000 năm, chỉ là không dám bàn đến giọng hát. Nghe vô cùng dở, người ta thì đòi tiền, giọng hắn thì đòi mạng. Hắn là ai vậy? Trần Triệu Dương kéo Hồ Đại Quân hỏi. Một trong những người theo đuổi Tổng Giám Đốc Nam Cung, tự xưng Tứ Thiếu Gia Nam Hải Tất Văn Bách. Hồ Đại Quân nghiến răng nói, mỗi tháng hắn sẽ đến chặn cửa một lần, làm cho mọi người trong công ty không thể ra vào, chặn cho đến khi Tổng Giám Đốc Nam Cung đi ra gặp mặt mới chịu thôi. Hơn nữa lần nào tới cũng lái một con siêu xe, cũng vì siêu xe quá đắt nên không ai dám đụng vào. Nhưng mà Tổng Giám Đốc Nam Cung đã hạ tuyệt lệnh, nếu trong vòng nửa tiếng không giải quyết được, thì tiền thưởng tháng đó đi tong luôn. Bọn tôi còn tưởng được yên ổn hết tháng này, giờ xem ra không được rồi. Lần nào đến cũng hát bài này, nghe như đấm vào tai ấy. Người đứng bên cạnh lại oán hận mắng. Sau khi nghe đám người Hồ Đại Quân kể xong, Trần Triệu Dương đã hiểu rõ, thì ra là ong bướm theo đuổi Nam Cung Yến. Cậu chủ Tất, hôm nay Tổng Giám Đốc Nam Cung của chúng tôi không có ở đây, mời anh về dùm. Ngay lúc này, Dương Lệ vừa xuất hiện, cô liền đi đến trước mặt Tất Văn Bách nói. Tất Văn Bách thấy Dương Lệ đi ra, hắn ngừng hát, hất mái tóc lên, làm ra dáng vẻ tự cho là đẹp trai nhất nói, Dương Lệ, cô đừng hòng gạt bản thiếu gia. Trước khi tới đây, tôi đã sai thám tử Tư điều tra rồi, sáng sớm Tiểu Yến đã đến công ty, đến giờ vẫn chưa rời khỏi. Dương Lệ nghe Tất Văn Bách nói thế, cô liền nói sang hướng khác, cậu chủ Tất, anh ở đây chờ Tổng Giám Đốc Nam Cung cũng được, nhưng anh không thể chặn ngang cửa công ty chúng tôi như thế, ảnh hưởng đến người trong công ty ra vào. Hơn nữa anh làm thế sẽ ảnh hưởng đến công việc hàng ngày của công ty chúng tôi. Vậy thì sao, Tất Văn Bách ra vẻ khinh khỉnh nói, cũng chả liên quan đến bổn thiếu gia, dù thế nào đi nữa, nếu Tiểu Yến không ra thì tôi sẽ không đi. Tất Văn Bách nói xong, hắn lại tiếp tục đàn hát. Dương Lệ thấy bộ dáng ngoan cố của Tất Văn Bách, nghiến răng nghiến lợi. Cô lập tức ra lệnh, chuẩn bị dọn rác. Nghe thấy Dương Lệ ra lệnh, các nhân viên bảo vệ từ từ tiến lên. Tất Văn Bách thấy các nhân viên bảo vệ đến gần, hắn dừng lại mắng, đám chó mấy người dám động đến bổn thiếu gia à. Cảnh cáo mấy người, nếu dám động đến cọng tóc của bổn thiếu gia, thì tôi sẽ không bỏ qua cho mấy người. Ngay lúc Tất Văn Bách đang nói, bên cạnh liền vọt đến mười mấy người vệ sĩ. Vệ sĩ vừa xuất hiện, nhanh chóng cản lại các nhân viên bảo vệ. Tất Văn Bách thấy vệ sĩ của mình xuất hiện, hắn chỉ vào Dương Lệ đắc ý cười nói, Dương Lệ. Cô biết đám chó giữ cửa này không thể cầm chân tôi mà. Nếu bọn họ dám tiến tới, bổn thiếu gia sẽ để vệ sĩ đánh bọn họ như đánh chó. Cậu chủ Tất, anh làm thế là đang ép chúng tôi ra tay, Dương Lệ nghiến răng kiềm chế lửa giận. Phụt! Tất Văn Bách phun một ngụm nước miếng nói, có gan thì mấy người ra tay thử xem. Cái đám rác rưởi mấy người đánh thắng vệ sĩ của tôi sao? Lúc đó đừng trách bổn thiếu gia ra tay độc ác. Vẻ mặt Tất Văn Bách hống hách cười đắc ý. Một đám chó giữ cửa cũng dám sủa bậy trước mặt bổn thiếu gia. Dương Lệ nghe thấy những lời Tất Văn Bách nói, lửa giận càng sôi sục. Đám người Hồ Đại Quân cũng giận điên mà không dám lên tiếng. Bọn họ biết vệ sĩ của Tất Văn Bách rất lợi hại, bọn họ cũng từng ăn đòn không ít. Nhưng bọn họ không chịu nổi bộ dạng hống hách của Tất Văn Bách. Mà Tất Văn Bách người ta hống hách thì sao, bọn họ quả thật không có cách gì. Ai bảo nhà Tất Văn Bách có tiền có thế. Nếu hắn muốn đập chết một bảo vệ còn con, dễ như trở bàn tay. Dương Lệ, nếu cô muốn ra tay, tôi cho cô ra tay đó. Để xem cô có bản lĩnh ra tay dọn dẹp không. Tất Văn Bách nhìn thấy Dương Lệ tức điên, hắn lại càng làm tới. Nhìn bọn họ không dám động đậy, hắn lại càng khinh thường, cười nói, một đám chó giữa cửa cũng dám gây phiền phức cho bổn thiếu gia, hừ. Vào lúc này,
sau lưng Tất Văn Bách vang lên một tiếng nổ. Tất cả mọi người nhìn qua, thấy chuyện đang diễn ra trước mắt, đều ngẩn người tại chỗ. Đám Dương Lệ, Tất Văn Bách cũng nhìn sang. Họ liền thấy trên nóc siêu xe bản Limited có một người đàn ông đang đứng. Vóc dáng của người đàn ông đó không quá cường tráng, anh ta mặc đồng phục bảo vệ, bộ dạng xốc xếch. Nhưng lúc anh ta thấy mọi ánh mắt đổ vào mình, anh liền cười nói, ai để rác lung tung thế này, để tôi dọn giúp cho nhá. Dứt lời, Trần Triệu Dương nhảy lên rồi giẫm mạnh lên nóc xe. Ầm, một tiếng động lớn lại vang lên. Lần này cửa kính của siêu xe cũng đã bị giẫm vỡ. Những người có mặt đều sợ ngây người. Xe thể thao bản Limited của tôi, lúc này, Tất Văn Bách đã không còn khống chế được nữa, nổi cơn tanh bành, hắn chỉ vào Trần Triệu Dương ra lệnh, lôi đầu hắn xuống, đập chết hắn cho tôi. Tất Văn Bách gần như gào lên. Hắn tức muốn phát điên lên rồi. Hắn không ngờ, một tên bảo vệ còn con mà lại dám đứng nhảy nhót trên xe thể thao bản Limited của hắn. Đây giống như là đang giáng cho hắn một bạt tai. Hơn nữa chiếc xe thể thao này lại còn là phiên bản hạn chế, hắn chuyên dùng để cưa gái, hôm nay lại bị tên bảo vệ nhãi nhép này dẫm đạp như vậy, quả thật là muốn Tất Văn Bách hắn bóp CS3T mà. Tất Văn Bách gào xong, vệ sĩ bên cạnh hắn lập tức xông tới bên cạnh Trần Triệu Dương. Đội trưởng Dương, chúng ta có cần giúp anh ấy không? Hồ Đại Quân quay sang hỏi Dương Lệ. Dương Lệ nhìn rồi lắc đầu nói, cứ xem trước đã rồi tính. Trước tình hình này, Dương Lệ cũng không biết nên xử lý thế nào. Cô không ngờ Trần Triệu Dương lại hung hãn như vậy, dám đập cả xe thể thao của người ta. Vốn dĩ Dương Lệ cũng có chút lo lắng cho Trần Triệu Dương, nhưng nghĩ lại Trần Triệu Dương có thể giải quyết Đường Võ trong vòng một chiêu, hẳn là không có chuyện gì đâu. Dương Lệ quyết định không giúp, cũng không phải trả thù riêng, cô chỉ nghĩ cho mấy người bảo vệ khác. Nếu lỡ bọn họ cũng tham gia, Tất Văn Bách truy cứu thì sẽ liên lụy đến bọn họ. Mặc dù lúc này, nhìn Trần Triệu Dương ra tay, Dương Lệ nhìn cũng sướng con mắt lắm. Nhưng mà, cô vẫn cảm thấy Trần Triệu Dương quá kích động. Tóm lại, nói gì thì nói, cũng không nên đắc tội với loại người như Tất Văn Bách. Khi vệ sĩ của Tất Văn Bách xông đến chỗ Trần Triệu Dương, Trần Triệu Dương cũng nhảy khỏi xe thể thao. Thấy bọn họ lại gần, Trần Triệu Dương cười nhạt nói, chỉ có mấy người thôi à. Tôi thấy không đủ đâu. Nghe Trần Triệu Dương nói thế, tên vệ sĩ xông lên đầu tiên gằn giọng mắng, đợi tao cho mày khóc tiếng mán. Hắn vừa nói vừa đấm về phía Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương thấy nắm đấm của hắn sắp tới mình, anh giơ một tay lên. Nắm đấm của đối phương bị Trần Triệu Dương chụp gọn. Hơ! Thấy Trần Triệu Dương dễ dàng chụp được nắm đấm của mình, hắn cả kinh. Lúc hắn đang định đổi chiêu thức, Trần Triệu Dương đã giơ chân. Anh đạp một cái. Ầm! Tên vệ sĩ bị đá văng ra ngoài. Lúc hắn văng ra ngoài, va vào mấy vệ sĩ phía sau đang xông tới, mới có thể dừng lại. Trần Triệu Dương đánh ngã một người, anh liền quét mắt sang nhìn mấy tên bên cạnh, cười nói, tôi khuyên các anh đừng xông lên nữa, các anh không đủ trình đâu. Nhìn vẻ mặt cười khinh của Trần Triệu Dương, đám vệ sĩ không nhịn được nổi nóng. Còn Tất Văn Bách lúc này cũng đang gào thét muốn khàn cổ, đập hắn què luôn cho tôi. Có chuyện gì ông đây chịu trách nhiệm, người nào đánh thắng hắn đầu tiên, sẽ được thưởng một tháng lương. Đám vệ sĩ nghe Tất Văn Bách nói thế, bọn họ càng có thêm động lực, tất cả đều giơ nắm đấm, xông về phía Trần Triệu Dương. Đùng, đùng. Nhưng chỉ cần bọn họ lại gần Trần Triệu Dương, anh đã ra tay rồi. Rất nhanh sau đó, bọn người Dương Lệ nhìn thấy, Trần Triệu Dương đứng giữa, tay đấm chân đá, ngã nhào từng tên một. Vệ sĩ tinh anh bên cạnh Tất Văn Bách hoàn toàn không đánh lại. Gần 2 phút sau, tất cả vệ sĩ của Tất Văn Bách đều bị đánh ngã. Má ơi, anh ta là con người sao? Mạnh quá rồi. Không hổ là người đàn ông mà đội trưởng Dương theo đuổi, mạnh đến đáng sợ. Ha ha, không phải vệ sĩ nhà Tất Văn Bách rất trâu bò, rất hống hách sao? Bây giờ bị anh Dương đánh như chó vậy. Đám Hồ Đại Quân đứng hóng chuyện, lúc này cũng vui vẻ hẳn lên. Thêm vào đó lại cảm thấy có chút hãnh diện. Dương Lệ nhìn người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ xốc xếch, ánh mắt cô lộ ra vài suy nghĩ sâu xa. Cô không thể không thừa nhận, người đàn ông này thật sự rất mạnh. Thực lực với bộ dạng cà lơ phất phơ của anh ta hoàn toàn chả liên quan gì nhau. À cậu chủ Tất, anh có lên luôn không? Trần Triệu Dương chỉ về Tất Văn Bách cười nói. Sắc mặt Tất Văn Bách lúc này đã tái mét, hắn nhìn thấy Trần Triệu Dương dũng mãnh như vậy,
không tới 2 phút đã đánh bẹp toàn bộ vệ sĩ của mình, hắn chả còn dám hó hé gì nữa. Tất Văn Bách không dám nói tiếng nào, Trần Triệu Dương quay sang kêu đám Hồ Đại Quân, mấy anh em, có ai giúp tôi chút chuyện không? Anh Dương, tôi. Anh Dương, cần giúp làm gì vậy? Anh Dương, bây giờ anh là đại ca của em, anh cần giúp gì, anh cứ nói đi. Đám người Hồ Đại Quân cũng không vòng vo nữa, tức thì chạy tới bên cạnh Trần Triệu Dương nhiệt tình nói. Dương Lệ thấy Trần Triệu Dương mở miệng hô trăm người đáp, cô thở dài bất lực, mình còn chưa có uy được vậy đâu. Giúp tôi dạt cái xe bể này ra ngoài, sau đó dọn dẹp sạch sẽ chỗ này. Vâng, Trần Triệu Dương ra lệnh. Đám Hồ Đại Quân cùng nhau bế chiếc siêu xe của Tất Văn Bách ra khỏi cổng công ty. Anh Dương, xe này anh tính xử lý thế nào ạ? Đám Hồ Đại Quân để cái xe xuống rồi quay lại hỏi Trần Triệu Dương. Đương nhiên là đập nát rồi. Trần Triệu Dương rút cây côn nhựa từ chỗ Hồ Đại Quân ra, nói, dám mang thứ rác này để trước cổng công ty chúng ta, việc của chúng ta là dọn dẹp sạch sẽ đống rác này. Nói xong, Trần Triệu Dương cầm lấy côn nhựa đập mạnh vào xe thể thao. Dầm! Trần Triệu Dương đập một cái xe lập tức bị lủng một lỗ. Khốn kiếp, mày dám đập xe của tao, mày có biết bổn thiếu gia là ai không hả? Tất Văn Bách điên cuồng gào thét. Dầm! Tất Văn Bách mắng một câu, Trần Triệu Dương lại đập một cái. Tôi cần đếch gì biết anh là ai, chỉ cần biết chặn ngang cổng công ty chúng tôi thì là rác. Mà là rác thì phải dọn dẹp thôi. Trần Triệu Dương nhìn Tất Văn Bách cười nói, nếu anh ngứa mắt, thì bước ra ngăn tôi lại đi. Nghe tới đây, Tất Văn Bách tiếp tục mắng mấy câu tho tục, nhưng sau cùng quả thật cũng không còn cách nào ngăn cản Trần Triệu Dương, hắn chỉ có thể uy hiếp, mày chờ đó cho bổn thiếu gia, tao sẽ cho mày muốn sống không được, chết cũng không xong. Dầm, dầm, dầm. Bỏ ngoài tai tiếng mắng chửi của Tất Văn Bách, Trần Triệu Dương không nể tình cầm côn đập tới tấp. Với Trần Triệu Dương mà nói, dám chạy đến địa bàn của anh mà chặn cửa, hơn nữa còn có ý định tán tỉnh vợ anh, nhất định phải cho hắn một bài học. Tất Văn Bách nhìn thấy hành động của Trần Triệu Dương, thiếu chút nữa tức muốn ngất. Trần Triệu Dương, được rồi, Dương Lệ đi tới bên cạnh Trần Triệu Dương nói. Vẫn chưa, Trần Triệu Dương cười khẽ rồi nói, tôi phải đập nó thành sắt vụn mới thôi, để xem nó còn đậu xe bừa bãi được nữa không. Dương Lệ thấy vậy, cô cũng không nói nữa mà chỉ biết lắc đầu, cô cảm thấy Trần Triệu Dương đúng là tên điên mà. Nhưng lúc này, với đám Hồ Đại Quân, Trần Triệu Dương đã trở thành thần tượng rồi, anh ta đang làm chuyện mà bọn họ luôn muốn làm nhưng lại không dám. Anh Dương, còn đống rác này thì sao? Có người chỉ vào mấy vệ sĩ đã bị hạ gục, hỏi. Dọn sạch toàn bộ cho tôi, Trần Triệu Dương cười nói, các cậu muốn xử lý thế nào thì làm thế đó, có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm hết. Đám Hồ Đại Quân nghe được mấy câu này của Trần Triệu Dương, họ quay sang nhìn chằm chằm đám vệ sĩ của Tất Văn Bách. Vẻ mặt bây giờ giống như sói đói. Đập xe thì bọn họ không dám, còn đánh người thì chả sợ đâu. Hơn nữa, Trần Triệu Dương đã nói, anh ta sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ, họ càng chẳng cần lo sợ gì cả. Hôm nay bọn họ cảm thấy, có thể tính sổ thù mới hận cũ một lần luôn rồi. Nghĩ xong, bọn họ liền rút côn nhựa ra nhào tới. Phòng làm việc của Nam Cung Yến vang lên tiếng gõ cửa. Mời vào. Nam Cung Yến bận rộn đến mức chẳng ngẩng đầu lên được, cứ thế nói. Nam Cung Yến vừa dứt lời, thư ký của cô đã nhanh chóng bước vào. Tổng Giám đốc Nam Cung, có chuyện này cần phải báo cáo cho chị biết. Giọng nói của người thư ký có chút gấp gáp. Chuyện gì? Nam Cung Yến ngừng công việc lại, ngẩng đầu hỏi. Chuyện liên quan đến cậu chủ Tất Văn Bách, người thư ký đáp. Nghe thấy cái tên này, Nam Cung Yến bắt đầu nhíu mày, Tất Văn Bách lại tới rồi. Đúng vậy. Chẳng phải tôi đã nói với cô rằng chuyện này không cần phải báo cáo với tôi sao, Nam Cung Yến tỏ ra khó chịu nói. Cô cảm thấy vô cùng chán ghét cái tên Tất Văn Bách này. Nếu không phải vì công ty của cô có mối quan hệ làm ăn với công ty nhà hắn, Nam Cung Yến có khi còn báo cảnh sát vì hành vi của hắn. Lần này khác, có người ra tay với Tất Văn Bách, đập nát xe hơi của cậu ấy, còn đánh cả đám người của Tất Văn Bách nữa, thư ký đáp. Cái gì? Nghe thấy vậy, Nam Cung Yến đứng bật dậy nói, là ai làm? Dám gây ra chuyện như vậy? Mặc dù Nam Cung Yến luôn muốn làm thế nhưng cô không dám, dù sao cô cũng sợ sẽ ảnh hưởng đến chuyện làm ăn giữa hai nhà. Bây giờ, có người gây ra chuyện như vậy, mặc dù khiến người khác nghe vào rất vui nhưng Nam Cung Yến vẫn có chút lo lắng. Là cậu bảo vệ mới,
mấy ngày trước có đến gặp mặt chị, thư ký đáp. Cô nói Trần Triệu Dương. Thư ký gật đầu. Tổng giám đốc Nam Cung, chị nói xem có nên lập tức báo cảnh sát để họ xử lý người này không, tôi sợ sẽ gây ra ảnh hưởng vô cùng lớn. Thư ký cũng chẳng ngờ được, một tay bảo vệ mới đến dám làm ra chuyện như vậy, chuyện lần này sẽ để lại hậu quả vô cùng xấu. Không cần. Trên mặt Nam Cung Yến lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, cô xuống dưới xem sao, chưa biết chừng đây là một chuyện tốt. Chuyện tốt? Người thư ký không hiểu gì. Nam Cung Yến gật đầu cười, chuyện tốt. Theo Nam Cung Yến thấy, Trần Triệu Dương ra tay với Tất Văn Bách sẽ khiến Tất Văn Bách nhận được một bài học, sau này không dám làm ra mấy chuyện kia nữa. Đối với Nam Cung Yến, điều quan trọng là Trần Triệu Dương gây ra hậu quả lớn như vậy, cô có thể đuổi anh ra khỏi công ty. Nghĩ đến chuyện không phải nhìn thấy mặt ai kia khi ở công ty, trong lòng Nam Cung Yến bỗng trở nên vui vẻ. Người thư ký nhìn thấy nụ cười ấy của Nam Cung Yến thì không dám tin vào mắt mình. Cô ta chưa bao giờ trông thấy người phụ nữ lạnh lùng này vui đến thế. Nam Cung Yến và thư ký nhanh chóng đi xuống dưới. Khi đến sảnh ở tầng trệt, Nam Cung Yến nhìn thấy nhân viên công ty đang vây kín lại hóng chuyện. Lúc này, nhiều đồng nghiệp nữ đang xôn xao bàn tán. Cậu bảo vệ kia đẹp trai phết. Đúng đấy, đúng là thần tượng của tôi gai mắt tên họ Tất kia lâu rồi. Đúng là hả lòng hả dạ, không biết cậu trai kia có bạn gái chưa nhỉ, tôi muốn tán cậu ta. Tôi cũng muốn tán cậu ta. Nhiều đồng nghiệp nữ trong công ty nhìn thấy phong độ của Trần Triệu Dương, ai nấy đều nói chuyện như lên cơn mê trai vậy. Thật ra chuyện này cũng chẳng có cách nào khác, Tất Văn Bách thường xuyên chặn cửa, không cho nhân viên công ty ra vào. Mọi người đã ngứa mắt hắn lâu lắm rồi, có điều tất cả chỉ dám ôm giận trong lòng chứ không nói ra. Hôm nay, Trần Triệu Dương ra tay, có thể nói là khiến bọn họ hả lòng hả dạ, đúng là điều mà ai cũng mong muốn. Nghe thấy lời bàn tán của nhân viên nữ trong công ty, sắc mặt Nam Cung Yến đanh lại. Cô cảm thấy mấy người này đúng là không có mắt nhìn người, loại đàn ông như vậy mà cũng để ý tới. Khụ! Nam Cung Yến hắng giọng. Tổng Giám đốc Nam Cung. Đám đông đằng trước quay đầu nhìn sau đó cùng lên tiếng. Tránh đường. Nam Cung Yến đanh giọng nói. Mấy nhân viên nữ bảo nhau nhường lối đi. Loại đàn ông này không phù hợp với các cô. Nam Cung Yến đi được vài bước thì dừng lại, nói với mấy nhân viên nữ. Hử. Mấy nhân viên nữ tỏ ra ngơ ngác. Bọn họ không hiểu câu nói của Nam Cung Yến có ý gì, có chút mông lung khiến người khác xoắn não. Lẽ nào Tổng Giám đốc Nam Cung cũng để ý cậu ta nên mới nói không thích hợp với bọn mình? Chắc là thế. Mấy nữ nhân viên lại thầm thì với nhau. Nam Cung Yến thính tai nghe được, suýt chút nữa thì vấp ngã. Cô thấy, cho dù mắt có mù đi nữa, cô cũng không bao giờ để ý tới loại đàn ông như Trần Triệu Dương. Ra khỏi công ty, nhìn thấy tình hình bên ngoài xong, cô lập tức ngẩn người. Chiếc xe hơi của Tất Văn Bách bị đập cho tả tơi. Vệ sĩ của Tất Văn Bách cũng bị tẩn cho lăn lê bò toài. Tất Văn Bách thì mặt đỏ bừng bừng đang tức giận mắng chửi. Còn Trần Triệu Dương đứng một bên thoải mái hút thuốc, giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Trông thấy cảnh tượng này, thật lòng mà nói thì trong lòng Nam Cung Yến vô cùng hả hê. Thật sự quá hả hê. Loại người thường ngày kiêu căng ngạo mạn như Tất Văn Bách, phải có người dạy dỗ hắn mới được. Đương nhiên Nam Cung Yến không thể hiện ra ngoài, vừa mới xuất hiện. Cô đã chỉ vào mặt Trần Triệu Dương, đanh giọng nói, quá đáng, ai cho anh làm như vậy? Tiểu Yến, em đến thật đúng lúc. Tất Văn Bách nhìn thấy Nam Cung Yến xuất hiện thì vội vã chạy đến trước mặt cô, tức giận nói, em xem bảo vệ công ty em, không coi ai ra gì cả. Không những hắn phá hoại xe của anh mà còn đánh thương người của anh nữa. Em nói xem chuyện này nên giải quyết như thế nào? Tiểu Yến, có phải em nên cho anh một lời giải thích rõ ràng không? Khi Tất Văn Bách nói chuyện, Trần Triệu Dương cũng đi về phía này. Chính là hắn cầm đầu. Tất Văn Bách nghiến răng chỉ vào Trần Triệu Dương. Là anh làm. Nam Cung Yến nhìn chằm chằm Trần Triệu Dương rồi hỏi. Ừ. Trần Triệu Dương gật đầu cười. Tổng Giám đốc Nam Cung, thật ra chuyện này tôi cũng có phần, Dương Lệ chủ động đứng ra. Dương Lệ đột nhiên đứng ra khiến Trần Triệu Dương có chút bất ngờ. Cũng không rõ vì sao. Dương Lệ muốn Trần Triệu Dương bị đuổi việc nhưng lúc này cô ấy lại không nỡ. Đương nhiên Dương Lệ dùng cái cớ mình là đội trưởng để an ủi bản thân. Tổng Giám đốc Nam Cung, tôi cũng có phần. Hồ Đại Quân cũng đứng ra, nếu phạt thì phạt cả tôi nữa. Tôi cũng ra tay. Tôi cũng tham gia. Lúc này,
mấy người bảo vệ đứng quanh Trần Triệu Dương đều lần lượt đứng ra. Nam Cung Yến hơi bất ngờ khi nhìn thấy tất cả người của đội bảo vệ đều đứng ra nhận tội thay Trần Triệu Dương. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, ai kia lại được lòng người như vậy. Đến cả Dương Lệ không ưa gì anh cũng đã ra mặt. Tiểu Yến, không cần nói nhiều, cứ đuổi việc hết, sau đó còn phải truy cứu trách nhiệm của bọn họ để bọn họ đền tiền nữa, đền đến khi cái quần xà lỏn cũng không còn mới thôi. Tất Văn Bách bực mình nói, dám đập xe của ông đây, còn đánh cả người của ông nữa, ông đây tuyệt đối không để đám chó má chúng mày sống tử tế. Mẹ kiếp, một đám chó canh cửa lại dám ngang ngược như vậy. Anh nói ai là chó? Trần Triệu Dương trầm giọng hỏi Tất Văn Bách. Ông đây mắng mày là chó, đám chúng mày đều là chó. Một đám bảo vệ canh cửa không là chó thì là gì? Tất Văn Bách kích động mắng chửi. Nghe thấy vậy, đám người Hồ Đại Quân bắt đầu trở nên tức giận. Bọn họ là bảo vệ nhưng cũng không đến mức bị người khác sỉ nhục thành một con chó. Mặc dù bọn họ vô cùng tức giận nhưng không ai dám động đến Tất Văn Bách, dù sao hắn cũng là người có máu mặt. Bốp! Ngay lúc Tất Văn Bách chỉ vào mặt đám người Trần Triệu Dương mắng chửi, Trần Triệu Dương đi thẳng tới, giáng một bạt tai xuống mặt hắn. Anh Võ, có tin tốt đây. Lúc này, có một người vệ sĩ hớt hải chạy vào phòng làm việc của Đường Võ. Có tin gì tốt? Đường Võ đứng dậy hỏi. Anh có biết tên bảo vệ quèn đánh anh bị thương đã làm ra chuyện gì không? Làm gì? Hắn đập nát xe Tất Văn Bách, còn tẩn Tất Văn Bách một trận nữa. Thật sao? Đường Võ nở một nụ cười. Thật, hay lắm, ha ha. Hắn làm vậy, chắc chắn sau này không thể ở lại công ty được nữa. Nếu thế, tao lại có thể tiếp cận Dương Lệ rồi. Đường Võ cười đầy sung sướng, bọn họ còn ở dưới đó không? Vẫn còn, lúc đi lên đây, em nhìn thấy hắn tát Tất Văn Bách một bạt tai, vậy nên em mới cố ý chạy lên, báo cho anh biết để xuống xem trò hay. Chúng ta đi ngay thôi. Đường Võ nhanh chóng chạy ra ngoài. Hắn muốn đợi xem cảnh tượng Trần Triệu Dương bị đuổi việc. Trần Triệu Dương vừa mới giáng một cái bạt tai xuống. Âm thanh lanh lảnh của cái tát vang lên. Nghe thấy âm thanh bạt tai, tất cả mọi người đều sửng sốt. Ai nấy đều kinh ngạc nhìn Trần Triệu Dương. Đến cả Nam Cung Yến cũng bàng hoàng. Bọn họ không dám tưởng tượng, một tên bảo vệ quèn lại dám vả mặt Tất Văn Bách. Cái này thật đúng là quá dũng cảm rồi. Mẹ kiếp, mày dám đánh vào mặt tao, con chó canh cửa này. Tất Văn Bách lại tức giận mắng chửi. Bốp, bốp. Chỉ là Tất Văn Bách chưa mắng hết câu, hắn lại ăn thêm hai cái tát nữa. Bọn tao là bảo vệ nhưng cũng có tôn nghiêm của mình. Mày còn mắng bọn tao là chó một câu nữa xem, có tin ông đây đánh cho nát cái bản mặt mày không? Trần Triệu Dương hùng hổ nói. Nghe thấy câu nói này của Trần Triệu Dương, đám người Hồ Đại Quân đều cảm thấy vô cùng sảng khoái. Quả thực, đối với bọn họ, cho dù chỉ làm chân bảo vệ quèn, một nghề không đáng để mắt tới nhưng vẫn có tôn nghiêm của mình, không thể bị người khác tùy tiện gọi là chó được. Mấy cái bạt tai của Trần Triệu Dương đã nói lên tiếng lòng của bọn họ. Nói thật lòng, đám người Hồ Đại Quân vô cùng sùng bái Trần Triệu Dương. Dương Lệ nhìn Trần Triệu Dương, cô ấy không khỏi thầm khâm phục. Thời khắc này, Trần Triệu Dương đúng là một người đàn ông đích thực. Nhìn thấy vẻ mặt của Trần Triệu Dương, Tất Văn Bách không dám mắng thêm câu nào nữa. Vừa mới đến thì chứng kiến ngay cảnh tượng này, Đường Võ hận không thể bật cười lớn tiếng. Hắn cảm thấy lần này Trần Triệu Dương gặp rắc rối to rồi. Tiểu Yến, em xem nhân viên công ty của mình đi. Hắn lại dám đánh anh. Tất Văn Bách ôm mặt oán giận nói với Nam Cung Yến. Sau đó hắn lại nhìn chằm chằm Trần Triệu Dương, mắng, món nợ ngày hôm nay ông đây ghim rồi, sẽ có ngày tao bắt mày phải trả. Tao sẽ khiến mày phải hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Ha ha! Đối mặt với lời uy hiếp của Tất Văn Bách, Trần Triệu Dương chỉ cười nhạt. Tổng Giám đốc Nam Cung, chuyện này mình tôi làm, mình tôi chịu. Nếu cô muốn phạt thì phạt mình tôi là được rồi. Lúc này, Trần Triệu Dương nhìn Nam Cung Yến và nói. Nam Cung Yến tỉnh táo lại, cô nghiến răng nói, Trần Triệu Dương, anh cho rằng mình làm như vậy là rất dũng cảm đúng không? Anh bị đuổi việc rồi. Không chỉ vậy, phía công ty sẽ còn truy cứu trách nhiệm của anh. Sau đó, Nam Cung Yến quay lại nói với Tất Văn Bách, cậu chủ Tất, anh yên tâm, tôi sẽ đền xe cho anh, hơn nữa tôi sẽ chịu toàn bộ tiền viện phí và tiền thuốc trị thương cho anh. Cái anh cần không phải tiền, Tất Văn Bách nghiến răng nói, chuyện anh bị người ta vả mặt thì phải tính thế nào. Đây là ân oán cá nhân giữa anh và anh ta,
không liên quan gì tới tôi, Nam Cung Yến đáp. Tất Văn Bách nhìn sang Trần Triệu Dương đang đứng cười nhạt. Thấy vậy, suýt chút nữa là hắn hộc máu mồm, bây giờ hắn không dám động đến Trần Triệu Dương nữa. Hơn nữa, Nam Cung Yến cũng tỏ vẻ rằng Trần Triệu Dương bị đuổi việc rồi, chuyện này không liên quan gì tới công ty bọn họ nữa. Ở đây náo nhiệt thế, xảy ra chuyện gì sao? Ngay lúc này, có giọng nói hào sảng vang lên từ phía ngoài đám đông. Nghe thấy giọng nói này, ai nấy đều lập tức nhường đường, Chủ tịch Nam Cung. Chào Chủ tịch. Trần Triệu Dương ngẩng đầu nhìn, người đi tới là bố của Nam Cung Yến, Nam Cung Minh Đức, cũng chính là Chủ tịch Tập đoàn Khuynh Quốc Khuynh Thành, và là bố vợ của anh. Lần này có trò hay xem rồi. Đường Võ cười khinh khỉnh, Chủ tịch Nam Cung biết được hắn tát Tất Văn Bách, chắc chắn sẽ vặn cổ hắn. Nam Cung Yến nhìn thấy bố mình đi tới, cô cũng mừng thầm trong lòng. Để bố cô biết được mọi việc Trần Triệu Dương làm ra, chắc chắn là anh không còn cửa kết hôn với cô nữa. Chú Nam Cung, chú đến đúng lúc lắm. Tất Văn Bách bước nhanh về phía trước, đến bên cạnh Nam Cung Minh Đức, kích động nói, chú Nam Cung, bảo vệ của công ty chú không những đập xe của cháu, đánh bị thương người của cháu, mà còn tát vào mặt cháu nữa. Chú nói xem, loại người này có nên cho hắn một bài học không? Tất Văn Bách biết, Nam Cung Minh Đức luôn tán thành chuyện hắn theo đuổi Nam Cung Yến, và lại gia đình hai bên làm ăn qua lại thường xuyên, bây giờ ông ta xuất hiện tại đây, chắc chắn là phải đứng về phía hắn và ra mặt giúp hắn rồi. Hơn nữa, Nam Cung Minh Đức là nhân vật hàng đầu tại Nam Hải, muốn giết chết Trần Triệu Dương cũng dễ như trở bàn tay. Lại có chuyện như vậy sao, sắc mặt Nam Cung Minh Đức bỗng đanh lại, là ai to gan lớn mật dám làm Văn Bách cậu bị thương? Mọi người nhìn thấy sắc mặt của Nam Cung Minh Đức thì đều nhận ra, ông ta nổi giận rồi. Nam Cung Minh Đức mà nổi giận thì Trần Triệu Dương gặp rắc rối lớn rồi. Đến cả Nam Cung Yến cũng phải nghĩ đến chuyện xem có nên đứng ra giải thích chút không. Chú Nam Cung, chính là hắn. Tất Văn Bách chỉ về phía Trần Triệu Dương đang đứng cách đó cả mấy hàng người. Chú Nam Cung, cho dù như thế nào, chú cũng phải giúp cháu trả thù. Cháu bị đánh ở địa bàn của chú đó. Nhìn theo ngón tay của Tất Văn Bách, Nam Cung Minh Đức trông thấy Trần Triệu Dương. Ông ta ngây người một lúc, sau đó Nam Cung Minh Đức hỏi, người cậu nói là cậu ta. Đúng thế, không sai. Tất Văn Bách nói chắc nịch, chú Nam Cung, bây giờ chú gọi người trong công ty xử lý đi, phải giúp cháu dạy dỗ hắn. Cháu thấy hắn đúng là thiếu đòn mà. Hừ, chỉ có điều, Tất Văn Bách vừa dứt lời, Nam Cung Minh Đức hừ một tiếng lạnh tanh, tôi thấy người thiếu đòn là cậu thì đúng hơn. Hả? Đột nhiên Nam Cung Minh Đức lại xây sầm mặt mày, đanh giọng trách mắng, Tất Văn Bách tỏ ra không hiểu chuyện gì. Chú Nam Cung, cháu không rõ, chú nói vậy là có ý gì? Cháu bị người ta tát cơ mà, Tất Văn Bách hỏi. Cậu bị người ta tát là đáng đời. Nam Cung Minh Đức trầm giọng nói, Tất Văn Bách, cậu đừng nghĩ là tôi không biết những chuyện mà cậu đã làm tại công ty tôi. Tôi đã chướng mắt cậu từ lâu rồi. Tôi nói cho cậu biết, cậu ấy đánh cậu là do cậu đáng đời. Sổ dọc. Hả? Nam Cung Minh Đức vừa mới đứng về phía Tất Văn Bách, bỗng nhiên thay đổi thái độ, điều này khiến rất nhiều người không kịp phản ứng. Bọn họ đều đứng chôn chân tại chỗ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến cả Tất Văn Bách cũng tỏ ra không dám tin vào chuyện này. Khi mọi người vẫn còn đần mặt không hiểu gì, Nam Cung Minh Đức đã đi đến chỗ Trần Triệu Dương. Lúc đến bên cạnh anh, ông ta vỗ vỗ vai Trần Triệu Dương, tỏ ra khen ngợi, cậu tên là gì? Chuyện này cậu làm rất tốt. Nhìn thấy Nam Cung Minh Đức khen ngợi Trần Triệu Dương, tất cả mọi người có mặt tại đó đều đứng hình. Tôi không nhìn lầm chứ? Chủ tịch hội đồng quản trị lại khen anh ta. Cậu không nhìn lầm đâu, đây là sự thật. Cái con mẹ nó, tôi còn nghĩ là mình đang mơ. Các nhân viên trong công ty nhìn thấy một màn này, đều lộ ra vẻ mặt không thể nào tin được. Rõ ràng là một giây trước Nam Cung Minh Đức còn đang rất tức giận, nhưng sau khi nhìn thấy Trần Triệu Dương liền lập tức thay đổi thành bộ dạng ân cần niềm nở. Hành động này của Nam Cung Minh Đức khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Có người nhìn thấy khung cảnh này liền hiểu ra một chuyện, có thể khiến cho Nam Cung Minh Đức thay đổi sắc mặt thế này thì Trần Triệu Dương chắc chắn phải là một người có bối cảnh. Nhất là Hồ Đại Quân, anh ta từng nghe Trần Triệu Dương nói là mình có bối cảnh, hơn nữa còn là bối cảnh rất lớn. Lúc đó Hồ Đại Quân không tin, nhưng bây giờ xem ra, không tin không được. Trần Triệu Dương không những có bối cảnh mà bối cảnh của anh ta chính là ông bố vợ ở ngay trước mắt này.
Trần Triệu Dương nhìn bộ dạng giả vờ không quen biết anh của Nam Cung Minh Đức thì cũng thẳng lưng, nghiêm túc trả lời, báo cáo Chủ tịch Hội đồng Quản trị, tôi tên là Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương, đúng không? Tên nhóc, không tồi đâu, có tiền đồ đấy. Chuyện này, cậu làm rất tốt, Nam Cung Minh Đức đập vai anh, cười, Trần Triệu Dương, tôi thực sự đánh giá cậu rất cao, tập đoàn chúng ta còn thiếu một vị trí một phó giám đốc, cậu có hứng thú không? À, nghe được lời nói của Nam Cung Minh Đức, tất cả mọi người ở đó đều tròn hết cả mắt lên. Nam Cung Minh Đức định thăng cấp cho tên bảo vệ quèn này lên thẳng chức vụ phó giám đốc sao? Vậy thì cũng quá mức quá rồi. Chú Nam Cung, chú có ý gì? Anh ta đánh cháu mà chú lại còn thăng chức cho anh ta. Tất Văn Bách hỏi một cách kích động, nếu chú thật sự làm như thế, cháu nghĩ là gia đình hai chúng ta cũng không cần phải hợp tác tiếp đâu. Nếu chỉ vì chuyện Trần Triệu Dương tự tay tát hắn này mà được thăng chức, thì điều này chính là một nỗi sỉ nhục với hắn. Tất Văn Bách tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra, vì thế liền dùng đến tuyệt chiêu của mình. Tất Văn Bách, cậu đang uy hiếp tôi sao? Nam Cung Minh Đức nói một cách lạnh lùng, không hợp tác thì không hợp tác, chẳng có gì là to tát cả. Tất Văn Bách cho rằng chỉ cần hắn sử dụng tuyệt chiêu này, Nam Cung Minh Đức tất sẽ chịu thua, nhưng hắn ta không ngờ đến ông ta lại là một người cứng rắn như vậy. Lúc này, hắn thực sự là không biết xử lý thế nào. Bố đừng kích động. Nam Cung Yến đứng một bên khuyên nhủ. Nam Cung Yến cảm giác mọi chuyện đang đi không đúng hướng, trước đây tất cả những chuyện liên quan đến Trần Triệu Dương đều do một tay ông nội cô sắp xếp hết cả, mà Nam Cung Minh Đức luôn phản đối, lúc nãy Nam Cung Yến còn định nhân cơ hội này mà đá Trần Triệu Dương đi luôn. Bây giờ xem ra, mọi việc đều không giống như tưởng tượng của cô. Nam Cung Yến bắt đầu cảm thấy không thể nắm chắc được mọi chuyện nữa rồi. Bố không kích động, Nam Cung Minh Đức cây ngay không sợ chết đứng, nhân viên tập đoàn chúng ta làm đúng, sao chúng ta lại không bảo vệ cậu ta, Trần Triệu Dương, cậu thấy sao? Cậu có hứng thú với chức vụ phó tổng giám đốc này không? Nam Cung Yến nghe thấy bố mình nói như vậy, thì thực sự chịu thua rồi. Cô đưa mắt liếc nhìn người kia, nghĩ xem không biết người kia đã mua chuộc bố cô từ lúc nào rồi. Báo cáo Chủ tịch Hội đồng Quản trị, tôi không có hứng thú, Trần Triệu Dương trả lời. Tại sao chứ, cậu chê chức vụ này còn chưa đủ cao sao? Chuyện chức vụ này, chúng ta có thể thương lượng được, Nam Cung Minh Đức nói với Trần Triệu Dương. Oh shit! Không ít người nghe được lời nói này của Nam Cung Minh Đức đều chửi thề trong lòng, đúng là so sánh khập khiễng giữa người với người chỉ khiến mình thêm bực. Nếu sớm biết là đứng ra đập vỡ xe của Tất Văn Bách sẽ nhận được đãi ngộ này, thì họ đã sớm làm rồi. Báo cáo Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ước mơ của tôi là được trở thành một người bảo vệ vĩ đại, Trần Triệu Dương trả lời. Nghe được câu trả lời của Trần Triệu Dương, không ít người muốn trực tiếp đi lên mắng thẳng vào mặt anh có phải là bị ngu hay không? Chức vụ phó tổng giám đốc này, làm sao vị trí một bảo vệ quèn có thể so được? Hơn nữa, anh còn có ước mơ chó má gì thế? Muốn làm bảo vệ cả đời sao? Tại sao, Nam Cung Minh Đức cũng không thể nào hiểu được? Bởi vì làm một người bảo vệ thì có thể bảo vệ cho tài sản và nhân viên của tập đoàn, tôi làm bảo vệ chính là để phục vụ cho tập đoàn, Trần Triệu Dương nói một cách quang minh chính đại. Hơn nữa, chuyện xảy ra ngày hôm nay, không chỉ là công của mình tôi mà còn là công lao của tất cả các bảo vệ ở đây. Tốt, nói hay lắm, tập đoàn chúng ta cần người biết hy sinh như vậy, Nam Cung Minh Đức gật đầu một cách hài lòng, tất cả các bảo vệ ở đây đều được khen thưởng một tháng lương. Nghe đến đây, Hồ Đại Quân cảm thấy... Anh Dương đúng thật là một người có nghĩa khí, lúc này rồi mà vẫn nhớ đến họ. Cảm ơn Chủ tịch. Đám Hồ Đại Quân liên tiếp nói. Trần Triệu Dương, cậu vẫn muốn làm công việc bảo vệ này của mình sao? Nam Cung Minh Đức hỏi. Đúng thế, Trần Triệu Dương vẫn nói một cách khẳng khái như thế, tôi phải vì tập đoàn mà phục vụ, vì nhân dân mà phục vụ. Tốt lắm, Nam Cung Minh Đức đập lên vai Trần Triệu Dương, vậy tôi cũng không ép cậu, người trẻ tuổi mà có cách nghĩ như thế là rất tốt. Thật sự rất tốt. Các cậu phải học tập cậu ấy, rõ cả chưa? Rõ rồi, đám Hồ Đại Quân đồng thanh đáp. Nam Cung Minh Đức đúng là khen Trần Triệu Dương không dứt lời. Nam Cung Yến nghe được lời này, khuôn mặt không khống chế được co rút cả lại. Cô biết người kia muốn làm bảo vệ chứ không phải là vì ước mơ quỷ quái gì cả. Theo cách nói của anh ta lúc ấy, anh ta làm bảo vệ thì có thể ngày ngày đứng trước cổng công ty, nhìn mỹ nữ ra ra vào vào. Bây giờ anh ta lại nói ra một cách cao cả như thế, Nam Cung Yến thực sự khinh thường. Sau khi Nam Cung Minh Đức khen Trần Triệu Dương xong liền chỉ vào Tất Văn Bách, Tất Văn Bách, tôi khuyên cậu,
nếu cậu dám xuống tay với người trong tập đoàn tôi. Muốn làm tổn thương nhân viên công ty tôi thì đừng trách tôi không khách khí, bây giờ thì đưa người của cậu cút ngay lập tức. Nam Cung Minh Đức, ông nói như thế thì đã nghĩ tới hậu quả chưa? Cút, Nam Cung Minh Đức cắn răng, nếu không cút thì có tin rằng tôi sẽ bảo Trần Triệu Dương dạy dỗ cậu ngay tại đây không? Tất Văn Bách không ngờ ông lại cứng rắn như vậy, hắn cắn chặt răng, nhìn Trần Triệu Dương với một con mắt oán giận rồi tức giận đùng đùng dẫn người rời đi. Đợi sau khi Tất Văn Bách rời khỏi, Nam Cung Minh Đức mới nói với tất cả những người ở đây, giải tán cả đi, ai làm gì thì về làm việc đó. Trần Triệu Dương, nếu cậu có hứng thú muốn làm phó tổng giám đốc thì nói với tôi sẽ trực tiếp thăng chức cho cậu, Nam Cung Minh Đức lúc này lại quay sang nói với Trần Triệu Dương. Nói xong ông liền đi về phía thang máy. Nam Cung Yến liếc Trần Triệu Dương một cái rồi nhanh chóng đi theo bố mình. Chuyện của Nam Cung Yến này là chuyện không thể nào khinh thường được, anh vẫn là phải đi khuyên cô ấy mấy câu. Sau khi Nam Cung Minh Đức và Nam Cung Yến rời đi, mọi người cũng lần lượt giải tán hết. Khi mọi người giải tán đều quay sang nhìn Trần Triệu Dương một cái. Tất cả mọi người đều không ngờ đến, kết quả của chuyện vừa rồi lại là như vậy. Ngay lúc này, một vài nhân viên nữ của công ty trước khi rời đi còn chạy lại viết cho Trần Triệu Dương số điện thoại và số WeChat lên một mảnh giấy rồi đưa cho anh, có người còn hôn lên mặt giấy để lại vết son rõ ràng, sau khi họ đưa cho Trần Triệu Dương còn không quên phòng ánh mắt đưa tình về phía anh. Trong cái nhìn của không ít các nhân viên nữ thì họ đều cảm thấy Trần Triệu Dương quá sức đẹp trai, hơn nữa điều quan trọng là Trần Triệu Dương là một người có tiền đồ vô hạn. Khi Đường Võ rời đi còn lẩm bẩm, xong rồi, sau này không thể nào theo đuổi Dương Lệ được nữa, mình và cô ấy không có duyên phận rồi. Những người đứng bên cạnh Đường Võ đều gật đầu đồng ý. Anh Dương, tại sao Chủ tịch Nam Cung muốn thăng chức cho anh lên Phó Tổng Giám Đốc anh lại không làm chứ? Đúng thế. Cơ hội tốt như thế mà anh lại từ chối, đúng là lãng phí của trời. Giải quyết xong chuyện của Tất Văn Bách rồi, mọi người đều quay lại phòng bảo vệ, lúc này đám người Hồ Đại Quân đều vây quanh Trần Triệu Dương hỏi liên thanh. Trần Triệu Dương ngồi giữa thì chỉ cười và nói, lẽ nào các người không nhìn ra đây là một cái bẫy sao? Không. Bẫy, anh nói là chủ tịch muốn dùng chiêu mật ngọt chết ruồi với anh sao? No, Trần Triệu Dương lắc lắc ngón tay, nói. Xem ra các người thực sự không hiểu. Anh Dương, giải thích đi. Đám người Hồ Đại Quân chăm chú nhìn anh. Các người nghĩ mà xem, bây giờ chủ tịch thăng chức cho tôi lên phó tổng, nhất định là muốn gả con gái ông ấy cho tôi và giao lại cả tập đoàn cho tôi quản lý. Chỉ cần con gái ông ấy gả cho tôi rồi, thì cuộc đời này của tôi liền mất đi mục đích phấn đấu. Một người không có mục đích phấn đấu thì có khác gì con cá muối không? Cho nên cái bẫy này là một cái bẫy lớn, Trần Triệu Dương nói một cách quang minh chính đại. Tôi chỉ là một thanh niên có ước mơ, không thể lọt bẫy như vậy được. Đám người Hồ Đại Quân nghe thấy Trần Triệu Dương nói như thế, đều thầm khinh thường anh. Anh Dương, anh nói là chủ tịch sẽ gả tổng giám đốc Nam Cung cho anh sao? Anh thật đúng là không biết xấu hổ. Đúng là không biết xấu hổ. Đám người Hồ Đại Quân mắng to. Ha ha, Trần Triệu Dương cười một cách vô lại, các người không tin thì thôi. Trần Triệu Dương. Tại sao một cơ hội tốt như chức vụ phó tổng giám đốc này cậu lại không làm chứ? Dương Lệ đang đứng bên cạnh cũng hỏi lại một cách khó hiểu. Cô biết Trần Triệu Dương được nhận vào là nhờ quan hệ, nhưng cô thấy, nếu mà chỗ dựa của Trần Triệu Dương lớn thì anh cũng không đến mức phải làm một tên bảo vệ quen. Bây giờ có một cơ hội tốt như vậy rồi mà anh lại không biết tận dụng. Đội trưởng Dương, cô muốn nghe tôi nói sự thật không? Trần Triệu Dương nhìn chằm chằm Dương Lệ, cười. Tất nhiên. Tôi không nỡ xa cô, Trần Triệu Dương cười. Ồ, hóa ra là như thế. Đúng là tình yêu đích thực. Đội trưởng Dương, gặp được người con trai như vậy thì cô phải cưới ngay thôi. Anh Dương, miệng thì nói không cần nhưng thân thể lại rất thành thật đó. Đám bảo vệ đứng bên cạnh ồn ào. Dương Lệ cảm thấy nóng hết cả mặt, cô nói thầm, các người đừng nói linh tinh. Lúc này Dương Lệ không dám nhìn thẳng vào mắt người nào đó nữa rồi. Đội trưởng Dương, thực ra vừa rồi tôi ra tay với Tất Văn Bách đều là vì cô, Trần Triệu Dương nói một cách thâm tình, Tất Văn Bách mắng tôi có thể nhịn được. Nhưng mà hắn lại dám mắng đội trưởng Dương thì tôi không thể nào nhịn được. Vì thế chuyện hôm nay, công lao lớn nhất tôi nghĩ nên thuộc về cô. Dương Lệ nghe được lời nói của Trần Triệu Dương liền cảm thấy trái tim như bị ai chạm vào một cái, đột nhiên đập một cách nhanh chóng.
tuy rằng cô biết người nào đó có thể chỉ đang nói bậy nhưng vẫn không khống chế được mà cảm thấy rung động. Đúng là anh hùng tức giận vì Hồng Nhan mà. Anh Dương, chúng tôi ủng hộ anh. Đội trưởng Dương, người đàn ông như thế này xứng đáng gả. Mấy người bảo vệ lại càng ồn ào hơn. Lúc này sắc mặt Dương Lệ đều đỏ rực hết cả lên rồi. Trần Triệu Dương nhìn thấy khuôn mặt đỏ hết cả lên của cô thì cười thầm một cách đắc ý, anh chính là cố ý làm như vậy. Huống chi, khó lắm mới có cơ hội nhìn thấy Dương Lệ đỏ mặt, đúng thật là đẹp không gì sánh bằng. Đội trưởng Dương, tôi làm tất cả đều vì cô, tôi sợ là được thăng chức rồi sẽ không thể nào gặp được cô nữa. Trần Triệu Dương lại nói một cách thâm tình. Wow, hóa ra là như thế. Đội trưởng Dương, nếu mà tôi là con gái thì tôi sẽ lấy anh ấy luôn rồi. Đám bảo vệ lại càng ồn ào hơn. Nghỉ đủ rồi thì mau quay lại làm việc đi, không muốn sống nữa đúng không? Dương Lệ giơ nắm tay lên nói. Đám Hồ Đại Quân nhìn thấy, liền lập tức cầm lấy trang bị chạy ra khỏi phòng bảo vệ. Anh Dương, hai người nói chuyện vui vẻ. Nếu muốn làm chuyện gì khác thì cứ thông báo trước cho chúng tôi một tiếng, tắt đèn là được, chúng tôi nhìn thấy đèn tắt tuyệt đối không ai quay lại làm phiền. Cố lên! Đám Hồ Đại Quân ngay khi rời đi còn không quên cổ vũ Trần Triệu Dương. Cút! Dương Lệ hét lên một cách tức giận. Đám Hồ Đại Quân nghe được thì chạy càng nhanh. Đợi đến khi đám người họ rời đi, trong phòng bảo vệ chỉ còn lại mỗi hai người là Trần Triệu Dương và Dương Lệ. Trần Triệu Dương nhìn Dương Lệ cười một cách xấu xa. Cậu muốn làm gì? Dương Lệ cắn chặt răng hỏi. Muốn, Trần Triệu Dương cười một cách xấu xa, đội trưởng Dương, tối nay, màu đen. Cô còn muốn tiếp tục câu chuyện giang dở hôm trước không? Tên lưu manh này, cậu nghĩ cũng đừng nghĩ, Dương Lệ cắn răng mắng, còn có, nếu mà chuyện này bị truyền ra ngoài, tôi sẽ giết chết cậu. Ha ha, Trần Triệu Dương quệt mũi cười, đội trưởng Dương, cô muốn tôi không nói ra cũng được, nhưng cô phải trả lời tôi một câu hỏi. Câu hỏi gì? Tôi muốn hỏi một chút, thân hình cô đẹp như vậy là do thẩm mỹ hay là tự nhiên vậy? Trần Triệu Dương khoa tay múa chân hỏi. Dương Lệ nghe xong câu hỏi này của Trần Triệu Dương thì sững người lại, rồi đỏ mặt thở phì phò tiến một bước về phía trước giơ chân đá vào giữa hai chân của Trần Triệu Dương. May mà Trần Triệu Dương mắt mũi lanh lẹ, anh nhanh chóng kẹp chặt hai chân lại, kẹp luôn chân của Dương Lệ vào trong. Đội trưởng Dương, cô làm như thế là quá thất đức rồi. Trần Triệu Dương nói một cách kích động, đây là con cháu đời sau của tôi đấy. Cậu bỏ tôi ra, Dương Lệ cắn răng nói, tôi phải giết chết tên lưu manh cậu. Không bỏ. Không bỏ thì tôi sẽ cắn chết cậu. Dương Lệ lại gần Trần Triệu Dương chuẩn bị mở miệng ra cắn. Không phải chỉ là muốn cùng cô nghiên cứu về cấu tạo cơ thể người thôi sao, không cần phải kích động thế chứ. Trần Triệu Dương nhìn thấy Dương Lệ muốn cắn thật liền ôm chặt lấy cô, như thế thì cô không còn cách nào cắn được nữa. Dương Lệ bị Trần Triệu Dương ôm lấy thì giãy giụa càng kịch liệt hơn. Tên lưu manh đáng chết, thả tôi ra, tôi phải giết chết cậu. Ha ha, không thả. Phải làm sao cậu mới thả tôi? Trừ phi cô đồng ý với tôi, không tìm tôi gây chuyện nữa. Không thể nào. Dương Lệ nói. Vậy thì tôi cứ ôm như vậy thôi. Trần Triệu Dương không có ý định buông tay. Hai người đang làm gì ở đây thế? Khi cả hai người đang giằng co thì âm thanh lạnh lùng của một người phụ nữ vang lên. Trần Triệu Dương nhìn qua thì nhìn thấy thư ký của Nam Cung Yến đang mắt chữ O mồm chữ A nhìn hai người. Tư thế của hai người lúc này đúng là có chút kỳ lạ. Hai chân của Dương Lệ bị Trần Triệu Dương kẹp chặt, gần như cả nửa người trên đều bị anh ôm lấy. Dương Lệ mặt đỏ tai hồng, nhìn qua như là hai người đang ve vãn nhau vậy. Không làm phiền hai người chứ, thư ký lại nói. Dương Lệ nhìn thấy, không biết lấy sức lực từ đâu lập tức đẩy Trần Triệu Dương ra. Tôi đến tìm Trần Triệu Dương, thư ký đúng lúc này lên tiếng giải thích. Lần sau lại tìm cậu tính sổ. Dương Lệ giẫm mạnh vào chân Trần Triệu Dương một phát, mặt đỏ tía tai mà rời đi. Đúng là nhẫn tâm mà, Trần Triệu Dương bị giẫm chân thì lập tức cau mày. Thư ký Ninh, cô tìm tôi có chuyện gì? Trần Triệu Dương cười, hỏi. Anh nhớ rõ tên của cô ta, Ninh Tĩnh. Là thư ký của Nam Cung Yến. Chủ tịch có chuyện muốn tìm anh, bảo tôi đến thông báo cho anh lập tức lên đó. Ninh Tĩnh nhìn thấy bộ dạng cười đùa cợt nhả của Trần Triệu Dương thì nói một cách chán ghét. Thư ký Ninh, thật ra không cần làm phiền cô đích thân xuống như vậy, cô chỉ cần gọi điện xuống là được mà. Thư ký Ninh, phiền cô quá, hay là cô cho tôi số điện thoại đi,
có thời gian rảnh tời mời cô đi ăn, được chứ? Trần Triệu Dương đi theo sau Ninh Tĩnh nói không ngừng. Lúc này Ninh Tĩnh dừng bước, quay đầu nhìn Trần Triệu Dương. Sao vậy, không muốn đi ăn sao, vậy chúng ta có thể đi uống trà cũng được, Trần Triệu Dương cười cười. Trần Triệu Dương, đừng nghĩ chủ tịch coi trọng anh là anh có thể tùy ý ve vãn đồng nghiệp nữ. Tôi nói rõ cho anh biết, tôi không có hứng thú với anh, Ninh Tĩnh lộ ra vẻ chán ghét trên khuôn mặt. Trần Triệu Dương thấy vẻ mặt này của Ninh Tĩnh liền hiểu Ninh Tĩnh đã hiểu nhầm anh rồi, anh muốn tạo dựng mối quan hệ với Ninh Tĩnh không phải là có ý gì với cô ta, chẳng qua anh chỉ muốn thông qua những người thân cận bên cạnh Nam Cung Yến để hiểu thêm về Nam Cung Yến mà thôi, thậm chí anh còn muốn từ miệng Ninh Tĩnh nghe ngóng xem Nam Cung Yến có kẻ thù nào hay không, hoặc cô có từng đắc tội với ai hay không. Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của người đối diện, anh ngừng cười đùa, nghiêm túc nói, được rồi, xin lỗi thư ký Ninh, là tôi nhiều lời làm ảnh hưởng tới cô, sau này sẽ không như vậy nữa. Ừ. Ninh Tĩnh nhìn Trần Triệu Dương phút trước còn cười đùa, phút sau trở nên nghiêm túc, chân thành như vậy, cô ta có chút ngạc nhiên. Ninh Tĩnh đi theo Nam Cung Yến, cũng đã gặp qua không ít kiểu người thế này, những người thế này trước giờ đều là những con cáo già giỏi ẩn mình và rất thâm độc. Ngay cả Nam Cung Yến cũng có lúc khó mà làm được điều này, vậy mà giờ đây một bảo vệ quèn đang đứng trước mặt cô ta lại có thể thay đổi một cách nhanh chóng như vậy. Trong lòng Ninh Tĩnh có chút kinh ngạc, người trước mắt thật sự chỉ là một bảo vệ quèn thôi sao? Thư ký Ninh, dẫn đường đi, chủ tịch đang đợi chúng ta đó, Trần Triệu Dương nhắc nhở Ninh Tĩnh. Ninh Tĩnh giờ mới khôi phục ý thức, nhìn Trần Triệu Dương trước mắt như thể hai con người khác nhau, trong lòng cô ta vẫn không thể tin được. Rất nhanh sau đó, Ninh Tĩnh đưa Trần Triệu Dương tới văn phòng của chủ tịch. Ninh Tĩnh gõ cửa, lên tiếng, chủ tịch, Trần Triệu Dương tới rồi. Vào đi. Giọng của Nam Cung Minh Đức truyền tới. Ninh Tĩnh nghe vậy liền đẩy cửa, đưa Trần Triệu Dương vào bên trong. Lúc này, Ninh Tĩnh thấy Nam Cung Minh Đức tươi cười vỗ vai của Trần Triệu Dương, nói, Trần Triệu Dương cậu tới rồi. Nào, mau ngồi xuống đi, tôi pha trà ngon cho cậu thưởng thức. Ninh Tĩnh thấy Nam Cung Minh Đức tự mình đi tới chào hỏi Trần Triệu Dương, cô ta có phần ngạc nhiên. Dù có nói thế nào, Nam Cung Minh Đức ở Nam Hải cũng là một nhân vật có tiếng tăm, ngày thường không ít lãnh đạo tới thăm hỏi, chưa chắc ông đã nhiệt tình như vậy. Vậy mà giờ lại nhiệt tình tiếp đón một bảo vệ quèn thế này, Ninh Tĩnh quả thật kinh ngạc vô cùng. Không có chuyện gì nữa cô ra ngoài trước đi. Nam Cung Minh Đức nói với Ninh Tĩnh. Ồ, vâng. Ninh Tĩnh gật đầu. Nhìn Nam Cung Yến đang ngồi một bên rồi đáp, chủ tịch, tổng giám đốc Nam Cung, tôi ra ngoài trước. Nói rồi Ninh Tĩnh nhìn Nam Cung Minh Đức đang tươi cười kia, rời đi cùng với rất nhiều thắc mắc. Cô ta rất muốn ở lại, tại sao chủ tịch của họ lại nhiệt tình với Trần Triệu Dương như vậy? Chủ tịch, có chuyện gì thì ông cứ nói thẳng đi, không cần nhiệt tình như vậy đâu. Trần Triệu Dương thấy vẻ tươi cười kia của Nam Cung Minh Đức, cảm thấy có gì đó không ổn. Theo như Trần Triệu Dương biết, cả nhà Nam Cung chỉ có mình ông cố Nam Cung là ủng hộ anh, còn những người khác đều phản đối. Trần Triệu Dương, gọi chủ tịch nghe xa lạ quá, gọi là chú được rồi. Nam Cung Minh Đức để Trần Triệu Dương ngồi trên sofa, cười nói, chú có chuyện quan trọng muốn thương lượng với cháu. Cháu ngồi xuống, chú sẽ từ từ nói cho cháu nghe. Bố, để con nói trước đã. Lúc này, Nam Cung Yến bước tới, cô trừng mắt nhìn Trần Triệu Dương một cái rồi lạnh lùng nói. Ban nãy tôi đã liên lạc với Tất Văn Bách rồi, hắn ta nói, chỉ cần Trần Triệu Dương xin lỗi hắn thì việc làm ăn của chúng ta vẫn sẽ cứu vãn được. Trần Triệu Dương, giờ anh đi xin lỗi Tất Văn Bách đi, vì dù gì chuyện này cũng là do anh gây nên. Hừ, lấy tư cách gì mà bắt Trần Triệu Dương xin lỗi? Không đi. Bố, chuyện này liên quan tới việc làm ăn của tập đoàn chúng ta. Nếu như không đi. Không đi, cũng chỉ là mối làm ăn trị giá vài tỷ thôi mà. Bố không thèm để mắt tới. Nam Cung Minh Đức ngắt lời của Nam Cung Yến, nói, chuyện này không cần nhắc tới nữa, bố nhất quyết không đồng ý đâu, Trần Triệu Dương là con rể của nhà Nam Cung đó, để Trần Triệu Dương đi xin lỗi có khác nào làm mất mặt nhà Nam Cung hay không? Bố! Nam Cung Minh Đức nói như vậy khiến Nam Cung Yến có phần lo lắng, bọn con còn chưa kết hôn, mà con cũng không có ý định kết hôn với anh ta. Tiểu Yến, không được làm bậy. Chuyện con và Trần Triệu Dương kết hôn đã được quyết định rồi. Hôm nay bố tới là để hỏi con, bao giờ hai đứa mới đi đăng ký kết hôn, bao giờ dọn về sống chung, bao giờ sinh cho bố một đứa cháu trai đây, Nam Cung Minh Đức nói một cách nghiêm túc. À, Nam Cung Yến nghe thấy những lời bố mình nói,
gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ. Sau đó, cô nghiến răng trầm giọng nói, bố, lúc đầu bố nói là sẽ đứng về phía con, ủng hộ con mà. Trước đây là bố nói vậy, nhưng giờ bố đổi ý rồi, Nam Cung Minh Đức vỗ vai Trần Triệu Dương nói, bố thấy một thanh niên trẻ tuổi có ước mơ, có ý chí, có bản lĩnh như Trần Triệu Dương đây, con mà không mau gả cho Trần Triệu Dương thì sớm muộn sẽ bị người khác cướp mất đó, con xem đi giờ ở công ty đã có bao nhiêu đồng nghiệp nữ để mắt tới Trần Triệu Dương rồi. Trần Triệu Dương nghe những lời này của Nam Cung Minh Đức, anh khẽ nở nụ cười, thành thật mà nói Trần Triệu Dương cũng không biết hóa ra bản thân lại ưu tú như vậy. Chỉ là, thái độ của Nam Cung Minh Đức thay đổi có chút nhanh. Nam Cung Yến cũng ngây người vì sốc, nói, bố đang đùa đấy à? Anh ta thì là thanh niên ba tốt cái gì chứ, cho con cũng không thèm đâu. Nói chung bố mặc kệ, hôm nay hai đứa phải đi đăng ký kết hôn ngay, Nam Cung Minh Đức nghiêm túc vô cùng, tiếp đó nhìn Trần Triệu Dương hỏi, Trần Triệu Dương, hôm nay cháu có rảnh không? Cháu rảnh. Trần Triệu Dương cười đáp. Con không rảnh, con rất bận. Nam Cung Yến cắn răng nói. Tiểu Yến, nếu như con không có thời gian thì giờ bố cho con nghỉ phép. Từ lúc này, bố tạm thời đình chỉ mọi chức vụ trong công ty của con. Giờ con cứ yên tâm cùng Trần Triệu Dương đi đăng ký kết hôn, sống chung và sinh con nhé, Nam Cung Minh Đức đáp. Nam Cung Minh Đức vừa nói, Trần Triệu Dương bên cạnh vừa cười cười gật đầu tán thành. Anh gật đầu cái gì, lúc này Nam Cung Yến bắt đầu lo lắng rồi, cô kích động nói, bố, không phải con không nghe lời bố. Nhưng mà giữa con và Trần Triệu Dương đã có giao kèo rồi. Nam Cung Yến nhìn ra lúc này Nam Cung Minh Đức đang rất nghiêm túc, đối với một người cuồng công việc như cô thật sự không nỡ tạm dừng toàn bộ công việc tại công ty. Giao kèo thế nào? Nam Cung Minh Đức hỏi. Nam Cung Yến liền đem vụ cá cược giữa cô và Trần Triệu Dương kể cho Nam Cung Minh Đức. Kể xong Nam Cung Yến liền nói, bố, giao kèo giữa con và Trần Triệu Dương anh ta vẫn chưa làm xong. Bố xem có thể hoãn lại hai ngày không? Nam Cung Yến quyết định dùng kế hoãn binh, tạm thời kéo dài thời gian, tới lúc tìm được viện binh rồi tính tiếp. Nói đi nói lại, Hồ Lục chỉ nói miệng là sẽ đem tiền tới, nhưng không chắc chắn sẽ đem thật, mà dù có thật sự đem qua cũng chưa chắc đúng giờ, dù gì bắt ông ta một lúc gom được số tiền lớn như vậy không dễ dàng chút nào, như vậy Nam Cung Yến sẽ có lý do để từ chối Trần Triệu Dương rồi. Trần Triệu Dương, có chuyện này sao? Nam Cung Minh Đức hỏi Trần Triệu Dương. Đúng là có chuyện này. Trần Triệu Dương gật đầu đáp. Bố, chỉ cần anh ta hoàn thành được giao kèo của bọn con sẽ không do dự mà đồng ý Trần Triệu Dương. Nam Cung Tuyết vừa dứt lời thì tiếng gõ cửa vang lên. Chủ tịch, ở ngoài có một người tên là Hồ Lục chỉ muốn gặp mọi người. Giọng nói của Ninh Tĩnh truyền tới. Nam Cung Yến nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Đúng là vừa nhắc cái gì thì nó tới liền mà. Hồ Lục chỉ, ông ta đến đây để làm cái gì vậy? Nam Cung Minh Đức nghe thấy cái tên này liền ngây người, ở Nam Hải ông cũng đã từng nghe qua về con người tiếng tăm này, nhưng ông cũng không có tiếp xúc nhiều với những người như thế. Tới đưa tiền đó, Trần Triệu Dương đáp. Không thể nào tới đưa tiền được, Nam Cung Yến khẳng định. Nam Cung Yến đã kiểm tra rồi, công ty của Hồ Tuấn Kiệt sắp phá sản, Hồ Lục chỉ cũng không thể có nhiều tiền như vậy được. Lúc trước con để Trần Triệu Dương đi đòi nợ Hồ Lục chỉ sao? Nam Cung Minh Đức lộ ra vài phần kinh ngạc. Là đòi con trai của Hồ Lục chỉ, Nam Cung Yến đáp lại. Tiểu Yến, việc này con làm hơi quá đáng rồi đó, Nam Cung Minh Đức khiển trách, nếu như có chuyện gì thì sao? Con cũng không biết, Nam Cung Yến đáp lại. Trần Triệu Dương sau đó vừa nói vừa cười, chú ơi, cho người ta vào đi đã. Đưa bọn họ vào đây. Nam Cung Minh Đức nói. Nam Cung Minh Đức vừa nói xong, cửa văn phòng liền bật mở. Tiếp sau, Ninh Tĩnh đưa vài người bước vào, dẫn đầu là Hồ Lục Chỉ, theo sau ông ta chính là Hồ Tuấn Kiệt và vài tên đàn em khác, trong tay bọn họ lúc này xách theo vali. Nam Cung Yến nhìn thấy trên tay bọn họ xách theo vali, sắc mặt của cô càng nặng nề hơn. Trong lòng cô giờ đang rất rối bời, không thể như vậy được, cô thầm mong trong chiếc vali kia không phải là tiền mà là dao hoặc súng đều được. Dù sao thì cô cũng không muốn kết hôn với người nào đó. Lục gia. Nam Cung Minh Đức nhìn thấy Hồ Lục chỉ bước tới liền đứng dậy cung kính chào một câu, đối với người thế này, Nam Cung Minh Đức không tiếp đãi chậm trễ chút nào. Hồ Lục chỉ nhìn Nam Cung Minh Đức gật đầu. Lúc này ông ta bước tới trước mặt Trần Triệu Dương cười nói, cậu Trần, thứ cậu cần tôi đã đem tới rồi. Nói xong Hồ Lục chỉ về đám đàn em phía sau, mở toàn bộ vali ra.
Hồ Tuấn Kiệt và đàn em liền lập tức mở vali. Nam Cung Yến thấy vậy liền tròn mắt ngạc nhiên. Bên trong vali toàn bộ là tiền. Nam Cung Minh Đức thấy vậy cũng kinh ngạc, không ngờ Hồ Lục chỉ lại gọi Trần Triệu Dương là cậu Trần, xem ra quyết định này của ông là đúng đắn rồi. Lúc này Ninh Tĩnh cũng thầm kinh ngạc trong lòng, Hồ Lục chỉ xuất hiện ở đây mà không thèm để mắt tới Nam Cung Minh Đức, ngược lại còn thể hiện ra sự kính trọng với Trần Triệu Dương. Đây có thật chỉ là một bảo vệ quèn không? Đủ chưa vậy? Trần Triệu Dương cười nói. Đủ rồi, một đồng cũng không thiếu. Hồ Lục chỉ gật đầu rồi nói. Vậy là được rồi. Trần Triệu Dương gật đầu nói, tiền để xuống đây, mọi người có thể đi được rồi. Vậy cậu Trần, chuyện con trai tôi đắc tội với cậu, Hồ Lục chỉ hỏi một cách yếu ớt. Cậu Trần, tôi sai rồi, Hồ Tuấn Kiệt cẩn trọng nói. Xóa hết lỗi lầm, mọi người có thể đi được rồi. Trần Triệu Dương đáp. Cảm ơn cậu rất nhiều cậu Trần, Hồ Lục chỉ nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy liền nở một nụ cười cảm kích. Cậu Trần, vậy chúng tôi về trước đây. Hồ Lục chỉ nói xong liền đem theo đàn em rời đi. Hồ Lục chỉ và đám đàn em tới cũng nhanh mà đi cũng rất nhanh, bọn họ để lại 6 chiếc vali chứa tiền rồi rời đi. Nhìn thấy Hồ Lục chỉ rời đi, Nam Cung Minh Đức lại càng thêm tin tưởng quyết định của mình, ông nói, đi đăng ký kết hôn, hôm nay nhất định phải đăng ký kết hôn, hơn nữa còn phải dọn về sống chung với nhau. Tiểu Yến, nếu con không đồng ý thì bố sẽ đình chỉ toàn bộ chức vụ của con. Nam Cung Yến nhìn thấy đống vali đựng tiền của Hồ Lục chỉ, cô cũng chẳng có chút phản ứng nào. Cô hoàn toàn không ngờ tới, Hồ Lục chỉ trong một ngày lại có thể gom đủ số tiền và đem tới đây, lúc này cô không còn lý do gì để thoái thác nữa rồi. Trần Triệu Dương, ý cháu thế nào? Nam Cung Minh Đức lại hỏi Trần Triệu Dương. Vậy thì đi đăng ký thôi, Trần Triệu Dương vẫy tay, có chút bất lực nói, vốn là hôm nay cháu không định xin nghỉ phép đâu. Nhưng giờ xem ra chỉ có thể nghỉ phép để đi đăng ký kết hôn thôi. Nam Cung Yến thấy vẻ mặt của đối phương liền lạnh lùng nhìn anh một cái. Trong lòng cô thầm mắng, nếu như anh đã không muốn thì có thể nói thẳng ra mà. Quyết định vậy đi, Nam Cung Minh Đức mỉm cười, hôm nay đi đăng ký kết hôn, tối nay dọn tới sống chung, năm nay sinh con. Cứ quyết định vậy đi nhé. Nam Cung Yến lười chẳng muốn nghe nữa, cô chỉ vào Trần Triệu Dương nói, anh, đi theo tôi. Đi đâu? Đi đăng ký kết hôn. Nam Cung Yến lạnh lùng đáp. Trần Triệu Dương nhanh chóng làm theo. Nam Cung Minh Đức đứng trước cửa sổ văn phòng, nhìn Nam Cung Yến và Trần Triệu Dương lên xe rời đi, lúc này ông mới nở nụ cười mãn nguyện. Con gái à, con phải cố gắng nhiều nữa để nắm chắc được người đàn ông tốt thế này. Nam Cung Minh Đức vừa cười vừa nói. Thành thật mà nói, với chuyện hôn nhân này lúc đầu Nam Cung Minh Đức cũng không tán thành. Hơn nữa ông còn có chút coi thường Trần Triệu Dương, sau đó ông đã sai người điều tra về Trần Triệu Dương, nhưng sau khi điều tra kỹ về người này, Nam Cung Minh Đức lại phát hiện ra một chuyện không hề đơn giản chút nào. Lúc đó, ông còn nhận được một cuộc điện thoại mà chính ông cũng không dám tin, hơn nữa ông cố còn tiết lộ một chút bí mật về thân thế của Trần Triệu Dương, vậy nên ấn tượng của Nam Cung Minh Đức đối với Trần Triệu Dương cũng liền thay đổi, thậm chí ông còn cảm thấy nếu như Trần Triệu Dương không cưới con gái ông thì đúng là tổn thất lớn cho nhà Nam Cung rồi. Hơn nữa, sau khi biết thân phận của Trần Triệu Dương, Nam Cung Minh Đức cũng nở mày nở mặt, hôm nay ngay cả thương vụ vài tỷ đồng với nhà họ Tất ông cũng không thèm để mắt. Nam Cung Minh Đức biết rằng nếu con gái mình có thể cưới được Trần Triệu Dương, sau này đối với tập đoàn Nam Cung mà nói, những thương vụ vài tỷ thế này cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Con gái, cố lên! Nam Cung Minh Đức lại kêu lên, cố gắng nắm lấy người đàn ông này nhé. Nếu như Nam Cung Yến nghe thấy những lời này, chắc hẳn cô sẽ tức tới mức hộc máu. Nam Cung Yến đưa Trần Triệu Dương tới cục dân chính. Sau khi đến cục dân chính, hai người nói rõ ý định của mình. Bà cô trung niên ở cục dân chính cẩn trọng nhìn hai người. Cô gái, cô phải nghĩ cho kỹ nhé, bà ta nghiêm túc nói, người đàn ông này không xứng với cô, đừng có bốc đồng mà cưới. Tôi đã thấy rất nhiều người như cô rồi, hơi kích động một chút liền kiếm bừa một người đàn ông để kết hôn. Sau này có hối hận cũng không kịp đâu. Bà cô trung niên ở cục dân chính cảm thấy thân phận của hai người không hợp nhau chút nào, thậm chí có thể nói là khác biệt quá lớn. Trần Triệu Dương chỉ là một bảo vệ tầm thường, nhìn có vẻ ngờ nghệch. Còn Nam Cung Yến thì mặc một cây đồ hiệu, cộng thêm khí chất cao quý toát ra từ người cô. Cô gái, nếu cô thực sự muốn tìm một người đàn ông để kết hôn, con trai tôi cũng không tồi, nó cao hơn, đẹp trai hơn người này, hơn nữa chắc chắn còn giàu có hơn.
cô có muốn cân nhắc lại không? Bà cô trung niên lại tiếp tục nói. Cô à, cô có ý gì vậy? Trần Triệu Dương đứng bên cạnh cảm thấy không thoải mái chút nào liền nói. Bà cô trung niên liếc nhìn Trần Triệu Dương một cái, có chút khinh bỉ nói, ý của tôi không rõ ràng sao. Đây chính là một bông hoa tươi cắm bãi phân châu mà. Cô kia, cô lại dám nói vợ tôi là phân châu. Nhưng cho dù cô ấy là phân châu thì tôi cũng sẽ không chê bai cô ấy. Bông hoa tươi như tôi thích cắm trên phân châu là cô ấy đó, Trần Triệu Dương cười ha ha và nói. Khi nghe những lời này của Trần Triệu Dương, bà cô trung niên sững người. Bà ta đã bị sự mặt dày của anh làm cho sốc đứng rồi. Nam Cung Yến cảm thấy buồn nôn khi nghe những lời này của Trần Triệu Dương, cô lạnh lùng nói, cô ơi, đưa chúng tôi đi đăng ký kết hôn. Sau khi nghe thấy những điều này, bà cô liền thở dài một hơi. Thế giới đã thay đổi thật rồi, một người phụ nữ tốt như vậy lại yêu một nhân viên bảo vệ quen. Nhưng mà tình yêu không phải chính là như vậy sao? Cuối cùng thì Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến đã nhận được giấy đăng ký kết hôn dưới sự ngạc nhiên của tất cả mọi người ở cục dân chính. Sau khi nhận giấy kết hôn xong, Nam Cung Yến không ngồi im được nữa, cô lập tức bước nhanh ra khỏi cục dân chính. Vợ ơi! Trần Triệu Dương đi theo phía sau gọi to. Anh gọi lung tung gì thế? Nam Cung Yến quay lại nhìn anh một cách lạnh lùng. Gọi em đấy, chúng ta đã nhận giấy kết hôn rồi, anh tất nhiên phải gọi em là vợ. Trần Triệu Dương cười ha ha nói, vợ à, đừng xấu hổ, bố vợ đã nói rồi, sau khi nhận giấy kết hôn xong thì chúng ta sẽ ở với nhau, 3 năm sinh 2 đứa, 5 năm sinh 3 đứa, nhiệm vụ này có vẻ hơi khó, hay là tối nay chúng ta bắt đầu thực hiện luôn. Nam Cung Yến nhìn thấy nụ cười của Trần Triệu Dương thì nói một cách lạnh lùng, tên họ Trần, tôi nói cho anh biết, anh đừng có mà nằm mơ nữa. Nam Cung Yến nói xong liền mở cửa xe ngồi vào rồi lập tức lái đi. Cô bỏ lại một mình Trần Triệu Dương đứng đó rồi trở về công ty làm việc, cô muốn khiến cho bản thân mình bận rộn hơn để tạm quên đi hết muộn phiền. Nam Cung Yến cố ý làm việc đến thật muộn mới tan ca. Khi đi về cô cũng chọn đi cửa sau để tránh ai đó. Sau khi Nam Cung Yến rời công ty và bước xuống bãi đậu xe, thấy xung quanh không có ai nên vui vẻ ngâm nga giai điệu bài hát. Nam Cung Yến cảm thấy đây chính là một chiến thắng nho nhỏ của mình. Chỉ cần không gặp phải Trần Triệu Dương thì anh sẽ không có cách nào nhắc lại yêu cầu ở chung lúc trước. Nếu nhận giấy kết hôn với Trần Triệu Dương mà không cần ở chung nhà thì cô còn tạm chấp nhận được. Nghĩ đến việc Trần Triệu Dương muốn cùng cô sinh một đứa con mập mạp, Nam Cung Yến nói thầm, nằm mơ giữa ban ngày. Nam Cung Yến ngân nga một giai điệu bài hát ngồi vào trong xe liền cười và nói một cách đắc ý, theo cái thói quen đến muộn về sớm của anh ta, sợ là chưa đến giờ tan tầm đã tan ca rồi. Người nào đó còn muốn cùng mình sống chung, đừng có mơ mộng hão huyền. Bà xã à, em nói ai thế? Nam Cung Yến vừa nói xong, trong xe liền vang lên giọng nói của Trần Triệu Dương. À, Nam Cung Yến giật mình kêu lên một tiếng, cô bị giọng nói này dọa đến mức suýt thì nhảy dựng lên. Bà xã, đừng sợ, là anh đây. Lúc này tiếng nói của Trần Triệu Dương lại vang lên. Nam Cung Yến quay lại nhìn về phía hàng ghế sau liền thấy Trần Triệu Dương đang ngồi đó với nụ cười trên môi. Anh lên đây lúc nào thế? Nam Cung Yến hỏi một cách hoảng hốt. Anh lên xe từ sớm rồi, Trần Triệu Dương vừa cười vừa nói, anh đợi em tan ca nhưng lúc nãy có hơi mệt nên lỡ ngủ mất. Anh lên xe từ sớm rồi, Nam Cung Yến giật mình, nhưng xe của tôi khóa rồi mà. Ừ, cái này thì có khó gì sao? Trần Triệu Dương vừa cười vừa trả lời lại. Nam Cung Yến nhìn thấy nụ cười của ai đó liền cắn răng mà nói, anh cút xuống ngay lập tức cho tôi, nếu không cút xuống tôi sẽ báo cảnh sát nói anh muốn trộm xe. Bà xã à, chúng ta đã nhận giấy kết hôn rồi, em báo cảnh sát thì họ sẽ tin sao? Vậy rốt cuộc là anh muốn như thế nào? Nam Cung Yến hỏi. Anh không có chỗ ngủ, anh muốn về chỗ em ở, sống chung với em. Không được. Nam Cung Yến từ chối ngay lập tức. Vậy anh gọi điện nói với bố vợ. Trần Triệu Dương cười. Cũng không được. Nam Cung Yến lại hét lên một lần nữa. Nam Cung Yến sợ là nếu Nam Cung Minh Đức qua đây thì câu chuyện không chỉ đơn giản là sống chung nữa, khéo khi còn phải trực tiếp vào động phòng. Hả, Trần Triệu Dương nhìn Nam Cung Yến. Tôi cho anh tiền, anh đến khách sạn 5 sao ngủ, muốn ở bao lâu thì ở. Nam Cung Yến nói với Trần Triệu Dương một cách cầu xin, khách sạn 5 sao nào cũng được, anh thấy được không? Không được. Trần Triệu Dương từ chối một cách nghiêm túc. Tại sao? Anh không muốn dùng tiền của con gái, Trần Triệu Dương nghiêm túc, một đồng cũng không được.
Vậy anh muốn thế nào? Nam Cung Yến bất đắc dĩ hỏi. Ở chung, Trần Triệu Dương nở nụ cười, nếu được thì chung phòng luôn. Nam Cung Yến nhìn thấy nụ cười vô lại của ai đó thì chỉ muốn đánh người. Sau khi hít sâu mấy lần để bình ổn lại cảm xúc của mình, cô nhìn Trần Triệu Dương chằm chằm, nói, tên họ Trần, anh muốn ở chung với tôi cũng được nhưng mà phải tuân theo quy tắc cũ. Hả, Trần Triệu Dương nhìn Nam Cung Yến. Chúng ta lại cược một lần nữa, nếu mà anh thắng thì tôi đồng ý ở chung nhà với anh, nếu mà anh thua thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện này nữa. Nam Cung Yến cắn môi nói, nếu anh không đồng ý thì cút xuống xe ngay lập tức cho tôi. Em nói thật sao? Thật. Được, anh đồng ý. Trần Triệu Dương đáp ứng một cách sảng khoái. Lúc này, Nam Cung Yến lấy điện thoại ra bấm một dãy số, đến khi người bên kia nhận máy thì nói luôn, mang người của anh đến chỗ tôi ở. Báo động mức độ đỏ. Đặt điện thoại xuống, Nam Cung Yến liếc nhìn người ngồi ghế sau một cái, không nói câu nào mà trực tiếp khởi động xe đi luôn. Trần Triệu Dương đang ngồi hàng ghế sau thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể sống chung với Nam Cung Yến thì có thể ở ngay bên cạnh cô để bảo vệ, không cần phải mỗi ngày đều đứng ở bên ngoài. Xe rời khỏi công ty, rất nhanh liền đi về hướng nam của Nam Hải. Nửa tiếng sau, Nam Cung Yến lái xe vào trong một khu biệt thự. Khu biệt thự này chính là nơi mà Nam Cung Yến ở, Trần Triệu Dương đã quá quen thuộc với nơi đây cho nên không nói gì cả. Rất nhanh sau đó xe đã ngừng lại ngay trước một ngôi biệt thự độc lập. Nam Cung Yến xuống xe trước, rồi nói với Trần Triệu Dương, đi theo tôi. Em vào trước đi, anh lấy vali rồi đi theo ngay. Trần Triệu Dương đi ra sau cốp xe lấy vali của mình ra. Nam Cung Yến liếc mắt nhìn, xô nước, chiếu, cái gì cũng có, xem ra người này thực sự quyết tâm muốn sống chung với cô. Nhưng Nam Cung Yến vẫn nói một cách lạnh lùng, tuyệt đối không thể nào. Anh đừng có vọng tưởng. Nam Cung Yến không buồn để ý đến Trần Triệu Dương, cô đi vào trong trước. Cô vừa bước chân vào cửa thì ngay lập tức Đường Võ đã dẫn theo một đám vệ sĩ chào đón. Cô chủ Nam Cung. Đám người Đường Võ đồng thanh. Tất cả đều đến đủ rồi sao? Nam Cung Yến hỏi. Đủ cả rồi, Đường Võ trả lời, rồi hỏi tiếp, cô chủ Nam Cung, cô định giao nhiệm vụ gì cho chúng tôi? Đợi chút nữa sẽ có một tên lưu manh đi vào. Bất kể các người dùng cách gì, đều phải ngăn anh ta lại, biết chưa, Nam Cung Yến cắn răng nói, tuyệt đối không được để anh ta vào đây, cách duy nhất mà anh ta có thể vào được đây chính là dẫm lên xác của các người, rõ chưa? Rõ. Đám người Đường Võ trả lời. Cô chủ Nam Cung, cô yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không để cho anh ta vào được. Đường Võ trả lời một cách nghiêm túc, anh ta muốn vào được thì phải bước qua xác chúng tôi. Tốt lắm, Nam Cung Yến gật đầu. Làm tốt chuyện này mỗi người sẽ được thưởng một tháng lương. Nghe Nam Cung Yến nói vậy, đám người Đường Võ lập tức hăng hái. Đám Đường Võ nghĩ rằng để chặn được một người là chuyện vô cùng dễ dàng. Bà xã, lần này em muốn đánh cược với anh cái gì? Đúng lúc này, Trần Triệu Dương xách theo túi lớn túi nhỏ hành lý bước vào hỏi. Trần Triệu Dương vừa xuất hiện, Nam Cung Yến liền chỉ vào đám người Đường Võ nói, anh muốn vào nhà, thì đánh bại bọn họ trước đã, nếu anh không qua được. Thì cút ngay và luôn cho tôi. Nam Cung Yến vẫn khá tin tưởng thực lực của bọn người Đường Võ. Dù sao, bọn họ cũng không giống mấy tên vệ sĩ bên cạnh Tất Văn Bách. Trong đám người Đường Võ, mỗi một người đều là tinh anh trong tinh anh. Lại nói, bọn họ cũng không ít người, tống cổ Trần Triệu Dương đi chỉ là một chuyện bé như hạt đậu. Đơn giản thế thôi à? Trần Triệu Dương hỏi. Đơn giản. Nam Cung Yến hừ nhẹ, nói, nếu nói đơn giản. Anh giỏi thì anh đi vào thử tôi xem. Chơi luôn. Trần Triệu Dương sảng khoái đáp. Lúc này, Trần Triệu Dương buông hành lý xuống, từ từ bước về phía trước, Trần Triệu Dương nhìn đám người Đường Võ, cười hỏi, mấy anh muốn lên từng người, hay là toàn bộ đều lên một lượt luôn? Nam Cung Yến đứng ở phía sau lập tức hăng hái kêu, các anh lên hết đi, không cần nể mặt tôi. Đập anh ta cho tôi, đập mạnh tay vào. Đám Đường Võ thấy Trần Triệu Dương đến gần, cả đám biến sắc. Mấy người đứng gần Đường Võ, quay sang nhìn chằm chằm hắn, như dò hỏi tiếp theo phải làm sao đây. Trần Triệu Dương đến gần, sắp giơ nắm đấm lên. Anh Thanh, giơ cao đánh khẽ, em chịu thua. Đường Võ lập tức hô to xin tha. Hở, vừa nghe Đường Võ hô xong. Nam Cung Yến sửng sốt. Trần Triệu Dương cũng bất ngờ. Anh Thanh, anh muốn vào trong ạ, em mời anh vào, tuyệt đối đừng động thủ. Đường Võ cười làm lành nói. Tiểu Ngũ, Tiểu Thất,
mau tới xách hành lý cho anh Thanh. Đường Võ dặn dò mấy người bên cạnh. Dạ. Đội ngũ bên cạnh Đường Võ giúp mang hành lý của Trần Triệu Dương vào trong. Nam cùng Yến định hình lại, cô vội chạy đến la lên, Đường Võ, anh làm gì vậy? Tôi bảo anh cản anh ta lại, không phải để cho anh ta vào, còn chưa đánh mà anh đã chịu thua rồi. Nam cùng Yến tức điên, cô còn tính sai đám Đường Võ cản Trần Triệu Dương lại, tống cổ anh ta đi, nhưng chuyện làm cô tuyệt đối không ngờ chính là Đường Võ vừa thấy Trần Triệu Dương liền ngoãn ngoan y như cháu trai vậy. Mà bực nhất là, trước đó đám Đường Võ còn ra vẻ thấy chết không sờn, giờ vừa thấy Trần Triệu Dương, thì bộ dạng biến thành khép na khép nép. Cô chủ Nam Cung à, tôi với anh Thanh đã từng đọ sức rồi, tôi không thắng nổi anh Thanh đâu, vẻ mặt Đường Võ đau khổ nói, dù cho cả đám bọn tôi cùng xông lên, cũng không cản anh Thanh lại được đâu, thôi đành chịu thua cho rồi. Mấy người đứng bên cạnh Đường Võ gật đầu như búa bổ. Kỳ thật Đường Võ là người đâu ra đó, hắn không dám ra tay đánh Trần Triệu Dương, một là hắn biết hắn đánh không lại Trần Triệu Dương. Nhưng quan trọng hơn hết, vừa rồi Trần Triệu Dương gọi Nam Cung Yến là vợ đó. Trần Triệu Dương vừa gọi xong, chớp mắt Đường Võ liền hiểu ngay, vì sao hôm đó Nam Cung Minh Đức hết mực chống đỡ cho Trần Triệu Dương, thì ra người ta là người một nhà đó. Chỉ là vợ chồng nhà người ta giận dỗi, đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành thôi, mình không nên nhúng tay vào. Huống chi, lắm chuyện còn có thể sẽ bị Trần Triệu Dương đập ra bã. Thế nên Đường Võ động não một lúc, hắn cảm thấy cách tốt nhất chính là đầu hàng. Hai anh đọ sức hồi nào? Nam Cung Yến sốt sắng nói, tôi mặc kệ, bây giờ các anh cản anh ta lại cho tôi. Nếu không nghe theo, tôi đuổi việc toàn bộ. Cô chủ Nam Cung, cho dù cô có đuổi bọn tôi cũng không thể ra tay. Đường Võ nịnh nọt nói, anh Thanh là người tôi kính trọng nhất, là thần tượng của tôi tuyệt đối sẽ không đánh nhau với anh ấy được. Đúng rồi, mấy người bảo vệ bên cạnh cũng hùa theo. Nam Cung Yến thấy bộ dáng nhu nhược của đám Đường Võ, cô tức muốn ói máu. Được rồi, tôi sẽ đuổi việc hết đám các anh, đuổi hết toàn bộ, Nam Cung Yến kích động hét lên. Trần Triệu Dương vỗ vai Đường Võ cười nói, mấy cậu không cần lo, nếu cô ấy đuổi mấy cậu. Tôi sẽ nói với bố vợ tôi, mời các cậu quay lại còn tăng lương gấp đôi. Cảm ơn anh Thanh. Đám Đường Võ nghe Trần Triệu Dương nói thế, phút chốc cảm thấy Trần Triệu Dương quả đúng là người có tình có nghĩa. Anh Thanh, để em mở cửa hộ anh. Lúc này đây, Đường Võ càng nhiệt tình mở cửa biệt thự cho Trần Triệu Dương. Khi Trần Triệu Dương đi tới trước cửa, anh dừng lại, quay sang nhìn Nam Cung Yến cười nói, vợ ơi, anh qua cửa rồi, chúng ta vào nhà thôi. Anh, tôi. Nam Cung Yến tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nhìn vẻ mặt người nào đó, cô càng bực mình hơn. Bực quá đi mất. Nhưng sau đó cô vẫn làm mặt lạnh, đi theo Trần Triệu Dương vào trong. Vừa vào trong nhà, cô liền nhìn Trần Triệu Dương nói, sau này phạm vi hoạt động của anh chỉ ở lầu 1, tuyệt đối không được lên lầu 2. Nếu để tôi biết được anh dám đụng vào đồ của tôi sẽ băm vằm anh ra, biết chưa hả? Vậy phòng của chúng ta ở đâu? Ý em là, em sẽ tự xuống lầu 1 tìm anh hở? Biến! Nam Cung Yến phun ra một chữ rồi tức giận vội vã chạy lên lầu. Nam Cung Yến lên lầu không bao lâu, trên lầu liền vang lên tiếng nhạc rất lớn. Anh Thanh! Cô chủ Nam Cung không vui thì đều như vậy hết, thích vào phòng gym mở nhạc hết mức. Đường Võ bước tới cạnh Trần Triệu Dương nói, cơ mà anh chỉ cần dỗ dành chút là xong ngay, vợ chồng mà, đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành. Dỗ dành, Trần Triệu Dương khinh thường nói, không nên chiều chuộng, càng không nên dỗ dành phụ nữ quá, không nghe lời thì dạy bảo lại, cậu thấy đúng không? Anh Thanh, anh nói đúng đó, Đường Võ bật ngón tay cái, cười nói, anh đúng là thần tượng của em. Thú thật, đúng là Đường Võ vô cùng khâm phục Trần Triệu Dương, một tên bảo vệ quèn thôi mà có thể làm Nam Cung Minh Đức xem trọng, chọn làm rể hiền, trở thành chồng của Nam Cung Yến. Đó là chuyện mà rất nhiều người ở Nam Hải này thèm muốn, hơn hết Đường Võ cảm thấy, ở Nam Hải có không biết bao nhiêu gã theo đuổi Nam Cung Yến, nếu biết chuyện này, nhất định sẽ tức ói máu cho xem. Nữ thần mà bọn họ ngày nhớ đêm mong, cuối cùng lại lấy một tên bảo vệ quèn làm chồng. Không còn chuyện gì nữa. Mấy cậu có thể ra ngoài rồi. Trần Triệu Dương nói với Đường Võ. Vậy bọn em đi trước nha anh Thanh. Đường Võ nói xong rồi dẫn mọi người rời đi. Chờ đã, Trần Triệu Dương gọi lại. Anh Thanh, còn chuyện gì à? Đường Võ dừng lại hỏi. Chuyện của tôi với vợ tôi mong rằng không có thêm người biết. Cậu hiểu ý tôi chứ?
Trần Triệu Dương nhìn chằm chằm Đường Võ nhàn nhạt nói. Đường Võ nhìn vào ánh mắt của Trần Triệu Dương, đột nhiên lại thấy căng thẳng. Hắn cảm thấy ánh mắt của Trần Triệu Dương vô cùng áp bức, thậm chí còn sát khí. Đường Võ cũng xem như là bộ đội đặc chủng giải ngũ, trước kia từng đụng độ với không ít tên liều mạng, ánh mắt của Trần Triệu Dương không khác những tên đó là mấy. Anh Thanh, em hiểu rồi, Đường Võ đáp. Ha ha, hiểu là được rồi, đi đi. Trần Triệu Dương phất tay cười nói. Đường Võ gật đầu, dẫn tất cả rời khỏi biệt thự. Đợi khi đám Đường Võ rời đi, Trần Triệu Dương liền xách hành lý của mình lên lầu 2. Tôi cũng đã tới rồi, vậy thì nhất định phải tiến dần từng bước thôi. Trần Triệu Dương cảm thấy nên rèn sắt khi còn nóng, còn những chuyện nên làm, thì làm càng sớm càng tốt. Bây giờ anh cũng có hôn thú rồi, dù có làm gì thì cũng hợp pháp thôi. Trần Triệu Dương biết rõ phòng của Nam Cung Yến ở đâu. Anh cũng không phí bao nhiêu sức đã mò đến được phòng Nam Cung Yến, anh liền đẩy cửa đi vào. Trần Triệu Dương lén la lén lút bước vào phòng của Nam Cung Yến, muốn làm một chuyện vô cùng quan trọng. Anh muốn kiểm tra xem, trong phòng của Nam Cung Yến có bị người khác lắp đặt máy nghe lén và camera quay trộm không? Về mặt này, Trần Triệu Dương chắc chắn là dân chuyên. Đã hứa bảo vệ Nam Cung Yến, thì nhất định phải bảo vệ cô ấy toàn diện. Trần Triệu Dương nhanh chóng hành động. Wow, không ngờ lúc ở nhà, cô ấy cũng thoáng lắm chứ bộ. Oh shit, cái gì đây? Không ngờ nha, một người phụ nữ bên ngoài lạnh như băng, bên trong thế mà lại. Trần Triệu Dương tìm kiếm xung quanh. Đúng là có phát hiện lớn, ngoài chuyện phát hiện ra sở thích đặc biệt của Nam Cung Yến, anh còn tìm ra hai cái máy nghe lén được giấu kín. Quả nhiên có người muốn gây bất lợi cho cô ấy. Trần Triệu Dương tìm ra máy nghe lén, anh liền bóp nát. Kiểm tra phòng xong, vậy thì cũng nên kiểm tra phòng tắm luôn nhỉ. Trần Triệu Dương vừa nói vừa bước vào trong phòng tắm. Phòng tắm của Nam Cung Yến cũng cực kỳ to, có một cái bồn tắm massage thủy lực từ nhãn hiệu nổi tiếng. Kiểm tra mọi ngóc ngách bên trong phòng tắm xong, cũng không phát hiện thêm gì. Ngay lúc Trần Triệu Dương định đi ra ngoài, anh nhìn vào bồn tắm rồi lại dừng lại. Mình đi tìm đồ, tìm tới nỗi toàn thân ướt đẫm mồ hôi, ngâm mình một lát cũng không tồi ha. Trần Triệu Dương tự nhủ, bồn tắm xa hoa như vậy, ngâm chắc thoải mái lắm. Lúc Trần Triệu Dương tự lẩm bẩm, thì anh cũng đã xả nước đầy bồn, rồi bước vào ngâm mình trong đấy. Nằm bên trong bồn tắm, Trần Triệu Dương thở phào sung sướng, anh thật sự chẳng còn muốn đứng lên nữa. Vào phòng gym vận động một hồi, Nam Cung Yến đã trút hết bực tức ra, sau khi đổ một trận mồ hôi đầm đìa, cô ấy cảm thấy tâm trạng đỡ hơn rất nhiều. Ngâm mình vào nước nóng tắm một lát, quên tên khốn kiếp đó đi. Ngày mai lại là một ngày mới. Nam Cung Yến tự an ủi mình nói. Vừa nói Nam Cung Yến vừa đi tìm quần áo, rồi đi vào trong phòng tắm. Vừa vào phòng tắm, Nam Cung Yến cảm thấy một dòng hơi nước xông thẳng vào mặt. Cô cảm thấy hơi lạ, liền mở hết đèn trong phòng tắm lên. Á, á, đèn vừa sáng lên, Nam Cung Yến thấy trong bồn tắm có người, cô giật mình hét toáng lên. Sao hả, xảy ra chuyện gì? Trần Triệu Dương ngâm mình quá thoải mái nên đã ngủ quên mất, nghe thấy tiếng hét thất thanh, anh bật dậy từ trong bồn tắm. Á, Nam Cung Yến nhìn thấy người nào đó đứng phắt lên, cô càng hét lớn hơn. Tiếp đó lập tức xoay người chạy ra ngoài. Trần Triệu Dương nhìn thấy Nam Cung Yến, anh lẩm bẩm, đúng là cái chiếu mới chưa trải bao giờ, có gì mà hoảng hốt chứ. Đừng nói chỉ có thế đã dọa cô ấy chạy té khói rồi nhá. Tên họ Trần kia, tôi sẽ thiến anh. Lúc này, Nam Cung Yến quay trở lại, trong tay cầm một cây kéo. Vợ ơi, có gì từ từ nói. Trần Triệu Dương nhanh chóng quấn khăn, nhảy ra khỏi bồn tắm. Nhưng khi Trần Triệu Dương nhảy ra, dưới sàn lại có nước làm anh trượt chân, cả người mất thăng bằng, té nhào về phía Nam Cung Yến. Nam Cung Yến cũng bị bất ngờ. Chỉ trong chớp mắt, cô đã bị Trần Triệu Dương té nhào lên người. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Triệu Dương kịp thời ôm lấy Nam Cung Yến cố gắng xoay người, để bản thân anh nằm phía dưới. Dầm! Trần Triệu Dương ôm Nam Cung Yến té một cái thật mạnh ở trong phòng tắm. Lúc ngã xuống, đầu Nam Cung Yến theo quán tính mà. Chụt! Hai người môi chạm môi. Nam Cung Yến cảm nhận được rất rõ, con người cô trừng to. Khoảnh khắc này, Trần Triệu Dương cảm thấy cả thế giới đột nhiên tĩnh lặng. Họ Trần kia, tôi sẽ giết anh. Sau đó là tiếng gào hét nổi trận lôi đình của Nam Cung Yến vang lên. Nửa tiếng sau,
Nam Cung Yến cầm cây kéo thở hổn hển dừng lại. Cô cầm cây kéo thở không ra hơi chỉ vào Trần Triệu Dương mắng, đồ lưu manh, anh. Anh có ngon thì đừng chạy. Trần Triệu Dương khoác một cái khăn tắm, mặt vô tội nói, em yêu, không phải anh đã nói với em rồi sao? Anh vào phòng là muốn kiểm tra giúp em xem có máy nghe lén không? Em nhìn đi, đúng là anh đã tìm được mấy cái này. Hừ, ai biết được có phải là anh cố tình mang tới không? Anh đúng là đồ lưu manh mà, Nam Cung Yến mắng, lời anh nói, một câu tôi cũng không tin. Anh nói thật mà. Tôi mặc kệ, hôm nay tôi sẽ một mất một còn với anh. Em yêu, tính ra là anh thiệt thòi mới đúng, vừa rồi em đã cướp mất nụ hôn đầu của anh đó, Trần Triệu Dương bày ra vẻ mặt đau khổ. Nam Cung Yến thấy vẻ mặt ấy, cô thật sự rất muốn băm vằm người nào đó ra. Rõ ràng là anh ta sàm sỡ mình, giờ lại còn làm ra vẻ mặt thiệt thòi lắm. Anh chờ đó, đợi tôi thở ra hơi, xem tôi làm thịt anh thế nào, Nam Cung Yến cầm cây kéo chỉ về phía Trần Triệu Dương nói. Reng! Ngay lúc này, điện thoại của Nam Cung Yến reo lên. Cô nhìn tên người gọi trên màn hình có chút sửng sốt, do dự một hồi cô cũng bắt máy nghe. Tôi nghe. Nam Cung Yến nói. Một lát sau, Nam Cung Yến cầm điện thoại di động trên tay nhìn sang Trần Triệu Dương rồi tiếp tục nói chuyện. Được, tôi đồng ý. Dứt lời Nam Cung Yến cúp điện thoại. Cô bỏ điện thoại xuống, nhìn chằm chằm Trần Triệu Dương hỏi, anh có muốn tôi tha thứ cho anh không? Anh có làm gì sai đâu, sao cần phải? Lách cách. Nam Cung Yến nhấp kéo. Trần Triệu Dương lập tức gật đầu, muốn. Vậy thì tốt, anh ra ngoài mặc quần áo lại chờ tôi. Đi làm một việc với tôi. Nếu như làm được, chuyện tối hôm nay, tôi sẽ bỏ qua cho anh, Nam Cung Yến cắn bờ môi hồng hào nói. Muốn anh đi làm việc với em cũng được, nhưng em phải hứa với anh, sau này không được cầm kéo uy hiếp anh nữa, Trần Triệu Dương nói. Nam Cung Yến cầm kéo nhấp lách cách, nói, còn muốn kỳ kèo nữa hả? Anh chờ em ở ngoài. Trần Triệu Dương lập tức rời khỏi phòng. Trần Triệu Dương thay quần áo xong, anh đứng bên ngoài chờ khoảng nửa tiếng. Nửa tiếng sau, anh nhìn thấy Nam Cung Yến mặc trang phục lộng lẫy, khuôn mặt trang điểm nền nã bước ra. Trần Triệu Dương ngắm nhìn Nam Cung Yến một hồi, kiềm lòng không đặng khen, quả thật xứng danh người đẹp nhất Nam Hải. Chỉ cần trang điểm xương xương thôi cũng đã xinh đẹp rung động lòng người. Nam Cung Yến nhìn Trần Triệu Dương cau mày nói, sao anh lại mặc đồng phục bảo vệ? Ngoài đồ ngắn ra anh chỉ có đồng phục bảo vệ thôi. Không thì để anh đi thay nha. Không cần đâu, đi theo tôi. Nam Cung Yến vừa nói, cô sải bước đi ra ngoài. Anh lái xe đi, vừa ra ngoài, Nam Cung Yến liền ném chìa khóa xe cho Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương chụp lấy chìa khóa, mở cửa ngồi vào. Chờ Nam Cung Yến ngồi vào xong, anh lại hỏi, chúng ta đi đâu vậy? Nam Cung Yến lười nói chuyện với Trần Triệu Dương, đưa điện thoại di động tới trước mặt Trần Triệu Dương, trên đó có hiện nơi cần đến. Biết rồi, em ngồi cho vững. Trần Triệu Dương xem xong rồi khởi động xe.